Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 941, chân truyền thiên võ. Ngô Bình vỗ vào con cự xà ra hiệu cho nó dừng lại, sau đó ba người nhảy xuống đất rồi leo lên núi. Con cự xà canh ở bên dưới, chứ không rời đi. Đến giữa núi, Ngô Bình liếc nhìn rồi dậm chân thật mạnh, thân núi vang lên tiếng động lớn rồi nứt ra, để lộ một lối vào rộng 10 mét, cao 7 mét. Nhìn thấy hang động rộng lớn này, An Tự Tại ngẩn ra hỏi, anh Ngô, đây là lối vào tiên điện à? Lúc này, đến Ngô Bình cũng không thể bình tĩnh nói, theo ghi chép trên miếng da thú thì chắc là động truyền võ. Cái gì, động truyền võ ư, An Tự Tại kích động tới mức run lên, còn đôi mắt thì phát sáng. Ngô Bình nói, anh biết động truyền võ à? Minh Diệm cũng ngạc nhiên nói, anh Ngô, động truyền võ là con đường duy nhất để mở tiên điện thiên võ. Nghe nói chỉ khi lấy được thân phận người truyền thừa ở đây thì mới có thể vào tiên điện. Ngô Bình, chẳng phải tiên điện thiên võ đã bị phá hủy, giờ chỉ còn là đống hoang tàn thôi ư? An Tự Tại, anh Ngô, tuy chỉ là đống hoang tàn, nhưng cấm chế của tiên điện vẫn còn, muốn vào thì buộc phải trở thành người truyền thừa. Bây giờ, chúng ta đều có cơ hội trở thành người truyền thừa. Mọi người bàn bạc một lúc rồi cùng đi vào bên trong, sau khi đi được một đoạn, Ngô Bình phát hiện bức tường đá ở hai bên khắc đầy chiêu thức võ thuật nên bọn họ đều dừng bước. Chiêu thức ban đầu họ có thể hiểu được ngay, nên vừa nhìn đã có thể luyện được. Minh Diệm nói, anh Ngô, các chiêu thức này thần kỳ quá, đúng là truyền thừa của tiên điện có khác. An Tự Tại cười nói, đây vẫn chưa là truyền thừa tiên điện thật sự đâu, cái thật còn mạnh hơn nhiều. Xong, sau khi xem hết 12 bức vẽ thì Minh Diệm ngạc nhiên phát hiện mình mất một tiếng rồi vẫn chưa luyện thành chiêu thức trên bức vẽ thứ 13. An Tự Tại cũng không khá hơn là bao, từ bức vẽ 17 trở đi thì anh ấy mới bắt đầu thấy mệt. Nhưng họ vẫn cố cầm cự và luyện tiếp. So ra thì chỉ có võ quân như Ngô Bình là nhàn nhất, anh chỉ liếc một cái đã có thể luyện được hết các chiêu thức, thậm chí còn nắm được cốt lõi của vấn đề. Anh chìm đắm trong các động tác, bất giác đến bức vẽ thứ 30 lúc nào không hay. Lúc này, anh không còn thấy dễ nữa, thời gian luyện thành các động tác cũng lâu hơn, từ nửa phút thành hơn chục phút. Sau khi luyện xong 30 bức vẽ, Ngô Bình mới phát hiện nếu thi triển các chiêu thức cùng một lúc thì chính là một môn công phá có uy lực rất mạnh. Sau khi luyện các chiêu thức liền một mạch, Ngô Bình đã lĩnh ngộ được chiêu thứ 37 và các chiêu thức phía sau. Audio điện tử võ tấn bền. Anh đi tới cuối hang lúc nào không hay, sau đó luyện xong chiêu thức trên bức vẽ thứ 49. Sau đó, anh nhìn thấy một cánh cửa bằng đồng cực lớn, bên trên có rất nhiều vệt lõm vào. Anh vừa nhìn đã biết các vết lõm này có liên quan đến 49 chiêu thức kia nên lập tức thi triển ngay tại chỗ, mỗi chiêu thức đều để lại vài điểm trên mặt cửa. Cheng cheng! Chân và tay của Ngô Bình liên tục đánh vào các điểm lõm. Đột nhiên cánh cửa chậm chậm mở ra, Ngô Bình mừng rỡ rồi đi vào. Anh ngoái lại gọi Minh Diệm và An Tự Tại, nhưng cánh cửa đã tự động đóng lại. Lúc này, Ngô Bình đang ở trong một cung điện rộng lớn, sàn nhà lát tiên ngọc ngũ sắc, nóc nhà khảm đầy đá quý như các vì sao. Một tia sáng chợt rọi xuống rồi hóa thành hình dạng của một ông lão mặc áo bào trắng, ông lão nhìn Ngô Bình rồi nói, chúc mừng cậu đã thông qua vòng khảo hạch và vào được tiên điện thiên võ. Ngô Bình biết đây không phải người sống, mà chỉ là tàn ảnh của trận pháp nên hỏi, tiên điện thiên võ chưa bị hủy sao? Ông lão đáp, tiên điện thật sự đã rời đến tiên giới rồi, nhưng chúng tôi vẫn giữ lại một phần. Cậu có thể lấy các công pháp còn sót lại ở đây, chờ tu vi của cậu đủ mạnh thì có thể đến tiên giới rồi vào tiên điện thật sự. Ngô Bình, chỉ có công pháp thôi sao? Không có tài nguyên tu luyện à? Ông lão, ở đây có nhiều đồ lắm, cậu cứ chọn tùy ý. Ngô Bình đưa mắt nhìn quanh thì thấy đại điện trống trớn, không có một thứ gì thì anh chọn bằng niềm tin à? Anh thở dài nói, được rồi, cảm ơn. Ông lão gật đầu nói, cậu là đệ tử cuối cùng mà tiên điện thiên võ tiếp nhận, sau khi cậu rời khỏi đây, tiên điện sẽ chìm xuống lòng đất và biến mất. Dứt lời, ông lão giơ tay chỉ về phía Ngô Bình, ngay sau đó có một tia sáng chiếu vào mi tâm anh rồi hóa thành một luồng thông tin khổng lồ. Tiếp nhận các truyền thừa xong, Ngô Bình lấy đao ra rồi bắt đầu đào ngọc tiên dưới sàn. Các viên ngọc tiên này không là gì với tiên điện này cả. Nhưng mang ra bên ngoài thì rất có giá trị. Phỉ thúy, hay thạch anh đều không là gì hết. Ngô Bình cứ thế đào ngọc rồi cho vào nhẫn chữ đồ, anh làm rất nhanh, không lâu sau đã đào hết sạch ngọc ở đây. Cuối cùng, anh bay lên nóc nhà rồi cậy nốt bảo thạch. Bảo thạch ở đây toàn hàng cực phẩm, viên nào cũng to như nắm đấm, đã thế còn tỏa sáng lấp lánh.
nhưng anh mới cậy được hơn 100 viên thì đại điện đã rung lên, anh biết nó sắp lún xuống nên xông ngay ra ngoài. Cánh cửa mở ra, Ngô Bình đi ra ngoài, sau đó kéo Minh Diệm và An Tự Tại lao nhanh ra khỏi hang động rồi chạy xuống núi. Bọn họ vừa ra ngoài thì thân núi đã rung lên dữ dội, sau đó lún xuống chìm vào trong tuyết. Bọn họ cưỡi lên con đại xà rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng chưa đi được ba xa, bí cảnh thiên võ đã rung lên như sắp tận thế. Ngô Bình nói, mau đến điểm tập hợp. Họ ngồi trên con đại xà, nó tăng tốc thật nhanh nên chưa tới nửa tiếng, đã đưa mọi người đến lối ra. Lúc này, có một cánh cửa màu lam hiện lên trên không trung, có nhiều người đang nhảy vào đó. Xem ra họ cũng biết bí cảnh có chuyện nên vội vã rời đi. Nhóm Ngô Bình cũng nhảy vào cánh cửa ấy, họ vừa đi thì con bạch xà cũng thoáng do dự rồi bay ra theo. Cảnh vật thay đổi, nhóm Ngô Bình đã xuất hiện ở nơi tập trung ban đầu, nhưng ngay sau đó có một con đại xà bay ra theo. Mọi người xung quanh đều hoảng sợ, có người định ra tay với nó, nhưng Ngô Bình đã lên tiếng, nó là thú cưng của tôi, mọi người đừng sợ. Nghe thấy thế, mọi người dừng tay. Hoàng Nhiễm vẫn chờ ở đây, ban đầu có 20 tu sĩ cảnh giới địa tiên, mà giờ chỉ có một mình Ngô Bình trở ra. Hoàng Nhiễm nói, Ngô Bình, cậu đã ra trước rồi thì về luôn đi. Ngô Bình gật đầu, được. Minh Diệm và An Tự Tại tiến lên, An Tự Tại cười nói, anh Ngô, có cơ hội thì tôi sẽ đến địa tiên giới tìm anh. Ngô Bình gật đầu, hẹn ngày gặp lại. Minh Diệm cười nói, anh Ngô, tôi cũng thế, nhất định tôi sẽ đi tìm anh. Ngô Bình chào tạm biệt với hai người đó, sau đó được Hoàng Nhiễm dẫn mình cùng con đại xà rời khỏi không gian này, trở lại địa tiên giới. Chương 942, Kinh Hồng Tiên Tử. Sau khi rời khỏi không gian đó và đáp xuống một đỉnh núi của địa tiên giới, Hoàng Nhiễm không tiễn Ngô Bình nữa mà quay về lại không gian. Được đến địa tiên giới, con bạch xà rất vui, nó bay vút lên cao. Ngô Bình hơi bất ngờ, anh gọi nó về rồi cả hai cùng bay đến kiếm phái Thục Sơn. Sau một chặng đường dài, con bạch xà đã đáp xuống đỉnh Thiếu Long. Ngô Bình thu xếp chỗ ở cho nó rồi mới đi gặp sư phụ Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền đang ngồi luyện công, thấy Ngô Bình quay về, ông ấy ngạc nhiên nói, đồ nhi, sao con về nhanh thế? Ngô Bình nói, sư phụ, bí cảnh thiên võ sắp sụp rồi nên con ra ngoài trước, những người khác chưa ra, nhưng chắc cũng sắp rồi. Trần Đạo Huyền tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, bí cảnh thiên võ sụp đổ ư? Không thể nào. Sau đó, ông ấy hỏi Ngô Bình, đồ nhi, con có thu hoạch gì không? Ngô Bình gật đầu, con lấy được một phần truyền thừa của tiên điện thiên võ. Trần Đạo Huyền chấn động nói, cái gì? Truyền thừa của tiên điện thiên võ ư? Ngô Bình, sư phụ, tiên điện ấy lợi hại lắm ạ. Trần Đạo Huyền cười lớn nói, không chỉ lợi hại, mà tiên điện này còn là nơi tất cả tu sĩ muốn đến. Đồ nhi, con đúng là một người may mắn đấy. Sau đó, ông ấy nghiêm túc nói, con không được nói chuyện này cho bất kỳ ai khác biết nhé. Ngô Bình gật đầu, vâng. Trần Đạo Huyền lấy một thanh đoản kiếm trong suốt ra, dưới ánh đèn chiếu rọi. Người ta mới hình thấy hình dáng mờ mờ của nó, nhưng cũng không quá rõ. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, sư phụ, đây là kiếm vô tương ạ. Trần Đạo Huyền gật đầu, giờ sư phụ giao nó cho con. Chỉ khi tu luyện tới một cảnh giới cao thâm thì mới có thể sử dụng được nó. Ngô Bình vui mừng nói, cảm ơn sư phụ. Hai thầy trò ngồi nói chuyện thêm một lúc thì Ngô Bình về đỉnh Thiếu Long. Diện tích của đỉnh vô tương rất lớn, xung quanh có núi non trùng điệp. Khi Ngô Bình bay đến một đỉnh núi thì chợt cảm thấy có kiếm khí bức người ở phía dưới. Ngô Bình thấy tò mò nên đáp xuống, sau đó đã nhìn thấy một cô gái đang điều khiển một thanh kiếm bay. Thanh kiếm bay đó lao đi nhanh như điện, đi đến đâu là lá với đá rơi đến đấy, uy lực rất lớn. Ngô Bình sáng mắt lên khen ngợi, kiếm hay. Cô gái đó rất xinh đẹp, không thua Minh Diệm là bao, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác, hơn nữa dáng người hơi gầy. Cô gái nhìn Ngô Bình rồi lạnh giọng nói, ai? Ngô Bình vừa định giới thiệu thì bên cạnh đã có người mấy người hét lên, đồ vô liêm sỉ, dám nhìn lén tiên tử nhà ta, chết đi. Có ba đường kiếm tấn công Ngô Bình từ ba phía, thấy thế, Ngô Bình biết họ đang muốn lấy mạng mình. Đối mặt với tình huống này, Ngô Bình không còn cách nào khác ngoài lấy lưỡi hái máu ra để nghênh chiến. Cheng cheng cheng, đây là một món thần binh, ba thanh kiếm kia lập tức vỡ nát, sau đó bay quay ngược lại. Các tiếng hét vang lên, ba tu sĩ nam chạy ra, nhìn các mảnh vỡ dưới đất mà họ không khỏi đau lòng, một người tức tối quát, dám làm hỏng kiếm của bọn ta. Vù!
Đầu thương lập tức đâm vào mi tâm của người đó như con rắn độc, mũi thương lạnh lẽo khiến người đó không rét mà run, toàn thân cứng đờ. Ngô Bình lạnh giọng nói, quỳ xuống. Người đó quỳ xuống, không dám nói nửa lời. Ngô Bình, theo quy định của đỉnh Vô Tương, tôi hoàn toàn có thể giết anh vì tội ám sát đệ tử Tinh Anh. Hai người còn lại hoảng hốt, đệ tử Tinh Anh. Họ ngơ ngác nhìn nhau rồi hỏi, anh là Ngô Bình đệ tử Tinh Anh mới à? Thấy họ không có ý tôn trọng với mình, Ngô Bình lạnh lùng nói, hai người cũng quỳ xuống. Hai người kia không quỳ, một người khinh khỉnh nói, đệ tử Tinh Anh thì có gì là siêu đâu, trưởng bối của chúng tôi đều là trưởng lão của đỉnh Vô Tương, truyền thừa từ bao đời. Anh chỉ là một đệ tử Tinh Anh thôi, không có tư cách bắt chúng tôi quỳ đâu. Chát! Ngô Bình hất lưỡi hái máu, tên đang nói lập tức khuỵu gối, sau đó hét lên đau đớn rồi quỳ xuống đất, nước mắt đầy mặt. Người còn lại sợ quá cũng vội vàng quỳ xuống, sau đó thấp thỏm nhìn Ngô Bình. Anh lạnh lùng nói, quỳ yên ở đây, tôi không cho phép thì không được đứng dậy. Cô gái kia đứng gần đó đã chứng kiến tất cả, nhưng thờ ơ như chuyện chẳng liên quan đến mình. Ngô Bình chắp tay với cô ấy, thấy ở đây có kiếm khí mạnh mẽ nên tôi mới tò mò xuống xem, làm phiền rồi. Lúc này, lại có một người đáp xuống, đó là Trần Hạc Niên. Anh ta nhìn ba người đang quỳ dưới đất rồi cười trừ trách mắng, ba người giỏi quá nhỉ, dám đắc tội với cả Ngô Sư Thúc, lẽ nào mấy người không biết Sư Thúc đứng đầu bảng nhân tiên à? Ba người kia nhăn mặt, một người nói, Trần Sư Huynh, anh ta ngông nghênh quá, chuyện này chưa xong đâu. Trần Hạc Niên cười lạnh, Sư Thúc đã báo Sư Tổ của tôi làm Sư Phụ, dù Sư Thúc có giết mấy người thì trưởng bối của mấy người cũng không dám ý kiến gì đâu. Ba người kia có vẻ không phục, gia tộc nhà họ đã truyền thừa bao đời, lẽ nào lại chịu để Ngô Bình đàn áp? Ngô Bình lạnh giọng nói, tôi định giết các người rồi, nhưng nể tình đồng môn nên mới tha cho. Nếu các người không phục, thì cứ thoải mái khiêu chiến tôi. Trần Hạc Niên cười lớn nói, Sư Thúc đừng giận. Ngô Bình, Hạc Niên, sao anh lại đến đây? Trần Hạc Niên, con đến tìm sư muội Kinh Hồng, nói rồi, anh ta vẫy tay với cô gái kia. Bấy giờ, Ngô Bình mới biết tên của cô ấy. Kim Hồng tiên tử ngoảnh đi, như không muốn để ý đến Ngô Bình. Trần Hạc Niên cười ngượng rồi nói với Ngô Bình, Sư Thúc, Điện Thanh Liên đang luyện kiếm trận Thanh Liên, đang thiếu một người nên muốn mời sư muội Kinh Hồng đến tham gia. Ngô Bình gật gù, sau đó chào tạm biệt Trần Hạc Niên rồi bay về đỉnh Thiếu Long. Anh vừa đáp xuống, đã có người đến báo, Sư Huynh, trưởng lão Thiết Kiếm của Điện Thanh Liên xin gặp. Trưởng lão Thiết Kiếm, Ngô Bình không hề có ấn tượng gì nên nói, mời vào. Không lâu sau, có một người phụ nữ trung niên bước nhanh vào, bà ấy chắp tay nói, cậu Ngô, tôi là trưởng lão Thiết Kiếm của Điện Thanh Liên, nghe nói cậu có y thuật phi phàm, không biết có thể đến Điện Thanh Liên với tôi được không? Ngô Bình, trưởng lão, có chuyện gì vậy? Ai bị bệnh à? Trưởng lão Thiết Kiếm, chúng ta vừa đi vừa nói được không? Dẫu sao cũng là người của kiếm phái Thục Sơn, Ngô Bình không tiện từ chối nên đành gật đầu rồi lên đường. Chương 943, tát người đẹp. Rời khỏi đỉnh Thiếu Long, trưởng lão Thiết Kiếm nói, cậu Ngô, Lâm Thanh Giao đệ tử thiên tài của Điện Thanh Liên chúng tôi bị tẩu hỏa nhập ma, hiện tại đang rất nguy hiểm. Cậu Ngô có y thuật cao minh, xin hãy cứu Thanh Giao. Tẩu hỏa nhập ma ư, cái này không khó chữa đâu. Mau dẫn tôi đi, hiện tại việc cứu người là quan trọng nhất nên Ngô Bình không hỏi nhiều nữa. Đến Điện Thanh Liên rồi, Ngô Bình nhìn thấy một đỉnh núi hùng vĩ vô cùng rộng lớn, cao gần 5.000 mét, có rất nhiều dược liệu lạ cùng linh thú sinh trưởng ở đây, các tòa kiến trúc khác nhau nằm rải rác nhiều chỗ, có nhà tre, nhà gỗ, hang đá. Nhưng đồ sộ nhất là đại điện ở lưng chừng núi. Ngô Bình khen ngợi, đúng là bảo địa của đất trời. Trưởng lão Thiết Kiếm cười nói, cậu Ngô, Thanh Liên kiếm quyết của chúng tôi có uy lực mạnh nhất trong hai điện và năm đỉnh núi đấy. Ngô Bình, sư phụ tôi cũng nói thế. Trưởng lão Thiết Kiếm dẫn Ngô Bình vào một ngôi nhà trúc màu vàng rồi đi lên tầng 2. Một cô gái trẻ bước ra, thoạt nhìn khoảng 20 tuổi, cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu trắng. Trưởng lão Thiết Kiếm vội hành lễ, điện chủ. Ngô Bình ngạc nhiên, không ngờ đây là điện chủ Thanh Liên. Anh chắp tay nói, đệ tử Ngô Bình tham kiến điện chủ. Điện chủ Thanh Liên tên là Mộc Tâm Lan, là tiên quân cảnh giới Long Môn, thực lực phi phàm, kiếm pháp quét ngang thiên hạ, đến Trần Đạo Huyền cũng phải bái phục. Mộc Tâm Lan gật đầu nói, anh Ngô đừng đa lễ, cậu là thầy luyện đan của điện trường sinh nên có thân phận cao quý, vì thế không cần phải hành lễ với các điện chủ hay phong chủ đâu. Ngô Bình, điều nên làm thôi ạ. Mộc Tâm Lan, anh Ngô,
đệ tử của tôi là Lâm Thanh Giao đã bị tẩu hỏa nhập ma, không biết anh có chữa được không? Ngô Bình, để tôi vào xem đã. Ngô Bình đi vào phòng thì nhìn thấy một cô gái trẻ khoảng 19 tuổi đang nằm trên giường trúc. Khí tức của cô gái hỗn loạn, đôi mắt bừng sát ý đáng sợ, sau đó nhìn mọi người chằm chằm. Ngô Bình chỉ nhìn thoáng qua rồi nói, sát niệm xâm chiếm tâm hồn, đúng là tình trạng rất nguy hiểm. Mộc Tâm Lan, anh Ngô có cách chữa trị không? Ngô Bình, có chứ. Anh đi tới gần giường, sau đó niệm đại phản thiền âm, sóng âm truyền vào người Lâm Thanh Giao, người cô ấy run lên, sát ý trong mắt nhạt dần. Một lát sau, Lâm Thanh Giao đã bình tĩnh lại, thấy có một người đàn ông lạ mặt ở cạnh giường mình, cô ấy nhíu mày hỏi anh là ai? Ngô Bình không trả lời mà ngoái lại hỏi Mộc Tâm Lan, điện chủ Mộc, tôi có cách chữa tận gốc. Mộc Tâm Lan gật đầu, xin anh Ngô dốc hết sức, có cách gì thì cứ dùng. Ngô Bình gật đầu, sau đó tát một cái vào mặt Lâm Thanh Giao. Ngay sau đó, mặt cô ấy đã hằn đỏ dấu tay. Lâm Thanh Giao đần người ra, sau đó nổi giận rồi nổi sát ý nói, anh dám đánh tôi à? Chát! Ngô Bình giáng thêm cái tát nữa, Lâm Thanh Giao càng nổi xung hơn. Rõ ràng, sát tâm của cô ấy vẫn chưa được diệt tận gốc. Vì thế, Ngô Bình tiếp tục niệm đại phản thiền âm để trấn áp nó. Chờ Mộc Tâm Lan tỉnh táo lại, anh lại tát cho cô ấy thêm cái nữa, cứ thế lặp lại 5 lần, đến khi mặt Lâm Thanh Giao hằn đầu dấu tay và sưng phù. Lần này, Ngô Bình tát liền 3 cái, nhưng Lâm Thanh Giao chỉ rưng rưng nước mắt, chứ không còn nổi sát ý nữa. Sát niệm trong người cô ấy đã bị đại phản thiền âm của Ngô Bình hóa giải nên giờ cô ấy chỉ thấy tủi thân. Ngô Bình cười nói, được rồi. Anh lấy thuốc ra rồi thoa lên mặt của Lâm Thanh Giao, loại thuốc này rất thần kỳ, vết sưng đỏ trên mặt của Lâm Thanh Giao đã biến mất. Sau đó, anh hành lễ với cô ấy, cô Lâm, ban nãy để cứu cô nên tôi đã đắc tội rồi. Mộc Tâm Lan vung tay lên, Lâm Thanh Giao đã cử động được bình thường, cô ấy đứng phát dậy rồi giơ tay lên đánh Ngô Bình. Ngô Bình lùi lại né đòn rồi nói, cô Lâm, cô vẫn giận tôi à? Lâm Thanh Giao nổi đóa, anh tát tôi 17 cái, nhất định tôi phải trả lại. Láo, Mộc Tâm Lan của mắng, nếu không có anh Ngô đây thì con đã chết rồi đấy, mau xin lỗi anh Ngô ngay. Lâm Thanh Giao được các sư phụ nuông chiều thành quen, nhưng chỉ sợ mỗi Mộc Tâm Lan. Tuy thấy rất tủi thân, nhưng cô ấy vẫn ngoan ngoãn cúi đầu nói, anh Ngô, tôi xin lỗi. Tuy nói thế, nhưng cô ấy vẫn lén ngước lên lườm Ngô Bình. Ngô Bình không so đo với cô ấy mà nói. Không sao, nếu tôi bị ai tát cho 17 cái thì cũng sẽ nổi giận thôi. Mộc Tâm Lan cười nói, anh Ngô, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nếu rảnh thì mời anh đến đại điện. Ngô Bình gật đầu, được. Mộc Tâm Lan đi trước dẫn đường, mời Ngô Bình vào đại điện. Trên đường đi, Ngô Bình đã nhìn thấy rất nhiều ánh mắt tò mò liếc nhìn mình. Ở điện Thanh Liên chỉ có đệ tử nữ, ai cũng rất xinh đẹp, họ đang tụm lại bàn tán gì đó. Ai thế nhỉ? Sao được điện chủ đón tiếp nồng nhiệt thế? Trong ấn tượng của tôi, đến điện chủ của các núi khác cũng không có đãi ngộ thế này đâu. Nghe nói là đệ tử tinh anh của đỉnh vô tướng, tên là Ngô Bình, đứng đầu bảng nhân tiên đấy. Thế thì có là gì, đệ tử của Thục Sơn chúng ta đều mạnh mà. Tôi nghe nói anh Ngô này là thầy luyện đan của điện trường sinh đấy. Thật không, thế chúng ta phải đi nhờ anh ta luyện đan cho chứ nhỉ? Là tả thần tướng, trong số các đệ tử nữ này. Có một người mới trở về từ Huyền Vũ Quân nên vừa nhìn thấy Ngô Bình đã nhận ra anh ngay. Các đệ tử nữ tụng lại hỏi, cái gì? Anh ta chính là tả thần tướng mà cô kể à? Chuyện Ngô Bình giúp Huyền Vũ Quân đánh đuổi tà ma đã truyền khắp các môn phái, các nữ tu đều tưởng tượng anh là một đại anh hùng. Cô gái kia vội gật đầu, đúng đấy, tên giống, người cũng giống, chắc chắn là anh ấy. Cô ấy rất kích động nên mặc kệ lễ nghi mà chạy tới tả thần tướng. Ngô Bình ngoảnh lại nhìn thì thấy cô ấy rất thanh tú và trông khá quen. Cô biết tôi à, anh cười hỏi. Cô gái cười nói, tả thần tướng, tôi là vệ Huệ Nhi người được anh cứu mạng ở chiến trường. Khi ấy, có một tà ma lợi hại đánh tôi bị thương, sau đó định giết tôi, anh đã đáp từ trên cao xuống rồi hạ nó. Ngô Bình cũng có chút ấn tượng, cô xuất ngũ rồi à. Vệ Huệ Nhi gật đầu, vâng, tôi mới về được 3 hôm. Tôi còn chưa cảm ơn anh nữa. Ngô Bình cười lớn nói, chúng ta là đồng môn, ơn huệ gì chứ? Vệ Huệ Nhi cười nói, tả thần tướng, tôi sắp đột phá lên địa tiên rồi, nhưng chưa đủ lực, nghe nói anh biết luyện đan, có thể giúp tôi được không? Ngô Bình mỉm cười rồi lấy một cái bình ra nói, có 2 viên nguyên thần đan trong này,
tặng cô đấy. Vệ Huệ Nhi mừng rỡ, cảm ơn Tả thần tướng. Mộc Tâm Lan ở cạnh đó chỉ cười chứ không nói gì, cô ấy không nổi giận với hành vi vô lễ của đệ tử mình, mà nói, được rồi, lui xuống đi. Ta chưa thấy ai có da mặt dày như con đâu, đan dược này đắt lắm đấy, thế mà con dám nhận không à? Chương 944, Đào Mộ Tổ. Vệ Huệ Nhi le lưỡi nói, chào Tả thần tướng ạ, nói rồi, cô ấy vui vẻ chạy mất. Mộc Tâm Lan lắc đầu nói, để anh Ngô chê cười rồi, mời. Sau khi hai người vào đại điện, có một đệ tử nữ đến dâng trà. Ngô Bình biết Mộc Tâm Lan còn chuyện muốn nói nên mới mời mình đến đây. Mộc Tâm Lan nói, anh Ngô, sao ban nãy anh phát hiện ra tình trạng của Lâm Thanh Giao? Ngô Bình, tôi nghe nói Thanh Liên kiếm quyết có sát khí rất mạnh, xem ra đúng là vậy. Lâm Thanh Giao đã tu luyện quá sức nên mới không áp chế được sát khí. Thật ra võ lực càng mạnh thì tâm tính cũng phải mạnh theo. Chắc cô Lâm chưa đạt đến cảnh giới võ thánh. Mộc Tâm Lan thở dài nói, trở thành võ thánh rất khó, Thanh Giao hơi hấp tấp, đã đột phá địa tiên ngay khi mới ở cảnh giới thiên sư. Ngô Bình, thật ra tu luyện bất kỳ công pháp nào cũng thế, nếu không giữ được chủ ý thì rất dễ xảy ra chuyện. Nhất là với Thanh Liên kiếm quyết, nó có sát khí quá mạnh, nếu không luyện tập thì rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Mộc Tâm Lan, tình trạng này thường xảy ra ở chỗ chúng tôi, đến nay phía sau núi vẫn đang giam giữ 40 đệ tử. Họ đều từng là thiên tài của Điện Thanh Liên, nhưng đều đã bị tẩu hỏa nhập ma và trở thành ma đầu chuyên giết người, vì thế chúng tôi đành nhốt họ lại. Ngô Bình nghe là hiểu ngay, Điện Thanh Liên đang gặp tình trạng tương tự như ở chùa Đại Thiên, anh nói, điện chủ muốn tôi cứu họ ư. Mộc Tâm Lan cười nói, không biết anh Ngô có thể giúp tôi được không? Ngô Bình cười nói, tôi cũng là đệ tử của Thục Sơn nên đương nhiên là được. Nhưng hiện tôi đang bận chút việc nên chắc phải hẹn cô một thời gian nữa. Mộc Tâm Lan nói, khi nào anh Ngô rảnh thì tới giúp chúng tôi cũng chưa muộn. Hai người trò chuyện thêm một lúc thì Ngô Bình đứng dậy ra về, Mộc Tâm Lan tiễn anh ra tận bên ngoài. Ngô Bình bay đi. Anh đi rồi, Lâm Thanh Giao mới thỏ ra nói, sư phụ, sao người lại coi trọng đệ tử này như vậy? Con thấy đến điện chủ vô tướng cũng không được người khách sáo như thế. Mộc Tâm Lan nói, con thì biết gì, anh ấy là võ quân đấy. Lâm Thanh Giao, võ quân ạ. Mộc Tâm Lan, Thanh Giao, con phải nắm bắt cơ hội này. Ngô Bình có tiền đồ rộng mở, nếu con trở thành bạn đời của anh ấy thì tương lai khỏi phải lo nghĩ gì nữa. Lâm Thanh Giao bĩu môi, con không thèm. Mộc Tâm Lan cười nói, không ai nói trước được chuyện gì. Ngô Bình rời khỏi điện Thanh Liên. Sau đó đáp xuống điện Trường Sinh. Khi còn chưa đáp xuống đất, Ngô Bình đã nghe thấy tiếng nổ trong một phòng luyện đan nào đó nên vội chạy tới đấy. Vẫn là Lục Phi Hùng làm nổ lò, không biết ông ấy đang nghiên cứu đan dược gì mà nhem nhuốc hết cả mặt. Thấy Ngô Bình đến, ông ấy mừng rỡ nói, Ngô Bình, cậu đến đúng lúc lắm, mau xem hộ tôi vấn đề ở đâu, mà tôi luyện 3 lần rồi vẫn thất bại. Ngô Bình lắc đầu, thấy điện chủ của điện Trường Sinh thật không đáng tin. Anh hỏi công thức luyện đan của ông ấy rồi phát hiện ra vấn đề ngay, Lục Phi Hùng luyện chế lại lần thứ 4 cũng nhanh chóng thành công. Sau đó, Ngô Bình sửa lại công thức cho ông ấy thì đan dược vương phẩm đã ra đời. Đây là hóa thần đan, nó giúp tu sĩ đột phá tầng thứ 10 cảnh giới địa tiên. Ngô Bình cầm lấy 2 viên đan dược coi như là thù lao. Lục Phi Hùng nói, Ngô Bình, cậu đi chuyến này có bị ai tính kế không? Ngô Bình, có, mà không chỉ một lần đâu. Nếu không nhờ có thực lực mạnh thì tôi toi rồi. Lục Phi Hùng, tôi biết ngay mà, thật ra tôi với sư phụ cậu đã âm thầm cử cao thủ đi bảo vệ cậu rồi, nhưng cậu không biết đấy thôi. Ngô Bình tròn mắt hỏi, âm thầm bảo vệ tôi? Sao tôi không biết nhỉ? Lục Phi Hùng cười lớn nói, nếu cậu biết thì còn gọi gì là âm thầm nữa. Ngô Bình, Đan Đỉnh Môn nhiều lần hãm hại tôi không thể cho qua được. Lục Phi Hùng, cả hai bên cũng không ưa nhau. Bên chúng ta cũng ám sát nhiều thiên tài của họ lắm. Nhưng cả hai bên đều đề phòng kỹ càng nên tỷ lệ thành công ít lắm. Ngô Bình chán nản nói, hai bên luôn đối đầu vậy ạ. Lục Phi Hùng, địa tiên giới rộng thế này, Đan Đỉnh Môn trỗi dậy có nghĩa là chúng ta sẽ yếu đi. Sắp tới, cậu phải năng đến đây nghiên cứu nhiều đan dược với tôi, như vậy mới hạ uy của Đan Đỉnh Môn được. Ngô Bình, rảnh tôi sẽ đến. Lục Phi Hùng, sang năm có đại hội đan đạo ở Côn Luân, tôi chỉ mong điện Trường Sinh tỏa sáng. Ngô Bình, đại hội đan đạo ư? Lục Phi Hùng, các môn phái luyện đan của Côn Luân đều tham gia.
Ai có biểu hiện xuất sắc vào hôm đó thì sẽ được thưởng nhiều dược liệu quý. Cậu cũng biết đấy, Côn Luân có nhiều động thiên vô chủ mà, ở đấy nhiều linh dược lắm. Thường thì các thế lực lớn sẽ chiếm lĩnh các động thiên này, nhưng nếu chúng ta thắng trong đại hội ấy thì sẽ được vào hái linh dược. Đương nhiên không thể lấy không được, sau khi luyện đa xong, phải bán lại cho các thế lực lớn một ít. Ngô Bình, ra là thế. Điện chủ, tôi biết có một nơi ở Viêm Long cực nhiều linh dược. Nhưng sau khi vào đó, tốc độ lão hóa của con người diễn ra rất nhanh. Lục Phi Hùng, cậu nói đến trường sinh giới hả? Đó là nơi nhiều linh dược nhất ở Côn Luân đấy, nhưng nơi đó lạ lắm, hễ ai vào cũng già đi nhanh chóng. Đến tiên quân như tôi cũng không dám vào. Ngô Bình, nơi đấy có chủ ư? Lục Phi Hùng, đương nhiên, bốn thế lực lớn cùng quản lý nơi đó. Ai muốn vào, đều phải được họ đồng ý. Ngô Bình, chúng ta cũng thế à? Lục Phi Hùng, 7 năm trước, chỉ có thế lực đan đạo xếp thứ hai mới được vào đó hái thuốc, hơn nữa số lượng cũng bị hạn chế. Ngô Bình, nếu trốn vào thì sao? Lục Phi Hùng nhìn anh, có cao thủ canh ở lối vào thì sao mà lẻn vào được, trừ phi cậu biết lối vào khác. Ngô Bình, Viêm Long có lối vào mà, để tôi xem có lẻn vào được không? Lục Phi Hùng gật đầu, thử xem. Ngô Bình ở lại đây 2 ngày, sau đó thì tới đường môn. Lâu không đến đường môn nên anh phải quay lại xem sao, vì dù gì anh cũng là thiếu tôn. Sau khi quay lại, anh thấy nơi này chẳng phát triển gì, vẫn tiêu điều như thế. Đường Thái Canh bế quan, mặc kệ chuyện của môn phái, còn đường Thiên Tuyệt chỉ chăm chăm vào chuyện ở ngoài. Ngô Bình đi một vòng thấy vô vị nên đã rời khỏi địa tiên giới. Anh về nhà trước, thấy mọi thứ vẫn bình thường. Lý Vân Đẩu vẫn ở đây, ngày nào cũng đi câu cá, thi thoảng còn ngồi thuyền ra Đông Hồ câu. Buổi trưa, Lý Vân Đẩu vội vã về nhà, sau đó bảo người chuẩn bị máy bay về Vân Đông. Ngô Bình hỏi, có chuyện gì thế ông? Lý Vân Đẩu run rẩy nói, Tiểu Bình, có người đào mộ tổ nhà mình. Ngô Bình vừa ngạc nhiên vừa giận dữ, ai làm thế ạ? Lý Vân Đẩu, nhà họ Nghiêm ở Vân Đông. Ngô Bình ngẩn ra, nhà họ Nghiêm có một quan chức làm to. Hơn nữa, họ còn mạnh về mảng kinh doanh, điều hành 2 tập đoàn xuyên quốc gia. Ngoài mặt, anh không có cổ phần trong tập đoàn nhà họ, nhưng thật ra cũng cho người khác mua và đứng tên hộ rồi. Hiện anh đang nắm 1/3 cổ phần, tổng giá trị trên 500 tỷ. Ngô Bình nói, ông ơi, để cháu đi với ông. Cháu muốn xem ai cho họ gan để động tới nhà mình. Chương 945, Cục Vạn Long Triều Thánh. Nam Đô, tỉnh lỵ Vân Đông. Trong một căn nhà lớn khuất sâu, các ông trùm của giới kinh doanh Vân Đông đang tề tựu tại đây. Tuổi tác của họ đều không quá cao, trẻ thì độ 30, lớn một chút thì cũng chưa đến 50 tuổi. Ngồi chính giữa là một người đàn ông khoảng 27, 28 tuổi. Đó là người khởi xướng cuộc họp mặt lần này, có địa vị cao nhất. Người này tên Nghiêm Kim Lương, cậu sáu của nhà họ Nghiêm, thường được gọi là cậu sáu Nghiêm, có bố là bộ trưởng nên không ai ở Vân Đông dám động vào. Nghiêm Kim Lương nhìn mọi người xung quanh rồi cười nói, các vị, tôi gọi mọi người đến đây để chúng ta cùng nhau giết thịt cừu. Trong đám đông, một người đàn ông đầu trọc khoảng 40 tuổi cười bảo, cậu sáu, mọi người đều đã biết tình hình đại khái rồi. Nhà họ Lý ở Vân Đông không phải là một con cừu nhỏ bình thường mà là một con voi ma mút khổng lồ. Đứng sau họ chắc chắn là một thế lực vô cùng ghê gớm, e là. Nghiêm Kim Lương nhẹ nhàng bảo, tôi đã điều tra nhà họ Lý 5 năm rồi. Tuy nhà họ Lý có quan hệ khá tốt với một số người trong chính phủ, nhưng chỉ cần chúng ta cho bọn họ lợi ích, những người đó sẽ quay đầu giúp chúng ta đối phó nhà họ Lý. Ngoài ra, căn cơ của nhà họ Lý đặt ở Đông Nam Á, các mối quan hệ của họ ở bên đó không thể ảnh hưởng đến chúng ta. Gây đau đầu nhất là quỷ tiên nhà họ Lý thôi. Quỷ tiên ấy có năng lực khá mạnh, nhưng chúng tôi cũng có cao thủ, tiêu diệt quỷ tiên dễ như trở bàn tay. Rồi Nghiêm Kim Lương nói tiếp, tôi đã cho người đi dò la và đào mộ phần tổ tiên nhà họ Lý rồi. Ha ha, chỉ cần nhà họ Lý hành động, chúng tôi sẽ có thể tìm ra kẽ hở và một phát giết gọn. Những người có mặt đều sáng rực cả mắt, nhà họ Lý quá béo bở, những công ty dược mà họ đầu tư gần đây và cả mảnh đất họ mua ở khu Hưng Long đều trị giá ít nhất mấy nghìn tỷ. Khoản tiền khổng lồ ấy đủ cho những người ở đây ăn no, ăn căng cả bụng. Lúc này, trong đám đông có người lên tiếng, nghe bảo Lý Vân Đẩu tìm được cháu trai rồi. Người này có lai lịch thế nào vậy? Nghiêm Kim Lương đáp, dân thường thôi, không đáng nhắc đến. À, tôi đã cử người điều tra tên này rồi. Nếu Lý Vân Đẩu ngoan cố thì tôi sẽ bắt cóc cháu ông ta.
Người nọ gật đầu, nếu người này không có lai lịch gì đặc biệt thì nhà họ Lý dễ xơi rồi. Máy bay đáp xuống sân bay riêng của nhà họ Lý. Vừa xuống máy bay, Lý Vân Đẩu và Ngô Bình đã lái xe đến Bản Long Lĩnh. Bản Long Lĩnh là vùng đất phong thủy. Ngày xưa bố Lý Vân Đẩu đã mua miếng đất này với giá trên trời để làm nghĩa trang nhà họ Lý. Theo lời thầy phong thủy, vùng đất này có thể tạo phúc cho đời sau. Sau này đã chứng minh, Lý Vân Đẩu quả nhiên phất lên, trở thành người giàu nhất Vân Đông. Trên đường xe chạy đến Bản Long Lĩnh, Ngô Bình mở diễn đàn thần huy để tìm manh mối. Anh vào nhóm chat Vân Đông, phá vài bao lì xì to, mọi người lập tức nồng nhiệt với anh hơn hẳn. Ngô Bình cố ý bảo, mộ tổ tiên nhà họ Lý bị đào rồi đấy, mọi người có biết không? Có người trả lời ngay, sao lại không biết được chứ, nhà họ Lý là con cừu béo mà, cuối cùng cũng thu hút hổ sói đến rồi. Ngô Bình hỏi, sao lại nói vậy? Nhà họ Lý kiếm được nhiều tiền quá, lại không có đủ năng lực để bảo vệ của cải mà họ kiếm được, bị các thế lực mạnh hơn sâu xé là chuyện sớm muộn. Ngô Bình bảo, nhà họ Lý có địa vị vững chắc ở Đông Nam Á, chắc cũng có nhiều mối quan hệ chứ nhỉ? Họ dám ra tay như thế, không sợ bị nhà họ Lý cắn trả ư? Đông Nam Á chỉ là một nhóm các nước nhỏ, nhà họ Lý có là vua bên đó cũng không gây ảnh hưởng gì đối với Viêm Long. Còn nữa, nhà họ Lý đã ăn được miếng thịt lớn như khu Hưng Long. Người nhìn chúng mảnh đất ấy toàn là thế lực hàng đầu, làm sao bọn họ để nhà họ Lý dễ dàng kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ kia chứ? Ngô Bình hỏi, bọn họ tính nuốt chửng nhà họ Lý ra sao nhỉ? Miếng thịt to như vậy mà, không sợ trướng bụng mà chết à? Mọi người thi nhau phát biểu, nhiều cách lắm. Ví dụ như người nhà họ Lý chết sạch, tài sản trở thành vật vô chủ. Nếu đám người này ra tay thì dùng cách này là nhanh gọn nhất. Hoặc họ sẽ dùng quyền lực để ngân hàng ngừng hỗ trợ nhà họ Lý. Không còn tiền ngân hàng, khoản vay cả nghìn tỷ lấy gì để trả. Đồng thời sẽ đưa ra nhiều cáo buộc khác nhau đối với người nhà họ Lý. Làm như vậy thì chẳng bao lâu sau, nhà họ Lý sẽ không cầm cự được nữa, phải đứt đuôi tìm đường sống. Đúng vậy, một khi nhà họ Lý khuất phục thì sau đó sẽ còn hứng chịu thêm vài nhát dao nữa, đến tận khi gục ngã vì mất máu quá nhiều. Hề hề, trong lần hành động này, nhà tôi cũng húp được một ít. Các vị có tham gia không? Ngô Bình hỏi, nghe bảo cầm đầu là nhà họ Nghiêm. Ừ, cậu Sáu Nghiêm, người này quyền lực lắm, đẳng cấp vượt xa chúng ta. Nghe bảo anh ta còn là thành viên cao cấp trong hội tam điểm của Mễ, còn là đại thiên sứ 8 sao của Thần Huy. Lúc này xe đã chạy đến Bản Long Lĩnh, Ngô Bình đột nhiên bay lên, quan sát khu vực này từ trên cao. Anh phát hiện Bản Long Lĩnh là tâm mạch đất. Tàng phong tụ khí, có thể nói là mảnh đất phong thủy. Xung quanh Bản Long Lĩnh có 3 ngọn núi, một dòng sông nhỏ chảy quanh 3 ngọn núi ấy. Anh đăm chiêu, tiếp tục bay lên cao hơn. Bay đến độ cao 20.000 mét, anh lại nhìn xuống, quan sát toàn cảnh trong bán kính vài trăm km. Đứng càng cao, nhìn càng xa. Lúc này, anh lại có phát hiện mới. Xung quanh Bản Long Lĩnh có hàng trăm triền núi, tất cả đều hội tụ về một hướng. Những triền núi này như những con rồng nhỏ, địa khí bên dưới chúng đang lưu chuyển, phong thủy tuần hoàn. Tiếc rằng những con rồng nhỏ ấy lại hội tụ về một nơi khô cằn, không núi không nước, bị dân làng sống gần đó chất đầy phân và biến thành nơi phơi phân. Anh lẩm bẩm, chỉ cần thay đổi một chút sẽ hình thành cách cục phong thủy tối cao, cục Vạn Long Triều Thánh. Nảy ra một ý tưởng, anh bèn bay xuống dưới đất. Trong một nghĩa trang sang trọng, bia đá dựng san sát, xây đầy đình đài lầu các. Xung quanh trồng tùng cổ thụ, rất yên tĩnh. Nhưng mấy ngôi mộ to nhất đã bị người ta đào lên, để lộ quan tài ở trong, hài cốt bị vứt lung tung bên cạnh. Đồ tùy táng đã bị trộm mất. Đứng trước ngôi mộ bị phá hủy, Lý Vân Đẩu tái xanh cả mặt, tức giận cực kỳ. Ngô Bình vỗ vai ông, ôn tồn nói, ông nội à, có lúc chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Chúng ta rời mộ tổ tiên đến nơi khác, quy hoạch lại cách cục phong thủy. Lý Vân Đẩu ngẩn ra, rời mộ. Rời mộ là chuyện lớn, cần chuẩn bị đầy đủ, sau khi bàn bạc với cả gia tộc thì phải mời thầy phong thủy tính toán, còn long trọng hơn cả người sống chuyển nhà. Tiểu Bình à, nếu rời mộ thì có thể tìm được nơi nào có đất phong thủy tốt hơn nơi này không? Lý Vân Đẩu hỏi, tuy năm xưa ông còn nhỏ, nhưng vẫn biết rằng nhà họ Lý đã mất mười mấy năm mới tìm được mảnh đất này, số tiền đã chi ra càng không phải tính. Ngô Bình gật đầu, cách đây 75 km, phong thủy tốt hơn ở đây 100 lần. Nói đoạn, anh cười cười, nói 100 lần cũng chưa chuẩn xác, vì hai loại cách cục phong thủy này không cùng cấp bậc. Một cái ở trời, một cái ở đất.
Lý Vân Đẩu sững sờ, tốt đến thế ư? Đó là cách cục gì vậy? Ngô Bình đáp, cục Vạn Long Triều Thánh. Cục phong thủy này rất khó hình thành trong tự nhiên, cần phải cải tạo, thuận theo xu thế mà thay đổi, mới tạo ra được. Anh chỉ ra xung quanh rồi nói, ông nội à, ông phải nhận khoán toàn bộ vùng núi rừng xung quanh, diện tích hơn 10.000 km vuông. Lý Vân Đẩu ngẩn ra, nhiều đất rừng đến thế ư? Đầu tư như vậy cần nhiều tiền lắm, phải chi ít nhất 300 tỷ nếu là 100 năm. Ngô Bình đáp, 3.000 tỷ cũng đáng. Ông à, mấy ngày này ông chỉ cần làm một việc, đó là lấy được khu vực này. Đến lúc ấy, cháu sẽ cho trồng các loại cây khác nhau ở các ngọn núi khác nhau. Cùng lúc đó, cháu sẽ cho xây đường, kênh rạch dưới núi. Đây là công trình lớn, chi phí tất nhiên sẽ cao. Chương 946, một đi không trở lại. Lăng mộ của các hoàng đế thời xưa thường phải tập hợp sức mạnh của cả quốc gia và mất hàng chục năm để hoàn thành. Cách cục phong thủy tối cao mà Ngô Bình muốn tạo bây giờ tốn kém không thua gì hoàng đế thời cổ đại. Lý Vân Đẩu gật đầu, được, hôm nay ông sẽ bắt tay vào thực hiện. Ngô Bình nói, ông nội, cháu đã biết ai đang đối phó nhà họ Lý rồi. Mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho cháu, ông không cần làm gì nữa đâu ạ. Khi nào trở về, cháu sẽ chuyển 100 tỷ đô cho ông. Khoản tiền này chủ yếu dùng để mua đất và cải tạo núi, cũng là phí bảo dưỡng sau này. Lý Vân Đẩu cười khổ, bỏ ra 100 tỷ đô chỉ để xây nghĩa trang. Cũng chỉ có cháu mới làm được chuyện như vậy thôi. Lý Vân Đẩu cho người sửa chữa lại mộ, đồng thời bảo cấp dưới lo liệu chuyện mua đất. Ngô Bình sai ảnh và Viêm Dương bảo vệ Lý Vân Đẩu. Anh phải đi một vòng quanh mấy ngọn núi và vẽ bản đồ quy hoạch trước. Bận rộn suốt nửa ngày, trời đã sập tối tự khi nào. Trong biệt thự ở Nam Đô, đám người Nghiêm Kim Lương vẫn đang đợi tin. Họ biết Lý Vân Đẩu đã về Vân Đông, chờ nhà họ Lý phản kích nhưng nửa ngày rồi mà vẫn chẳng thấy gì. Có kẻ cười bảo, nhà họ Lý đúng là miệng hùm gan sứa. Mộ tổ tiên bị đào lên mà cũng chẳng dám hó hé gì. Ha ha, xem ra chúng ta đề cao nhà họ Lý rồi. Nghiêm Kim Lương biết rõ nhà họ Lý không phải gia tộc bình thường, bèn bảo chờ thêm đi. Trước 12 giờ đêm mà nhà họ Lý vẫn không có hành động gì thì chúng ta sẽ chủ động tấn công. Tất nhiên Ngô Bình cũng không dỗi dãi. Chẳng mấy chốc, anh đã có được danh sách những kẻ tham gia hành động đối phó nhà họ Lý và thế lực đứng sau bọn họ. Lúc hoàng hôn, anh đã đến mộ tổ tiên nhà họ Nghiêm. Mộ tổ tiên của họ cũng là đất vàng phong thủy, chỉ kém nhà họ Lý một chút. Mộ tổ tiên nhà họ Nghiêm nằm trên một ngọn núi nhỏ ở nông thôn, có người trông coi. Dưới núi có một căn nhà nhỏ, có mười mấy người sống ở đó. Bọn họ phụ trách quản lý nghĩa trang nhà họ Nghiêm, dọn cỏ và cắt tỉa cây theo định kỳ. Đến ngày cúng thì phụ trách tiếp đón khách viếng thăm. Lúc này, trước căn nhà ấy có một người đang ngơ ngác nhìn lên núi. Người này trông thấy một cái bóng màu đen đang lăn trên núi, cây cối đều bị tàn phá, phát ra một tiếng động rất lớn và có cả tiếng rồng kêu. Người đâu? Mau đến đây, người đó hét lên. Nghe tiếng gọi, mọi người lập tức nhìn lên núi, nhưng chẳng ai dám lên đó cả. Không ai biết rốt cuộc thứ đó là yêu ma gì. Thế là có người gọi điện cho Nghiêm Kim Lương. Lúc này, Ngô Bình đang đứng chắp tay, chỉ huy Lý Dư đào mộ tổ tiên nhà họ Nghiêm. Con thuồng luồng này có sức mạnh vô biên, chỉ cần quét qua mảnh đất này một lần, mọi thứ đã bị hủy hoại. Vài phút sau, anh nhẹ nhàng nói, được rồi, nhà tiếp theo. Nghiêm Kim Lương không cần chờ đến 12 giờ đã nhận được tin xấu, mộ tổ tiên nhà họ Nghiêm bị phá rồi. Phá sạch sẽ, cách cục phong thủy cũng bị hủy hoại hết. Hài cốt bị vứt khắp nơi. Nghiêm Kim Lương không ngờ nhà họ Lý lại trả thù quyết liệt đến vậy, còn triệt để hơn cả gã. Gã giận run người, giống lên, nhà họ Lý khốn kiếp. Sau đó, những người khác lần lượt nhận được điện thoại của người trong tộc, mộ tổ tiên của nhà nào cũng bị đào lên và phá sạch. Chết tiệt, nhà họ Lý to gan thật đấy, dám đánh trả chúng ta cùng lúc. Giết, tôi muốn giết sạch người nhà họ Lý, không chừa một ai. Lập tức huy động toàn bộ lực lượng, diệt sạch nhà họ Lý. Song trong đám người này cũng còn người lý trí. Người đó bảo, hình như nhà họ Lý nắm rõ tình hình, còn có thể phản đòn từng nhà một. Điều này có nghĩa là gì? Ai cũng tái mặt, lẽ nào nhà họ Lý đã sớm biết và chuẩn bị mọi thứ? Nghiêm Kim Lương lạnh lùng nói, dù nhà họ Lý có biết trước thì cũng không thể thay đổi điều gì. Các vị, chúng ta cùng nhau hành động, khiến nhà họ Lý không gượng dậy được nữa. Đúng thế, tiên hạ thủ vi cường, mọi người đồng loạt đồng tình. Nghiêm Kim Lương bảo, tôi đã mời cao thủ hàng đầu, tối nay,
Lý Vân Đẩu sẽ chết. Người mà đám người này sợ nhất chỉ có Lý Vân Đẩu. Lý Vân Đẩu đã chinh chiến cả đời, túc trí đa mưu, chỉ cần ông chết, họ mới có thể dễ dàng hạ gục nhà họ Lý. Sau khi Ngô Bình bốc mộ tổ tiên thì quay về biệt thự nhà họ Lý. Lúc này, Lý Vân Đẩu đang gặp vài người khách quan trọng ở nhà, để bàn bạc về việc nhận khoán vùng núi hoang. Ngô Bình về phòng, tĩnh tâm ngồi thiền luyện khí. Nếu đúng như dự đoán của anh thì tối nay đám người Nghiêm Kim Lương sẽ hành động. Vậy nên anh sẽ đích thân trấn thủ nhà họ Lý, khiến đối phương một đi không trở lại. Chẳng mấy chốc đã hơn một giờ sáng, anh xuất hiện trước mặt Ngô Bình và hỏi, cậu chủ, tại sao không đánh thẳng vào nhà họ Nghiêm và giết họ? Ngô Bình đáp, tôi không thể trấn giữ ở nhà họ Lý mãi mãi, nên muốn mượn cơ hội này khiến mọi thế lực không thể nhìn thấu nhà họ Lý, khiến tất cả đều nể sợ nhà họ Lý. Chỉ có như vậy, họ mới không dám nảy ra ý định đánh nhà họ Lý. Ảnh nói, vẫn là cậu chủ suy nghĩ chu toàn. Ngô Bình hỏi, ảnh, quỷ đạo mà tôi truyền cho anh có thu hoạch gì không? Ảnh cười đáp, sau khi cậu chủ kiểm soát được thiên quỷ giáo và khiến các nguyên giáo đồ của thiên quỷ giáo tôn sùng tôi đã thu hoạch được lực hương hỏa, tu vi tiến triển cực nhanh. Hiện nay, thực lực của tôi đã ở mức địa tiên cảnh giới linh biến rồi. Ngô Bình gật đầu, tốt lắm, có một ngày, năng lực của anh ít nhất sẽ đạt đến tiên quân. Hai người nói được vài câu thì Ngô Bình chợt nhướng mày, có người đến rồi. Ảnh, giao cho anh đấy. Vâng. Bên ngoài bức tường viện nhà họ Lý, một cái bóng âm thầm lẻn vào bên trong. Người này áp sát mặt đất, hòa vào không gian xung quanh, rất khó bị phát hiện. Đột nhiên, một bàn tay đập xuống từ không trung. Quá nhanh, cái bóng này không kịp phản ứng, đã bị trưởng này đánh xuống đất. Phụt. Người này nôn ra máu, nội tạng vỡ nát, chẳng được mấy giây đã chết. Người chết là một ninja, kẻ mạnh của nhân tiên cảnh giới 2. Lúc ninja này bị giết, có hai cái bóng khác lẻn đến gần phòng Lý Vân Đẩu. Bọn họ dễ dàng mở cửa sổ ra và bay vào phòng. Bất thình lình, nhân bì bay đến, chẳng mấy chốc đã quấn lấy hai người này. Ngay giây sau đó, nhân bì vặn mạnh một cái, tiếng xương vỡ vụn liền vang lên. Nhân bì bay ra ngoài cửa sổ, hài cốt sau khi được ép đã bị Viêm Dương ném vào thùng rác màu đen. Phía xa hơn, một ánh sáng lạnh lẽo bay qua cửa sổ và tấn công thẳng vào gáy Lý Vân Đẩu. Lý Vân Đẩu đang nghiên cứu đồ cổ, không hề nhận ra chuyện đó. Chính vào lúc này, một bàn tay xuất hiện giữa không trung và bắt lấy ánh sáng lạnh lẽo kia. Thứ đó là phi tiêu, bên trên có thẩm kịch độc. Vụt! Bàn tay hất ra, phi tiêu bay ngược về rồi đánh gục kẻ vừa phóng tiêu, khiến kẻ đó chết ngay tại chỗ. Bốn sát thủ phối hợp chặt chẽ với nhau. Nếu chỉ có Viêm Dương hoặc ảnh ở đây thì sẽ không thể bảo vệ chu toàn cho Lý Vân Đẩu. May mà Ngô Bình cũng có mặt, anh đã giết kẻ phóng phi tiêu, lạnh lùng bảo, dọn dẹp sạch sẽ. Đoạn, anh mỉm cười nói với Lý Vân Đẩu, ông nội ơi, cháu dạy thêm vài món công phu cho ông nhé. Lý Vân Đẩu cười đáp, được, những gì cháu dạy lần trước, ông đã luyện thành từ lâu rồi. Hai ông cháu bước ra sân, Ngô Bình dạy cho ông đoàn thể thuật đơn giản nhất. Tuy Lý Vân Đẩu đã cao tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn, chẳng mấy chốc đã học được ba thức. Trong biệt thự nhà họ Nghiêm, Nghiêm Kim Lương chờ được nửa giờ thì có một bóng người đột ngột xuất hiện. Người này mặc đồ đen, che mặt, lạnh lùng nói, anh Nghiêm, thông tin mà anh cung cấp cho chúng tôi sai sót rất nghiêm trọng. Nhà họ Lý không chỉ có một cao thủ, sơ suất của ông đã khiến bốn ninja hàng đầu của chúng tôi mất mạng. Nghiêm Kim Lương ngẩn người, gì cơ? Không chỉ có một cao thủ. Chương 947, bắt buộc phải thêm tiền. Người áo đen lạnh lùng nói, theo hợp đồng, chuyện này là do lỗi của anh Nghiêm đây, vì vậy anh nhất định phải bồi thường cho chúng tôi 10 tỷ đô. Ngoài ra, nếu muốn chúng tôi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ thì phải ra giá lại. Chớp mắt đã thiệt hại 10 tỷ đô, Nghiêm Kim Lương đau đớn, nói, nếu bây giờ bảo các người đi giết Lý Vân Đẩu thì giá bao nhiêu? Đương nhiên phải thêm tiền rồi, bây giờ giá là 8 tỷ đô. Người đó nói, bên cạnh mục tiêu có cao thủ cảnh giới linh biến, ít hơn số này thì chúng tôi không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được. Nghiêm Kim Lương giờ như tên đã dương, không thể không bắn, gã nghiến răng, nói các vị, sau khi giải quyết được nhà họ Lý, 18 tỷ này sẽ trừ vào tài sản của nhà họ Lý. Ai cũng nói được mà không ai phản đối. Nghiêm Kim Lương nói, 8 tỷ thì 8 tỷ, mong các người hôm nay nhất định phải giết chết Lý Vân Đẩu. Người áo đen, theo quy tắc. Có thể sau này chúng tôi còn sẽ tăng phí theo độ khó của việc ám sát. Nghiêm Kim Lương, tôi tin vào năng lực của hội phù tăng các người.
người áo đen lui ra, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Nhưng người đang ngồi thì lại cảm thấy hơi bất an. Mới bắt đầu đã không thuận lợi rồi, chẳng phải nói nhà họ Lý dễ đối phó lắm sao? Sao mới bắt đầu đã mất 18 tỷ đô của bọn họ rồi? Nhưng đã đi đến bước này rồi, không ai có thể lùi bước, họ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi kết quả thôi. Người áo đen rời khỏi nhà họ Nghiêm, đến một ngôi nhà dân, một người đàn ông vừa lùn vừa gầy đang ngồi ở đó. Người áo đen tiến về trước, cung kính nói, tổ trưởng, đối phương đồng ý tăng giá, tiếp tục mời chúng ta giết Lý Vân Đầu. Người đàn ông gầy lùn gật đầu, ia, nhận được đơn lớn này thì hội phù tang chúng ta có thể xây dựng chỗ đứng ở Viêm Long rồi. Người áo đen nói, tổ trưởng, lần này chúng tôi đưa thức thần Đông Doanh tứ diện Thái Tàng đến, dù tên Lý Vân Đầu đó có là chân quân thì chúng tôi cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Tổ trưởng đứng dậy, nói, không còn sớm nữa, mau hoàn thành nhiệm vụ đi. Trong nhà lớn của nhà họ Lý, Ngô Bình đang truyền thụ đoàn thể thuật cho Lý Vân Đầu thì bỗng nhiên dừng lại, nói, sao các anh lại đến đây? 20 long vệ bỗng tập trung ở gần đó, Ngô Bình có thiết bị định vị trên người nên bất cứ lúc nào long vệ cũng có thể tìm được vị trí của anh. Anh Long, chúng tôi đến nhận lệnh. Ngô Bình nói, đến vừa đúng lúc, lát nữa sát thủ Đông Doanh xuất hiện thì các anh không cần nương tay, giết chết hết cho tôi. Vâng, 20 long vệ đồng thanh đáp. Những long vệ này thường xuyên được Ngô Bình chỉ bảo, cộng thêm việc uống nước thuốc biến đổi gen và có thêm áo giáp long nha hỗ trợ nên bây giờ thực lực của ai cũng đều đạt đến năng lực bán thần của nước Mễ. Long vệ lập tức nấp vào các ngóc ngách, chuẩn bị phục kích kẻ địch sắp đến. Mười mấy phút sau, không khí xung quanh liền có tiếng cười chói tai truyền đến, khiến người nghe cảm thấy rất khó chịu. Lý Vân Đầu chau mày, hỏi Tiểu Bình, tiếng gì vậy? Ngô Bình, chắc là mấy người điên, không cần quan tâm đâu ạ. Bỗng nhiên 10 trong số 20 long vệ xông về hướng phát ra tiếng cười. 8 ninja đang chuẩn bị leo tường đột nhập vào, bỗng nhiên nhìn thấy 10 bóng đen xông qua thì giật mình vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh và đồng thời rút đao phản công. Đao vẫn chưa được rút ra khỏi vỏ thì cả 8 người đã đầu rơi khỏi cổ. Máu trong họng phun cao đến hơn nửa mét. Cách đó không xa, tên tổ trưởng kinh ngạc, hét lên, là cao thủ siêu cấp, rút. Gã ta vừa nói vừa phất tay, vứt ra một người giấy đó xòe ra trên không trung rồi biến thành một tên mập bốn mặt, giống như bốn vận động viên sumo dính lại với nhau, rất đáng sợ. Hắn ta hét lên rồi xông về phía long vệ. Chính vào lúc đó, Viêm Dương liền ra tay, bao trọn lấy hắn ta bằng một tấm da người. Có điều, thực lực của tứ diện thai tàng rất mạnh, chớp mắt đã đẩy lớp da người ra, dùng 8 cánh tay giữ chặt lấy da người, khiến Viêm Dương phải hừm lên khó chịu. Lúc này Ngô Bình phất nhẹ tay, kéo giảo hồn liền bay ra. Bảo bối này đã từng giết vô số tà ma trên đảo Huyền Võ, thực lực tăng mạnh, nó bay về trước cắt một cái đầu của tứ diện thai tàng liền bị cắt đứt, hắn ta gào lên đau đớn. Buông Viêm Dương ra ngay rồi quay đầu bỏ chạy. Tiếc là đã muộn, kéo giảo hồn lại bay qua, cắt đứt thêm một cái đầu nữa, chỉ với vài lần như vậy, 4 cái đầu của tứ diện thai tàng đều rơi hết xuống đất, hắn ta không cách nào quan sát, chỉ có thể xoay vòng vòng tại chỗ. Các long vệ thì đuổi giết những sát thủ còn lại, mấy người đó thấy đến cả tứ diện thai tàng cũng không phải đối thủ thì ai nấy đều sợ đến tái mặt, cuối cùng, ngoài tên tổ trưởng ra thì tất cả bọn họ đều bị long vệ giết hết. Sở dĩ tên đó có thể trốn thoát được là vì Ngô Bình muốn giữ lại một người sống. Lúc này, Ngô Bình lấy lò luyện minh thần ra, ném cả tứ diện thai tàng và 4 cái đầu của hắn vào trong. Lò luyện minh thần liền phun ra hơn 100 viên đan dược, đấy là sinh mệnh đan mang nguồn sức mạnh sinh mệnh. Mắt anh sáng lên, sức sống của tên quái vật này vô cùng thâm hậu, không ngờ có thể tạo ra nhiều đan dược đến thế. Anh phát cho mỗi long vệ 1 viên đan dược, cho ảnh 3 viên, Viêm Dương 3 viên. Mọi người uống sinh mệnh đan xong thì cảm giác như tăng thêm sức sống, ai cũng thích thú. Ngô Bình cất lò luyện minh thần lại, rồi ra sân vườn, mỉm cười, nói, ông nội, đây là đan mà cháu vừa luyện được, ông nếm thử xem. Anh vừa nói vừa đặt một viên sinh mệnh đan vào miệng Lý Vân Đầu. Lý Vân Đầu giống như một đứa trẻ, nhai chóp chép vài cái rồi nói, không có vị gì cả, có loại nào ngọt không? Ngô Bình liếc mắt, ông nội, là sinh mệnh đan đấy. Uống nó vào thì ít nhất ông cũng có thể sống thêm 100 tuổi nữa. Mắt Lý Vân Đầu sáng lên, ông nói, thần kỳ vậy sao? Còn nữa không? Ngô Bình mỉm cười, nói, ông nội, ông cần nó làm gì? Lý Vân Đầu, đương nhiên là đem tặng rồi. Ông có rất nhiều bạn già, ông muốn họ sống thêm vài năm để bầu bạn với ông. Ngô Bình lắc đầu,
nhưng anh vẫn lấy ra 10 viên sinh mệnh đan, bỏ vào trong một cái bình nhỏ, rồi đưa cho Lý Vân Đẩu, ông nội, thứ này rất quý, chỉ cho những người bạn tốt nhất của ông thôi nhé. Lý Vân Đẩu mỉm cười, nói, ông biết mà. Bên khác, người đàn ông thấp bé đó khó khăn lắm mới chạy thoát, trong lòng vừa kinh sợ vừa tức giận, hắn ta nghiến răng nói, Nghiêm Kim Lương đáng chết, mày đã khiến cho người của tao bị giết sạch hết, món nợ này tao phải tính với mày. Lúc này, Nghiêm Kim Lương đang đi tới đi lui, đã một tiếng đồng hồ trôi qua, sao vẫn chưa có tin tức. Bỗng nhiên, một người xông đến, đánh cho gã một bạt tai ngã lăn ra đất. Mặt Nghiêm Kim Lương liền sưng húp lên, gã ngạc nhiên nhìn về phía người đánh mình, đó là người đàn ông thấp gầy. Thằng khốn! Nghiêm Kim Lương phản ứng lại, giận dữ nói, mày là người của hội Phù Tang. Mày dựa vào đâu mà đánh tao? Người đàn ông thấp gầy nghiêm nghị nói, bên cạnh Lý Vân Đẩu có cao thủ cấp tiên quân, tại sao mày không nói cho bọn tao biết? Nghiêm Kim Lương tái mặt, cái gì? Tiên quân, không thể nào. Mặc dù Nghiêm Kim Lương là thương nhân nhưng cũng quen biết rất nhiều người tu hành, đương nhiên gã biết tiên quân là gì, càng biết rõ sự đáng sợ của tiên quân. Người đàn ông thấp gầy hỏi với giọng đanh thép, mày có còn muốn giết Lý Vân Đẩu không? Nghiêm Kim Lương sợ đến ngây người, thất thần, run run nói, giết, hay là không giết đây? Đối phương là tiên quân đấy, ngộ nhỡ ông muốn diệt nhà họ Nghiêm thì nhà họ Nghiêm sẽ tàn đời ngay và gã cũng sẽ tan thành mây khói. Người đàn ông thấp gầy nheo mắt, nói, đưa 50 tỷ đô, tao giúp mày tiêu diệt chúng. Nghiêm Kim Lương giật mình, 50 tỷ. Người đàn ông thấp gầy cười lạnh lùng, hội Phù Tang của tao cung phụng một ma thần, chỉ cần mời được ma thần thì dù đối phương có mạnh đến đâu đi nữa cũng sẽ bị diệt. Có điều, muốn bọn tao mời thần ma thì ít nhất mày phải đưa 50 tỷ đô. Chương 948, ôn huyết thần chú. Nghiêm Kim Lương thật sự không còn đường lui nữa, dù gã dừng lại thì nhà họ Lý cũng sẽ không tha cho gã. Gã nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định liều thêm phen nữa, liền nghiến răng, được, tao đồng ý. Người đàn ông thấp gầy lạnh lùng nói, trong vòng 3 tiếng, mày phải chuyển tiền vào tài khoản của tao, đến giờ mà chưa thấy tiền thì mày tự chịu hậu quả. Gã ta nói xong thì nhún người, biến mất không thấy đâu. Nghiêm Kim Lương vật vã bỏ dậy, nhìn mọi người xung quanh, ai nấy cũng mặt mày trắng bệch. Gã nghiến răng, dặn từng câu từng chữ, 50 tỷ, mọi người cùng nhau gánh vác. Đến lúc này rồi, không ai có thể đứng ngoài cuộc, thế là người 1 tỷ, người 2 tỷ, 50 tỷ nhanh chóng được gom đủ, sau đó được chuyển vào tài khoản kia. Trên một ngọn núi hoang ở Vân Đông, một luồng sáng đen bay đến, đáp xuống là một người đàn ông tóc bạc. Người đàn ông tóc bạc là cao thủ bậc nhất của hội Phù Tang, phó hội trưởng Aoki Sunba. Aoki Sunba không biết bao nhiêu tuổi, ông ta hạ giọng nói, quỷ túc, ai mà lại phải dùng đến tượng ma thần. Người đàn ông thấp gầy quỳ dưới đất, cung kính đáp, Thanh Mộc đại nhân, đối phương có tiên quân bảo vệ, hơn nữa người thuê đồng ý trả 50 tỷ đô, đấy là một khoản tiền lớn. Phải rồi, trước đó gã đã đưa cho chúng ta 18 tỷ rồi. Aoki Sunba nói, 68 tỷ đúng là một số tiền lớn. Có thể nhận vụ làm ăn này. Ông ta dừng lại rồi nói, mục tiêu ở đâu? Đưa tôi đi. Vâng. Lúc này, Lý Vân Đẩu đã quay về nghỉ ngơi. Ngô Bình thì ngồi trong nhà lớn của nhà họ Lý, mở một bình rượu, cho người làm ít mồi, tự nhậu một mình. Anh uống hết 3 ly thì nói, không chừng lát nữa sẽ có cao thủ xuất hiện. Viêm Dương, Thượng Tiên, có cần tìm trợ thủ không? Ngô Bình lắc đầu, chuyện hôm nay bắt buộc phải tự mình đối mặt, dù đối phương có đưa 10.000 người đến đây thì cũng không được xin viện binh bên ngoài. Anh, thiếu chủ, cậu có phương án ứng phó chưa? Ngô Bình nhìn lên tay mình. Bình thản nói, không chừng hôm nay sẽ dùng đến ấn thiên sát này. Ấn thiên sát là chiêu chí mạng mà đại thần Côn Ngô cho anh, đủ để giết chết tiên quân, đánh trọng thương tiên tôn. Một lúc sau, Ngô Bình bỗng mở mắt, nhìn về phía đông, sau đó bay qua. Sau khi rời khỏi nhà mấy ngàn mét, anh liền gặp đối phương. Aoki Sunba lơ lửng trên không, ông ta nhìn Ngô Bình, lạnh lùng hỏi, ông chính là tiên quân đó sao? Hiện tại Ngô Bình đã thay đổi khuôn mặt. Dùng vẻ ngoài là một người đàn ông trung niên, anh thản nhiên nói, là tôi đây. Aoki Sunba hừm lên lạnh lùng, đưa con búp bê ngọc hình người màu đen lên, hét lớn, mời ma thần. Một luồng khí tức đáng sợ phát ra từ trong con rối ngọc, biến thành một đám mây đen, ngưng tụ thành một ma thần cao đến ngàn mét, khí thế ngút trời. Ma thần giẫm trên một con rắn lớn màu đen, hai mắt sáng như mặt trăng, mặt xanh mắt đỏ,
tóc dài màu xanh cho, tung bay giữa trời. Aoki Sunba cười lạnh lùng, chết trong tay ma thần được cung phụng bởi hội phù tang tôi cũng đủ cho ông tự hào rồi. Ma thần đó đưa một ngón tay ra, ấn về phía Ngô Bình. Ầm ầm. Khí tức đáng sợ khiến người khác nghẹt thở, nhưng Ngô Bình vẫn không có vẻ gì sợ hãi. Anh nhìn ngón tay càng lúc càng to đấy rồi đưa bàn tay phải lên đỡ lấy. Ầm. Một luồng sáng vàng phát ra, sáng gấp 10 lần mặt trời, khiến nửa cánh tay của ma thần lập tức nát vụn. Cuối cùng Ngô Bình cũng dùng đến ấn thiên sát, thực lực của ma thần đó rất đáng sợ, vượt qua cả tiên quân, có điều, ấn thiên sát vẫn làm hắn ta trọng thương. Ma thần thu lại thành một luồng khí đen, không ngừng gào thét. Ngô Bình dùng ấn thiên sát nên cơ thể bị suy nhược nặng, nhưng khi anh uống một viên sinh mệnh đan thì nguyên khí lập tức được bổ sung đầy đủ, thế là anh lại dùng kéo giảo hồn, giết chết ma thần đó. Ma thần bị thương nặng, thực lực không còn bao nhiêu nên bị cắt làm hai ngay. Kéo giảo hồn bay tới bay lui, cắt ma thần thành từng đoạn, chẳng bao lâu thì hắn ta đã không còn động đậy được nữa. Lúc này, Viêm Dương ra tay, xông về trước, dùng ra người tóm lấy từng khúc của ma thần, ném vào lò luyện minh thần mà Ngô Bình đã chuẩn bị từ trước. Lò luyện minh thần rung lắc nhẹ, hơn 2.000 viên sinh mệnh đan văng ra như mưa, mắt Ngô Bình sáng rỡ, anh vội vàng bắt lấy. Aoki Sunba và Quỷ Túc ở bên cạnh đều sợ đến ngây người, đứng im tại chỗ. Không ngờ ma thần lại bị giết, trời ơi, rốt cuộc anh là ai? Ngô Bình vung tay, kéo giảo hồn liền cắt Aoki Sunba làm hai, khiến ông ta chết ngay tại chỗ. Viêm Dương liền tóm lấy nguyên thần còn sót lại của ông ta, ném vào lò luyện minh thần, luyện thành 30 mấy viên sinh mệnh đan. Quỷ Túc hoảng sợ, run lên cầm cập. Ngô Bình nhìn gã ta cười, đừng sợ, tôi không giết ông. Nghiêm Kim Lương thuê ông giết người chắc cho ông không ít tiền nhỉ. Quỷ Túc quỳ xuống đất, run run nói, đúng vậy, đã đưa cho tôi 68 tỷ đô. Ngô Bình gật đầu, ông hãy chuyển số tiền này vào tài khoản tôi chỉ định, tôi sẽ tha chết cho ông. Quỷ Túc đâu dám từ chối, ngoan ngoãn gọi điện cho người chuyển tiền ngay. Chưa đầy 10 phút, tiền được chia thành hơn 10.000 khoản, lần lượt được chuyển đủ vào tài khoản. Ngô Bình mỉm cười, nói, ông hãy đến tìm Nghiêm Kim Lương, nói rằng phải thêm tiền. Nếu gã ta không thêm tiền thì các ông sẽ giết toàn bộ gia tộc của gã ta. Quỷ Túc lắp bắp hỏi, cần bao nhiêu? Ngô Bình, đòi thêm 50 tỷ nữa. Dù gì thì cũng không bao nhiêu tiền. Quỷ Túc nói, được, tôi nhất định sẽ làm theo. Ngô Bình, đừng nghĩ chuyện chạy trốn, tôi sẽ cho người giám sát ông. Anh nói xong thì nói với Viêm Dương, người đi theo ông ta. Quỷ Túc rời khỏi, gã ta đã kinh sợ, không dám giở trò gì mà đến tìm thẳng Nghiêm Kim Lương. Lúc này đám người Nghiêm Kim Lương đang chờ tin tức. Quỷ Túc bỗng xuất hiện, lạnh lùng nói, bọn tao lại một lần nữa toàn quân diệt vong, đối phương đã biết mấy do bọn mày gây ra, anh ta cảnh cáo rằng, ngày mai sẽ giết hết cả tộc của bọn mày. Tất cả sợ đến ngớ người, giết hết cả gia tộc. Nghiêm Kim Lương ngồi bệt xuống ghế lại, ánh mắt đờ đẫn, thầm nghĩ, thôi xong rồi. Có điều, Quỷ Túc đổi giọng. Tiếp tục nói, nếu bọn mày đưa thêm 50 tỷ nữa thì tao đảm bảo sẽ giết chết tên tiên quân đó. Mọi người đều thấy tuyệt vọng, đã mất 68 tỷ rồi, giờ thêm 50 tỷ nữa thì hết sạch gia sản của bọn họ mất. Nghiêm Kim Lương nghiến răng, hỏi, có chắc chắn thành công không? Quỷ Túc thầm nghĩ thành công được mới lạ, gã ta nói, đương nhiên, tao đã thăm dò gốc gác của đối phương kỹ rồi, lần này ra tay thì tao chắc chắn 100%. Nghiêm Kim Lương hít một hơi thật sâu. Nói với mọi người, các vị, lúc này chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, góp tiền đi. Cuối cùng Quỷ Túc lại cầm đi 50 tỷ đô nữa. Lúc đi gã ta nói với Nghiêm Kim Lương, trước khi trời sáng tao sẽ quay lại. Đương nhiên Quỷ Túc sẽ không quay lại, gã ta ra khỏi cửa thì đến gặp Ngô Bình ngay, sau đó chuyển 50 tỷ đô vào tài khoản được chỉ định. Ngô Bình lấy được tiền thì luyện Quỷ Túc thành con rối, giữ lại nhà họ Lý để giữ nhà. Đến tờ mờ sáng. Quỷ Túc vẫn chưa xuất hiện, Nghiêm Kim Lương tuyệt vọng, lẽ nào lại thất bại nữa sao? Chính vào lúc đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt mọi người, không nói lời nào mà giật đứt ngay một lỗ tai của Nghiêm Kim Lương, sau đó vò trong tay, lẩm bẩm. Người đàn ông trung niên chính là Ngô Bình đang dịch dung, bây giờ anh thi triển chú thuật của Âm Dương Giáo, tên là Thần Chú Ôn Huyết, nguyền rủa ba đời nhà họ Nghiêm. Khi thi triển Thần Chú Ôn Huyết này, cha, chú, ông nội, con trai, cháu của Nghiêm Kim Lương đều sẽ bị bệnh, và không cách nào chữa được, sống không bằng chết.
Đấy là cách mà Ngô Bình báo thù, anh muốn giết gà dọa khỉ, cho người trong thiên hạ biết, đắc tội với nhà họ Lý thì sẽ phải nhận hậu quả đáng sợ thế nào. Chương 949, nhà họ Nghiêm suy tàn. Nghiêm Kim Lương choáng váng hãi hùng, vội vàng dịt chặt vết thương, giọng run run, mày đang làm gì thế? Ngô Bình lạnh lùng đáp, nhận lấy sự trừng phạt của Lý Thị đi. Từ giờ, người của ba thế hệ nhà họ Nghiêm sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, không con không cái, người người đều bệnh nặng suy sụp. Nói rồi, anh lại lạnh lùng nhìn những người khác, trong vòng 3 ngày, đám tòng phạm các người phải tới dập đầu bồi tội với nhà họ Lý, dâng lên một nửa tài sản, nếu không làm theo thì sẽ gặp kết cục y như nhà họ Nghiêm. Dứt lời, anh lập tức bay lên, nghênh ngang rời đi. Đám người đưa mắt nhìn nhau, phải dâng một nửa tài sản, nếu không sẽ có kết cục giống nhà họ Nghiêm. Liệu nhà họ Nghiêm sẽ gặp tình cảnh người người sinh bệnh suy sụp, tuyệt tử tuyệt tôn như những gì chàng trai kia nói thật sao? Nghiêm Kim Lương vừa sợ vừa hoảng, gã không quan tâm đến đám người kia mà vội vàng đáp máy bay quay về Thiên Kinh. Gã muốn gặp bố mình, ngài bộ trưởng hiện tại, vì gã tin chắc chắn bố gã sẽ có cách giải quyết. Bộ trưởng Nghiêm năm nay 57 tuổi, ở độ tuổi này mà đã lên tới chức vị bộ trưởng cũng coi như khá trẻ. Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng để trước năm 60 tuổi thăng tiến thêm chút nữa, vào đến tầng lớp điều hành chính phủ. Bộ trưởng Nghiêm tên là Nghiêm Tùng, trước giờ sức khỏe của ông ta rất tốt, thoạt nhìn cùng lắm chỉ tầm 50, ngoài ra ông ta còn uống một vài loại thuốc bổ. Lúc này, ông ta đang luyện quyền trong sân thì đột nhiên thấy tim thắt lại, đau quặn từng cơn, đồng thời còn cảm thấy hoa mắt choáng váng, tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ. Bác sĩ gia đình của nhà họ Nghiêm bị dọa sợ, nhanh chóng vào phòng để chẩn trị cho ngài bộ trưởng. Nhưng kết quả chẩn đoán lại khiến ông rất kinh ngạc, cơ năng của các bộ phận trong cơ thể Nghiêm Tùng dường như đã già yếu chỉ trong thoáng chốc. Tim của ông ta còn yếu hơn cả tim của ông cụ 80, mạch máu sơ cứng lão hóa, trong não còn có khối nhồi máu và xuất huyết, tim cũng bị nhồi máu, trong phổi có nhiều u hạch, dạ dày viêm nặng, còn suy thận độ 3. Tựu chung cứ như thể Nghiêm Tùng đã trúng phải lời nguyền nào đó. Từ một người đang vô cùng khỏe mạnh chỉ thoáng chốc đã bệnh tật đầy mình không thể cứu nổi. Vừa mới hồi phục được một chút, Nghiêm Tùng liền run run cất lời, tôi bị sao vậy? Ông ta rất tuyệt vọng, vì đang làm trong bộ máy nhà nước nên tuyệt đối không thể gặp chuyện gì, bằng không thì dù năng lực giỏi và giao thiệp rộng đến mấy cũng sẽ mất sạch. Bác sĩ gia đình không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành im lặng hồi lâu. Nghiêm Tùng càng cuống hơn, nói đi, rốt cuộc tôi thế nào? Bác sĩ đáp, ngài bộ trưởng, bệnh của ngài chỉ e không thể cứu nổi nữa, từ giờ trở đi ngài chỉ có thể nằm nghỉ ngơi tại giường. Không thể nào, ngày nào tôi cũng rèn luyện sức khỏe, sao lại bị bệnh được? Ông ta hét to, nhưng vì tỳ khí bất túc nên thoạt nghe chẳng lộ ra chút khí thế nào. Đúng lúc này, Nghiêm Kim Lương chạy sộc vào, quỳ sụp xuống đất, con xin lỗi bố, tất cả đều là lỗi của con. Nghiêm Tùng nhìn chằm chằm con trai mình, con đã làm gì? Nhìn người cha già yếu của mình. Khuôn mặt Nghiêm Kim Lương giàn giụa nước mắt nước mũi, gã kể lại đầu đuôi sự việc. Nhà họ Lý, sao bọn họ lại dám chống đối nhà họ Nghiêm chúng ta, Nghiêm Tùng cảm thấy quá khó tin, song sau đó lại nảy sinh nỗi sợ hãi cùng cực. Tiên quân, nói vậy tức là đối phương đang trả thù chúng ta. Đúng lúc này, thư ký đưa điện thoại tới, vẻ mặt nặng nề cất lời, sếp, cậu cả đổ bệnh, vừa ngã xuống liền trở thành người thực vật, hiện giờ đang dốc toàn lực cấp cứu. Nghiêm Tùng kinh hãi, gì cơ? Thư ký cúi thấp đầu, còn nữa, con trai của cậu cả cũng đột nhiên được chẩn đoán mắc bệnh nặng. Nghiêm Tùng đau xót trong lòng, trời ơi, thế này là muốn cả nhà họ Nghiêm diệt vong mà. Ông ta còn chưa nói xong thì lại có một người khác chạy sộc vào phòng, ngài bộ trưởng, cậu hai đang họp thì đột nhiên trúng gió, hiện vẫn đang cấp cứu. Cả con của cậu hai cũng thình lình lên cơn co giật liên tục trong lúc ra ngoài với bạn gái, còn tự cắn trúng lưỡi mình, chảy quá nhiều máu. Hiện thời đang được cấp cứu khẩn cấp. Trong lòng Nghiêm Kim Lương sợ hãi tột độ, gã run giọng cất lời, bố, con sẽ đi xin nhà họ Lý tha cho chúng ta. Nghiêm Tùng hít sâu một hơi, cầu xin cũng vô ích thôi, đưa điện thoại cho bố muốn mời vị kia ra mặt giúp. Người Nghiêm Tùng muốn mời chính là Thánh Nhân, bởi vì ông ta cũng được coi như một thành viên của tập đoàn Thánh Nhân, ông ta tin Thánh Nhân sẽ không vứt bỏ mình. Điện thoại vừa được kết nối, bên kia đáp sẽ điều tra luôn. Nhưng chỉ một lát sau đã thấy gọi lại, đối phương lạnh lùng nói, Nghiêm Tùng, ông đắc tội với người không nên đắc tội, đến Thánh Nhân cũng không thể nào cứu được ông, tự cầu phúc đi. Sau đó lập tức dập máy luôn. Nghiêm Tùng sững người, sau đó cảm thấy tuyệt vọng tột độ,
đến cả thánh nhân cũng không đồng ý giúp đỡ, nhà họ Nghiêm tiêu tùng thật rồi. Quả thật nhà họ Nghiêm đã hoàn toàn sụp đổ, vừa sang ngày hôm sau, vì sức khỏe không ổn nên Nghiêm Tùng bị ép phải từ chức bộ trưởng. Tiếp theo đó còn bị nhiều thế lực khác nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, sản nghiệp của nhà họ Nghiêm bị điều tra vì nhiều nguyên nhân, thậm chí còn tra ra được Nghiêm Tùng có nhúng tay trong chuyện này. Hai ngày sau, Nghiêm Tùng không chịu nổi đả kích nên đã qua đời. Nhà họ Nghiêm mất đi chỗ dựa, lập tức trở thành miếng mồi béo bở trong mắt rất nhiều người, hết người này tới người khác ai cũng muốn tranh giành, mới một thời gian đã ăn sạch sành sanh nhà họ Nghiêm, chẳng chừa lại mảnh vụn nào. Cả Vân Đông chấn động khi nghe tin này, đám người cùng tham gia đối phó nhà họ Lý đều sợ đến mất mật, vội vàng mang theo sổ sách công khai sản nghiệp đến nhà họ Lý dập đầu bồi tội. Trong sân nhà họ Lý có rất nhiều người đang quỳ gối, hai tay họ nâng cao sổ sách, cả người không kìm được run rẩy. Nhà họ Lý này quá mức đáng sợ, đến cả thế lực lớn mạnh như nhà họ Nghiêm mà còn bị diệt vong chỉ trong ngày một ngày hai, vậy nên sao bọn họ có thể chống lại được chứ? Cùng hôm đó, Thương hội Vân Đông do 32 gia tộc góp vốn được thành lập, bầu Lý Vân Đầu lên làm hội trưởng. 31 nhà còn lại bỏ ra tổng cộng 300 tỷ, nhà họ Lý góp 200 tỷ, thành lập nên tập đoàn Đại Thương Vân Đông. Tập đoàn Đại Thương lần lượt thiết lập các loại hạng mục như ngân hàng, bảo hiểm, công ty bất động sản. Nhưng ngoài nhà họ Lý thì những người khác chỉ nắm lượng cổ phần rất nhỏ, cộng lại chưa đến 10%, một mình nhà họ Lý chiếm 90% cổ phần. Rõ ràng 31 nhà còn lại phải chịu thua thiệt, nhưng bọn họ cũng chỉ đành chấp nhận điều đó. Thành lập tập đoàn Đại Thương vốn dĩ chính là thủ đoạn để nhà họ Lý danh chính ngôn thuận chiếm lấy tài sản của đám người kia. Tất nhiên Lý Vân Đầu cũng đã lên tiếng, chỉ cần đám người kia thể hiện tốt thì sau này nhà họ Lý sẽ dẫn bọn họ cùng đi đến tương lai huy hoàng. Rắc rối của nhà họ Lý đã được giải quyết hoàn toàn. Nhưng so với những rắc rối đó, điều Ngô Bình quan tâm hơn cả chính là chuyện rời mộ. Anh tìm chuyên gia công trình thổ mộc tới, nhờ có sự trợ giúp của họ mà chỉ trong 3 ngày đã hoàn thành bản quy hoạch của Cục Vạn Long Triều Thánh. Nhất thời, danh tiếng của nhà họ Lý nổi bật hẳn lên, ai ai cũng biết nhà họ Lý thâm sâu khó lường, không được phép động chạm. Đến cả nhánh con Nghiêm gia của thánh nhân cũng đã suy tàn thì làm gì có ai chống lại được đây. Ngô Bình ở Vân Đông thêm 7 ngày, đến ngày thứ 8 mới quay về Vân Đỉnh. Trong mấy hôm anh ra ngoài, thành phố Vân Đỉnh đã phát sinh biến đổi long trời lở đất, bản quy hoạch tổng thể chính thức được đưa ra, gần 80% diện tích Vân Đỉnh được gộp vào khu Hưng Long. Mục tiêu phát triển của khu Hưng Long là trở thành trung tâm công nghiệp quốc gia về y học, nguồn năng lượng mới và chất bán dẫn. Trong tương lai, 3 loại xí nghiệp đi theo định hướng này sẽ được miễn thuế 3 năm và vay vốn với lãi suất thấp trong vòng 5 năm. Hiện giờ La Duy Khang đang giữ chức vị cao thứ 2 của khu vực này, còn người đứng đầu là một vị tỉnh trưởng được tuyên chuyển từ tỉnh khác tới. Việc khởi công xây dựng các xí nghiệp của Ngô Bình đều đang tiến triển vô cùng thuận lợi. Chương 950, Pháp thuật sơ thành đồ long trảm. Lý Mai cũng đang ở Vân Đỉnh, nhờ có sự tác động của cô mà tập đoàn Lý Thị và tập đoàn Hắc Đế dưới quyền quản lý của Hắc Thiên Giáo cùng bỏ vốn thành lập một quỹ đầu tư. Trong quỹ đầu tư đó, tập đoàn Lý Thị nắm giữ 20% cổ phần, tập đoàn Hắc Đế nắm 20%, Ngô Bình giữ 50, 10% còn lại do nhóm Lý Nhiễm Long, Đào Như Tuyết, Lãnh Như Yên, Chu Thanh Nghiên, Diệp Huyền và Từ Quý Phi nắm giữ, mỗi người họ đều góp hoặc ít hoặc nhiều tiền bạc vào quỹ. Quỹ đầu tư được đặt tên là Quỹ Đầu Tư Phát Triển Viêm Long, với số vốn lên đến 2.500 tỷ. Ngày về nhà, Ngô Bình đã tiện tay cải tạo luôn bố cục phong thủy của khu Hưng Long. Vì có nhiều công trình cần xây dựng nên phải cho nổ tung mấy ngọn núi, đào thêm mấy con sông, đồng thời triển khai công tác xanh sạch hóa trên diện rộng. Phù sa không chảy ruộng ngoài, bởi vậy anh bèn gọi mấy người quen như Trương Bảo Thắng, Tần Nhược Vũ tới, để bọn họ phụ trách hạng mục công trình. Công trình lớn có giá trị mấy chục tỷ như thế, chỉ chia bừa vài phần lợi nhuận thôi thì bọn họ cũng đã có vài trăm triệu. Vì thế, tuy Lý Mai tuyên bố với bên ngoài rằng tập đoàn Lục Hóa Vân Đỉnh là một tổ chức từ thiện, tương lai sẽ đóng góp 50 tỷ để tập trung vào vấn đề xanh sạch hóa và bảo vệ môi trường của Vân Đông, thậm chí là cả Viêm Long. Sau khi thành lập tập đoàn cũng nên nhiên thể thay đổi luôn bố cục phong thủy của thành phố Vân Đỉnh, sửa đổi thế phong thủy Tam Tinh Ánh Nguyệt thành Thất Tinh Long Vương để đem lại nhiều lợi ích nhất cho nhà họ Lý. Hôm sau, Ngô Bình đăng nhập diễn đàn Thần Huy. Hiện giờ trong tay anh có không ít sinh mệnh đan nên dự tính bán bớt một phần. Sinh mệnh đan này có thể làm tăng sinh mệnh nguyên lực, coi như một thứ bảo vật vô giá, thế nên giá cả của nó cũng cực kỳ cao. Anh lướt một lát,
tập trung tìm kiếm những bài viết muốn mua đồ của người dần cạn kiệt sinh mệnh hoặc người sắp chết già. Loại sinh mệnh đan này có thể giúp họ khôi phục lại trạng thái tráng niên trong tình trạng đang chết dần chết mòn. Hầu hết các bài viết tìm mua đều treo giá khá cao, ít nhất cũng tầm 2 tỷ đô la. Thế rồi anh nhận nhiệm vụ của một bài đăng đề giá 3,5 tỷ đô. Tiếp đó, anh sai người đưa đan dược đến địa điểm được chỉ định sẵn, giao cho nhân viên chuyển phát của diễn đàn. Anh muốn tạo dựng thanh danh nhờ số sinh mệnh đan này, để tương lai có thể trực tiếp đấu giá sinh mệnh đan trên diễn đàn Thần Huy. Ngô Bình ở trong nhà mấy ngày liền tiếp tục tu luyện Như Lai thần công, cố gắng luyện thành công Đồ Long thất thức. Uy lực của Đồ Long thuật cực lớn, nếu như tu luyện thành công, anh mơ hồ cảm nhận được bản thân hoàn toàn thông qua pháp bàn để cố định bảy thức Đồ Long kia trở thành thuật pháp của chính mình. Anh tự nhốt mình trong phòng, cho tới tận đêm khuya, từ trong phòng bỗng phát ra tiếng vang trầm. Sau đó anh đẩy cửa đi ra ngoài, trên mặt mạng theo ý cười, bởi thuật pháp đã thành công. Thần Chiếu đang ở cách anh không xa liền vội vàng chạy tới, nói chủ nhân lại luyện thành thần công rồi à? Ngô Bình cười đáp, tôi đã luyện thành một loại thuật pháp đệ nhất, có tên Đồ Long Trảm. Thần Chiếu kinh ngạc sững sờ, chủ nhân tiên cũng tu luyện pháp thuật thành công ư? Đến cả địa tiên như ông ấy cũng không dám tự nhận mình đã luyện thành công pháp thuật. Ngô Bình, tôi ngưng tụ được pháp bàn thượng thừa, đương nhiên có thể có pháp lực. Pháp lực mà Ngô Bình nhắc đến chính là vận hành sức mạnh theo những quy tắc nhất định, bộc phát, tác dụng, cuối cùng tạo thành hiệu quả như pháp thuật. Dứt lời, Ngô Bình liền vung tay lên, pháp lực mạnh mẽ tràn ra từ trong cơ thể, một vòng sáng vàng xoay tròn với tốc độ cực nhanh và chém thẳng vào không trung. Trên bầu trời có đám mây lững lờ trôi, kim quang lao vút tới, hệt như một lưỡi dao giết sạch hết thảy chém đám mây kia thành hai nửa. Thần Chiếu hít sâu một hơi, hô to, giỏi quá. Ngô Bình thu tay về, nói, đây chính là Đồ Long Trảm mà tôi mới luyện thành công, hiện tại vẫn khá đơn giản, tiếp theo đây tôi sẽ không ngừng hoàn thiện nó. Ngô Bình biểu diễn Đồ Long Trảm xong thì Khương Tử cầm di động chạy tới, đưa cho anh, điện thoại của cảnh sát Chu ạ. Ngô Bình cầm điện thoại, cất lời gọi, Nhược Tuyết. Chu Nhược Tuyết, anh có rảnh không Ngô Bình? Ngô Bình nói, rảnh, có chuyện gì sao? Chu Nhược Tuyết, đêm nay bọn em có một hành động vô cùng quan trọng. Đó là bắt giữ một tập đoàn tội phạm. Tập đoàn kia rất tà đạo, lần trước bọn chúng đã khiến mấy chục cảnh sát bị thương. Nếu như động thủ thì chúng sẽ bóp nát ngọc thạch, rồi có được sức mạnh rất lớn, chạy nhảy như bay, đến cả súng đạn cũng chẳng thể bắn chúng nổi. Trong lòng Ngô Bình khẽ động, những chuyện này không phải cũng do mấy người các em quản lý luôn đấy chứ. Chu Nhược Tuyết, em muốn kéo những kẻ đó ra, để chúng chịu sự trừng trị của pháp luật. Ngô Bình đang tính tới Ủy ban Nhân dân tỉnh để tìm Chu Thanh Nghiên, thế nên bèn nói, được, vậy tối nay anh có thể giúp sức. Chu Nhược Tuyết cười đáp, cảm ơn anh. Hiện giờ trời cũng đã tối, Ngô Bình lười lái xe nên bay thẳng về phía Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chu Nhược Tuyết đang chủ trì cuộc họp cảnh sát tại Ủy ban, cô chính là người phụ trách hành động lần này. Cửa phòng họp đột nhiên mở ra, Ngô Bình nghênh ngang đi tới, ngồi xuống bên cạnh Chu Nhược Tuyết. Tất cả mọi người trong phòng họp đều ngẩn ra, thầm nghĩ người vừa tới là ai mà lại tự tiện đến mức phớt lờ việc phó giám đốc cảnh sát Chu đang chủ trì cuộc họp. Chu Nhược Tuyết đã lập công lớn trong lần phá án trước, thế nên hiện giờ vinh dự thăng lên chức phó giám đốc cảnh sát, chuyên trách phá các vụ trọng án. Tất cả các vụ án lớn có tính chất nghiêm trọng trong tỉnh đều do cô phụ trách. Chu Nhược Tuyết cười nói, giới thiệu qua với mọi người, đây chính là chuyên gia Ngô mà tôi mời tới. Cô không nhắc tới thân phận cụ thể của Ngô Bình mà chỉ nói anh chính là chuyên gia mình mời tới giúp đỡ. Ngô Bình gật đầu với những người khác, chào mọi người, tôi là Ngô Bình, tới để giúp đỡ phó giám đốc Chu phá án. Chu Nhược Tuyết lại nói, được rồi, mọi người đều đã tới đông đủ, giờ tôi sẽ nói sơ qua về hành động lần này. Lúc nghe xong, Ngô Bình mới biết được đây quả thật chính là một vụ án lớn. Một năm trước, tổ chức tội phạm kia đã thành lập một thôn nhỏ nào đó. Tiếp theo nhanh chóng phát triển khuếch đại, hiện giờ đã có hơn 3.000 thành viên, số thành viên chủ chốt là hơn 100 người, phạm vi hoạt động của bọn chúng có liên quan đến 3 thành phố lớn xung quanh Ủy ban tỉnh. Đám tội phạm đó ngang ngược bất chấp pháp luật, không chỉ ngang nhiên đối đầu với cơ quan vũ trang, còn đánh chết và khiến rất nhiều người bị thương. Dân chúng nơi đây tức giận mà chẳng dám nói ra, có những người bị áp bức quá quát quá nên đã rời bỏ quê hương mà ra ngoài mưu sinh. Chu Nhược Tuyết nói xong liền nhìn về phía Ngô Bình, chuyên gia Ngô, anh có ý kiến gì không? Ngô Bình vẫn nâng chén trà chậm rãi uống, nghe thấy câu hỏi của Chu Nhược Tuyết bèn ngẩng đầu,
đáp, tôi khuyến nghị nên hủy bỏ hành động. Chu Nhược Tuyết sững sờ, hủy bỏ ư? Ngô Bình gật đầu, tốt nhất nên giao lại vụ án này cho Thần Võ Ti hoặc Thiên Long xử lý. Một nam cảnh sát không nhịn được bất bình, chúng tôi tốn mấy tháng mới thu thập được chứng cứ của vụ án này, không thể chuyển giao cho bên khác được. Ngô Bình thản nhiên nói, tôi biết các anh sốt ruột muốn lập công, không muốn bỏ dở giữa chừng. Chu Nhược Tuyết cười hỏi, chuyên gia Ngô, thêm cả anh mà cũng không phá được sao? Ngô Bình đáp, không muốn hủy bỏ nhiệm vụ cũng được, nhưng nhất định phải làm theo sự chỉ đạo của tôi. Chu Nhược Tuyết nói, được, vậy anh cứ nói đi, chúng ta nên hành động thế nào? Ngô Bình, đầu tiên, số nhân viên đi theo tôi chấp hành nhiệm vụ không được quá 5 người, những người còn lại rút về sau một cây số để chờ tin tức. Chu Nhược Tuyết ngẫm nghĩ, được, em đồng ý. Ngô Bình, thứ hai, những người đi theo tôi bất kể nhìn thấy gì thì cũng không được kinh hoàng, hết thảy đều phải hành động theo sự chỉ đạo của tôi. Chu Nhược Tuyết gật đầu cười, em có thể đồng ý với anh cả chuyện này nữa. Ngô Bình, điều thứ ba, trong hành động lần này, tất cả đồ vật mà mọi người tìm ra đều thuộc về tôi. Tất nhiên, tôi không cần tiền. Trong phòng họp có một cô gái vóc dáng cao gầy, vẻ ngoài xinh đẹp còn hơn cả Chu Nhược Tuyết vài phần. Điều đặc biệt nhất chính là cô gái kia có một đôi chân cực kỳ thon dài. Ba điều kiện mà Ngô Bình đưa ra khiến cô gái xinh đẹp này cảm thấy không thoải mái, chỉ là một chuyên gia nho nhỏ mà cũng dám hạch sách như vậy. Cô gái không thể nhịn nổi nữa, bèn cất lời, chuyên gia Ngô, theo quy định, tất cả tài sản phi pháp của đám tội phạm đều phải nộp lên quốc gia. Đột nhiên có người đứng ra phản bác, song Ngô Bình không hề ngại ngùng, anh chỉ mỉm cười, tiếp tục nhấp trà. Chu Nhược Tuyết ho khẽ một tiếng, cất lời, Chu Nhan, pháp luật là vật chết, còn người thì sống. Nếu chuyên gia Ngô có thể giúp chúng ta phá án, thì không cần để ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt này làm gì. Chương 951, chuyện nhỏ thôi. Chu Nhan là đàn em trong trường cảnh sát của Chu Nhược Tuyết, quan hệ giữa hai người rất tốt. Sau khi Chu Nhược Tuyết trở thành phó giám đốc thì điều Chu Nhan từ huyện dưới lên làm việc ở tỉnh. Nghe Chu Nhược Tuyết nói thế, Chu Nhan không kiên quyết nữa chỉ nhìn chằm chằm Ngô Bình. Cô ta không nghĩ chuyên gia này có gì giỏi. Cô ta đã gặp rất nhiều chuyên gia nhưng đây là lần đầu tiên cô ta gặp người giống Ngô Bình. Tiếp theo Chu Nhược Tuyết xác định ứng viên, ngoài Ngô Bình còn có 5 người cùng ngành, trong đó có cả Chu Nhan. 10 phút sau, họ bước vào một chiếc xe thương vụ, cùng đến nơi hành động với đoàn xe, một nhà máy bỏ hoang ở vùng ngoại ô tỉnh. Trên xe, Ngô Bình ngồi cùng chỗ với Chu Nhược Tuyết, anh lấy một viên sinh mệnh đan ra đưa cho Chu Nhược Tuyết nói, uống nói trước khi ngủ. Chu Nhược Tuyết tò mò nhìn một cái hỏi, đây là cái gì? Ngô Bình, sinh mệnh đan, có thể làm tăng tiềm năng tuổi thọ của con người. Chu Nhan ngồi đối diện, cô ta nói, giới hạn tuổi thọ cũng có thể tăng lên được sao? Đan dược tốt như vậy có thể cho tôi một viên không? Ngô Bình nhìn cô ta nói, tôi không quen biết cô. Chu Nhan trợn mắt, quay mặt sang chỗ khác, hứ một tiếng, ai thèm. Chu Nhược Tuyết biết rõ Ngô Bình không gạt mình. Sinh mệnh đan này chắc chắn có thể tăng giới hạn tuổi thọ thật, thế là cô ấy cẩn thận cất đan dược vào rồi nói, em về huyện mấy lần nhưng anh không ở đó, gần đây bận gì sao? Ngô Bình, có rất nhiều việc, cũng đi khá nhiều nơi. Chu Nhược Tuyết, thế nên gặp anh chẳng dễ dàng gì. Sau đó cô ấy chỉ Chu Nhan, giới thiệu với anh, đàn em ở trường cảnh sát của em, Chu Nhan. Ngô Bình, cảnh sát Chu, xin chào. Chu Nhan cực kỳ kiêu ngạo một tiếng. Chu Nhược Tuyết cười nói, Chu Nhan là hoa khôi ở trường bọn em, người theo đuổi em ấy có thể xếp đủ 2 đội. Chu Nhan vội nói, đàn chị còn nói em, người theo đuổi chị ít lắm sao? Tối nào cũng có người tỏ tình với chị ở dưới tòa nhà ký túc xá. Chu Nhược Tuyết, được rồi, không cần nịnh chị. Chu Nhan, chuyên gia Ngô là bạn chị, em đừng có hằn học với anh ấy. Chu Nhan bĩu môi nói, em biết rồi đàn chị. Chu Nhược Tuyết như nghĩ đến gì đó bèn nói, Chu Nhan, chuyên gia Ngô là cao thủ, có phải em nói muốn học võ chính thống không? Anh ấy có thể dạy em. Anh ta, Chu Nhan tỏ vẻ không tin, vì cô ta không cảm nhận được khí thế cao thủ nào ở Ngô Bình cả. Chu Nhược Tuyết, sao thế, em không tin. Chu Nhan nhìn Ngô Bình, hoàn toàn không nhìn ra khí thế cao thủ đó. Chu Nhược Tuyết cũng không nói nhiều, chỉ nói, lát nữa em sẽ biết thôi. Lúc này cô ấy nói với Ngô Bình, có việc cần anh giúp. Ngô Bình, chuyện gì? Chu Nhược Tuyết, vì công việc nên em không có nhiều bạn, Tiểu Nhan là một trong số đó. Em ấy cái gì cũng tốt chỉ có cái tính cách hơi xấu một chút.
khoảng thời gian trước có một tên nhà giàu theo đuổi em ấy, vì hắn ta cứ quấn lấy nên Tiểu Nhan tức giận đánh cho tên đó một trận. Chu Nhan nghe đến đây thì tức giận nói, em đánh còn nhẹ đấy, nếu không phải có người kéo em lại, chắc chắn em sẽ đánh cho hắn rụng hết răng. Chu Nhược Tuyết trợn mắt nhìn Chu Nhan, cô ta lè lưỡi vội ngậm miệng lại. Cô ấy nói tiếp, cái tên nhà giàu đó muốn kiện Tiểu Nhan, bọn em rất bị động. Anh có rất nhiều mối quan hệ trong chính quyền tỉnh, anh đánh tiếng trước không? Ngô Bình cười nói, chuyện nhỏ thôi, người kia tên gì? Chu Nhược Tuyết, Hầu Ất, bố hắn là Hầu Quân Thọ, một tên nhà giàu chính hiệu. Ngô Bình từng nghe nói đến tên người này, nhưng hai bên chưa từng gặp nhau, anh nói, anh hỏi thử. Thế là anh gọi cho Từ Quý Phi, người của Từ Quý Phi có nhiều mối quan hệ bên tỉnh, chắc là có biết. Điện thoại được kết nối, Han hỏi qua lại vài câu, anh bèn đi vào vấn đề chính, anh ba, tìm anh nghe ngóng một chút về Hầu Quân Thọ. Anh nói lại tình huống cho ông ấy nghe, Từ Quý Phi nghe xong cười nói, Tiểu Hầu xem như là người của anh sẽ nói với ông ấy. Người anh em, chú đang ở tỉnh thì ngày mai nhất định phải đến, vừa lúc ông cụ nhà anh mừng thọ. Từ Quý Phi và anh khá hợp nhau, vì muốn Ngô Bình đến mà đã chuyển ông cụ trong nhà ra ngoài. Ngô Bình nói, ông cụ mừng thọ, dĩ nhiên tôi sẽ đến. Cúp điện thoại xong, anh nói, không sao rồi. Chu Nhan hoàn toàn không tin, nhà cô ta ở tỉnh cũng xem như có mặt mũi, tìm một vòng bạn bè, kết quả đều không như ý, một cú điện thoại của người này có tác dụng. Cô ta chế giễu, chuyên gia Ngô, mặt mũi của anh cũng lớn thật đấy. Một cú điện thoại là đã có thể làm cho nhà họ Hầu cúi đầu. Nghe cô ta có ý giễu cợt mình, Ngô Bình cũng không để tâm nói, người này chắc sẽ gọi cho cô để xin lỗi. Chu Nhan bật cười, xin lỗi tôi, anh không đùa đấy chứ. Chu Nhược Tuyết, có phải thật hay không thì sẽ biết ngay thôi. Chu Nhan mím môi, đàn chị, có phải chị thích chuyên gia Ngô không, sao cứ nói đỡ giúp anh ta thế? Chu Nhược Tuyết đỏ mặt, nói bậy bạ gì thế? Chu Nhan còn định trêu ghẹo cô ấy vài câu thì điện thoại vang lên, cầm lên xem thì đúng là cái tên nhà giàu Hầu Ất gọi đến. Cô ta ngây người, vội bắt máy, đầu bên kia vang lên giọng nói đầy ý tứ xin lỗi, Chu Nha, thật xin lỗi. Hôm đó tôi uống rượu, cô đánh tôi rất đúng, sau này nếu cô không vui cứ đến đây đánh tôi bất cứ lúc nào. Chu Nhan ngây ngốc, chuyện gì đấy, Hầu Ất này có biệt hiệu là Tiểu Hầu gia, làm gì cũng kiêu ngạo, có tiếng là dây dưa không dứt. Hắn thế mà chịu cúi đầu xin lỗi mình. Còn nói có thể đến đánh hắn bất kỳ lúc nào. Có phải hắn điên rồi không? Sau một hồi xin lỗi, Hầu Ất nhỏ giọng hỏi, Chu Nhan, vị kia có ở bên cạnh đó không? Chu Nhan hỏi, vị nào? Sau đó cô ta phản ứng lại, lẽ nào đang nói Ngô Bình? Cô ta nhìn Ngô Bình rồi đưa điện thoại sang, Hầu Ất. Ngô Bình nhận lấy điện thoại rồi cúp máy, sau đó vứt điện thoại về. Chu Nhan sửng sốt, sao anh không nghe máy? Ngô Bình không giải thích chỉ nói, sắp đến rồi. Phía trước chính là một nhà máy bỏ hoang, Chu Nhược Tuyết bảo các xe khác dừng cách đó 1.000 mét, 5 người họ lái xe vào nhà máy. Chiếc xe lái vào cổng, Chu Nhan ngạc nhiên, chúng ta cứ thế xông vào có phải quá mạo hiểm không? Ngô Bình lạnh nhạt nói, dừng xe. Chiếc xe dừng lại, có mười mấy người bước ra từ xung quanh bao vây chiếc xe. Ngô Bình nói, mọi người đợi trên xe, nói rồi anh bước xuống tiện tay đóng cửa xe lại. Trong số những người này có một người đàn ông bị hỏng một mắt, đầu 30, trong con mắt còn lại hiện lên vẻ hung dữ, hắn ta xoay con dao găm trong tay, nhìn chằm chằm Ngô Bình lạnh lùng hỏi, mày là ai? Ngô Bình nói, anh mù sao? Tôi đi xe cảnh sát đến. Người này ghét nhất người khác nói hắn mù, hắn gào lên rồi ép đến trước mặt Ngô Bình, vung con dao lên định đâm vào cổ Ngô Bình. Ngô Bình vung tay lên, người này bị đá văng ra xa mấy mươi mét, sau đó rơi xuống đất, lục phủ ngũ tạng đều nát vỡ, miệng và tai đều chảy máu, không lâu sau đã chết tại chỗ. Thấy thế Chu Nhan ngồi trong xe trợn to mắt, kích động đến mức cả người run lên. Mạnh quá, cô ta nói. Chu Nhược Tuyết cũng hơi ngạc nhiên, cô ấy biết Ngô Bình rất giỏi nhưng cũng không ngờ lại mạnh đến thế. Ngô Bình nhìn những người khác nói, quỳ xuống đi để khỏi phải chết. Chương 952, người không liên quan đợi đi, không được vào trong. Võ hồn của anh phóng ra khí tức đáng kinh ngạc, đầu óc những người còn lại trống rỗng, ai nấy đều ngoan ngoãn quỳ xuống đất, cả người run rẩy. Phía sau lại có một đám người lao đến, người đi đầu là một người trung niên, người này không cao nhưng rất cường tráng, mắt ông ta màu đỏ, con ngươi trông không giống người bình thường. Người trung niên nhìn thi thể dưới đất,
sau đó cười nói, có thể đánh được người của tôi xem ra cậu có bản lĩnh. Ngô Bình, bản lĩnh của tôi mạnh hơn ông nghĩ gấp 10.000 lần. Người trung niên cười nhạo, cậu không biết tôi mạnh thế nào đâu. Ông không mạnh, mặc dù ông có thể dùng sức mạnh tà ma nhưng tôi nghĩ ông chỉ là rác rưởi, Ngô Bình lạnh nhạt nói. Vừa nghe thế, người trung niên ngạc nhiên, sao cậu biết tôi mượn sức mạnh tà ma? Ngô Bình nói, không có thời gian phí lời với ông, để tôi xem thử bản lĩnh của ông đi. Vẻ mặt người trung niên trở nên khó coi, ông ta lấy một lá bùa ngọc màu vàng ra, siết chặt, bùa ngọc bị bóp nát, sau đó một tà ma cực mạnh bám vào trên người ông ta. Nhưng kỳ lạ là tà ma không thể khống chế được ông ta, ngược lại bị ông ta thao túng. Nói cách khác người này dùng sức mạnh của tà ma nhưng không bị tà ma ảnh hưởng. Còn có loại bùa này à, thú vị đấy, Ngô Bình híp mắt, anh bỗng nhảy lên không trung, thiên Phật trấn yêu thức đánh về phía người trung niên. Người trung niên chưa kịp phát huy sức mạnh đã cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người không động đậy được. Ánh sáng màu vàng đánh trúng vào người trung niên, tà ma trong người ông ta lao ra từ trên đỉnh đầu, đó là một quang ảnh hình người. Ngô Bình đã có chuẩn bị, tay siết lại thu quang ảnh hình người đó vào lò luyện minh thần. Tà ma này không yếu, sau khi vào lò luyện thì biến thành 70 mấy viên đan sinh mệnh. Không có tà ma trong người, cả người của người trung niên suy yếu, ông ta vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi run giọng hỏi, rốt cuộc cậu là ai? Ngô Bình nhấc ông ta lên, nhìn chằm chằm ông ta nói, ông lấy bùa ngọc bị vỡ nát đó từ đâu? Người trung niên bị Ngô Bình nhìn chằm chằm lại không dám nói dối, là tôi thỉnh thoảng đào được trong lúc đào lò gạch ở quê nhà. Ngô Bình, ngoài bùa ngọc thì còn gì nữa không? Người trung niên, chỉ đào được một phần, sau đó là một bức tường kim loại, bọn tôi không đào đi được. Hai mắt Ngô Bình phát sáng, tốt lắm, nói cho tôi biết vị trí. Người trung niên thành thật đáp, Ngô Bình lấy điện thoại đánh dấu ký hiệu trên bản đồ, sau đó nói, bảo người của ông ra đầu hàng đi. Cứ thế một nhóm tội phạm gây rắc rối cho chính quyền tỉnh trong nửa năm đã bị Ngô Bình hạ gục một cách dễ dàng. Lúc này Chu Nhược Tuyết mới xuống xe, cô ấy ra lệnh cho xe cảnh sát đỗ ở đằng xa lái vào nhà máy, sau đó trói tất cả những người này lên xe. Ngô Bình lướt nhìn một vòng, tìm được 27 lá bùa ngọc trên người đám người này. Bên trong đó đều phong ấn tà ma, sau khi bóp nát thì có thể sử dụng sức mạnh tà ma trong bùa ngọc. Sau khi sử dụng xong, tà ma sẽ biến thành năng lượng để nuôi cơ thể và linh hồn người sử dụng. Chu Nhan hoàn toàn tập trung sự chú ý vào Ngô Bình, cô ta đuổi theo sau Ngô Bình như cái đuôi nhỏ nói, chuyên gia Ngô, anh luyện võ gì thế, tại sao chỉ vung tay đã đánh bay người ta luôn rồi? Ngô Bình, võ thuật của tôi không có tên. Cô ấy còn muốn hỏi nữa thì Chu Nhược Tuyết đi đến cười nói, mọi chuyện đều thuận lợi, cảm ơn nhiều. Ngô Bình cất hết tất cả bùa ngọc đi nói, anh và em còn khách sáo gì chứ? Anh còn có việc, đi trước đây. Chu Nhan vội nói, chuyên gia Ngô, tôi lái xe đưa anh đi. Ngô Bình nói, cảm ơn, tôi không đi xe. Anh nhẹ nhàng nhảy lên tòa nhà nhà máy cao hơn 3 tầng, nhảy mấy lần thì biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Chu Nhan trợn to mắt lẩm bẩm, khinh công sao, lợi hại quá. Chu Nhược Tuyết vỗ cô ta, bây giờ đã biết anh ấy mạnh thế nào rồi chứ. Chu Nhan thở dài, hiểu lầm rồi. Trước đó em còn vô lễ với vị cao thủ này, anh ta sẽ không ghét em đâu nhỉ. Chu Nhược Tuyết nói, người có thể làm anh ấy ghét đã không còn nhiều nữa. Chu Nhan ngây người, đúng thế, người có sức mạnh như Ngô Bình có thể khiến anh ghét vốn dĩ là một biểu trưng của thực lực. Đàn chị, em nghe một cao thủ võ lâm nói, trên thế giới này tồn tại võ thần, anh ta chính là võ thần trong truyền thuyết nhỉ. Chu Nhược Tuyết nói, võ thần chỉ là cách gọi dân gian, thật ra là nhân tiên tầng 2. Bây giờ Ngô Bình đã là nhân tiên tầng 4, thậm chí là tầng 5. Chu Nhan run lên, nhân tiên tầng 5. Trời ạ, thế có khác gì thần tiên đâu. Nơi xuất hiện bùa ngọc cách nhà máy khoảng hơn 100 dặm, nằm ở một thị trấn nhỏ trên huyện thành thuộc tỉnh, tên là thị trấn Hồng Sa. Ngô Bình đến thị trấn Hồng Sa và xuất hiện ngay phía trên nhà máy gạch. Anh mở nhìn thấu vạn vật thì phát hiện buổi tối nhà máy gạch này chẳng có người, chỉ có một ông cụ trông coi nhà máy đang uống bia, xem tivi một mình. Anh lặng lẽ đi đến một lối vào lò gạch được chát xi măng, đập một cái, bức tường xi măng biến thành đất cát đều rơi xuống đất, để lộ ra lối vào hang tối om. Anh đi vào trong hang, đi được mười mấy mét thì tìm được một miệng hang bất quy tắc. Trong hang cực kỳ lộn xộn, có dấu vết phá hoại rất rõ, có lẽ mấy bùa ngọc này được phát hiện ở đây. Không gian bên trong không lớn, ở chỗ cách lối vào hang hơn 20 mét có một bức tường kim loại màu xám bạc,
bên ngoài có đủ loại dấu vết. Chắc có lẽ đám người đó muốn phá bức tường này nhưng kim loại này cực kỳ cứng, cuối cùng họ thất bại. Trong tường kim loại này được thiết kế cơ quan, nghiên cứu mấy phút, anh đánh 100 quyền ra, điểm rơi của từng đòn không giống nhau, sức lực cũng khác, được sắp xếp theo trật tự nhất định. Một đòn cuối cùng đánh trúng lên bức tường, tường kim loại vang lên một tiếng ầm, sau đó mở ra hai bên để lộ ra một cánh cửa. Ánh mắt anh lóe sáng, đang định đi vào trong thì bên ngoài lối vào hang vang lên tiếng bước chân. Có người đến, Ngô Bình cau mày, chỉ đành quay lại chỗ lối vào xem thử. Lúc này có ba người đàn ông đứng bên ngoài, nhìn cách ăn mặc của họ chắc là vừa đi ra từ một nơi nào đó của Côn Luân. Ba người vừa định đi vào trong thì gặp phải Ngô Bình, ba người đứng lại nhìn anh. Ngô Bình hỏi, các anh làm gì? Mấy người đó cũng nhìn ra Ngô Bình là tu sĩ, họ nhìn nhau, một thanh niên trong đó nói, bọn tôi nhận lệnh của thánh chủ đến thăm dò. Ngô Bình híp mắt, xem ra không chỉ có mình nhìn chúng nơi này, anh nói, dù các anh là ai? Bây giờ nơi này đã bị Thiên Long tiếp quản, đám người tạp nham đợi đi không được vào trong. Anh có cảm giác mấy người này có lai lịch khá lớn bèn đem thân phận Thiên Long ra, như thế dù hai bên có xảy ra xung đột, đó cũng xung đột với Thiên Long. Ba người biết Thiên Long là cái gì, sắc mặt hơi khó coi. Thanh niên nói, dù anh là người của Thiên Long cũng không có tư cách ngăn cản bọn tôi. Ngô Bình cười mỉa, không có tư cách, các anh đi vào thử xem. Người đàn ông bên trái để râu hừ một tiếng, cái thứ dại dột thích tìm đường chết. Vừa dứt lời, hắn giơ tay lên, một rìu quang đánh về phía Ngô Bình, tốc độ cực nhanh. Thế nhưng bóng rìu xuyên qua bóng người, vì nó chỉ đánh trúng tàn ảnh của Ngô Bình. Bóng rìu đánh trúng mặt đất, cát bụi bay lên, tên để râu cảm thấy không ổn bèn vội vàng quay lại quan sát xung quanh. Cùng lúc đó Ngô Bình xuất hiện phía sau hắn, chỉ vào sống lưng hắn, tên để râu dựng thẳng người, sau đó ngã xuống đất. Bất tỉnh nhân sự. Chương 953, phòng thí nghiệm thượng cổ. Hai người còn lại kinh hãi, chớp mắt đã lui về sau, cảnh giác nhìn Ngô Bình chằm chằm. Động tác của Ngô Bình rất nhanh, bọn họ hoàn toàn không thể nhìn rõ. Ngô Bình lạnh giọng nói, ra tay với tôi thì chính là kẻ địch của Thiên Long. Hai người các anh có thể thử xem. Hai người này sợ hãi trong lòng, không ngờ thực lực của Ngô Bình lại mạnh đến vậy, đưa mắt nhìn nhau. Người thanh niên kia nói, chúng tôi không muốn thành kẻ địch với Thiên Long, chỉ là thánh chủ có lệnh, hai người chúng tôi. Ngô Bình, đếm đến ba thì các người phải rời đi, nếu không, đừng đi nữa. Nói xong, anh vỗ tay thành tiếng, 20 long vệ từ dưới đất xuất hiện, chớp mắt đã vây xung quanh ba người. Trách nhiệm của long vệ chính là bảo vệ an toàn của Ngô Bình, chỉ cần Ngô Bình không có yêu cầu riêng gì, thì anh đi đến đâu long vệ cũng âm thầm đi theo đến đó. Những người này nhìn thấy áo giáp long nha trên người long vệ, ánh mắt bỗng khiếp sợ, người thanh niên buột miệng nói, đây là áo giáp long nha của long nha vệ Viêm Long Quốc sao? Ngô Bình, anh cũng có mắt nhìn đấy. Người thanh niên khẽ thở dài, nói, được, chúng tôi lập tức rời đi. Hắn từng nhìn thấy hình cảnh áo giáp long nha trong sách cổ, nên biết rõ giáp này rất đáng sợ. Huống hồ bên cạnh còn có một Ngô Bình sâu không lường được. Sau khi ba người này rút lui, Ngô Bình nói, các anh canh giữ ở cửa động, không cho bất kỳ ai lại gần. Vâng. Anh đi vòng về, xuyên qua lỗ hổng trên bức tường kim loại. Sau tường là một khu vực với diện tích mấy chục trăm nghìn mét vuông, bên trong có đủ các máy móc dụng cụ mà anh chưa từng thấy, còn có các vật liệu quý được cất giữ trong tủ thủy tinh đặc biệt. Đây là phòng thí nghiệm, Ngô Bình sửng sốt, đây là phòng thực nghiệm thời đại tiên quốc sao? Anh nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Kết luận phòng thí nghiệm này chuyên để nghiên cứu linh hồn sơ sinh. Thuốc ở bên trong cũng đều liên quan đến linh hồn sơ sinh. Trong phòng thí nghiệm, có một lượng lớn các miếng ngọc, trên mỗi miếng đều ghi chép tình trạng phát triển nghiên cứu. Ngô Bình biết phòng thí nghiệm không phải chuyện nhỏ, anh hít sâu một hơi, đeo mặt nạ Hắc Thiên nói, thần Hắc Thiên, ta muốn bỏ một vật kích thước lớn vào không gian Hắc Thiên, có thể giúp được không? Phòng thí nghiệm này là một thể tích cực lớn, với sức mạnh của anh. Cũng không thể bỏ vào trong không gian Hắc Thiên được, phải cần thần Hắc Thiên giúp đỡ. Thần Hắc Thiên, có thể, yêu ma lần trước ngươi hiến tế, có thể dùng để trả cho lần giúp đỡ này. Ngô Bình nói, được, ngươi nói có thể là ok rồi. Anh lập tức đi ra ngoài bức tường kim loại, đóng cửa lại, sau đó hai tay ấn vào tường. Bỗng chốc, một luồng sức mạnh kỳ diệu, bao trùm cả phòng thí nghiệm. Mấy giây sau, toàn bộ phòng thí nghiệm đã bị rời vào trong không gian Hắc Thiên. Phòng thí nghiệm này nằm ở dưới lòng đất, sau khi nó biến mất,
khu vực mấy vạn mét vuông lập tức sụp đổ, mấy căn hầm trú ẩn xung quanh cũng sụp xuống. Đất bụi bay xung quanh, Ngô Bình vội lao ra, nói với Long Vệ, rút. Mấy phút sau, Ngô Bình quay về căn nhà ở phố Lệ Thủy. Trong nhà đang bật đèn, trước cửa có xe của Chu Thanh Nghiên đang đậu. Anh khẽ cười, chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, tay vừa đưa vào trong túi thì anh bỗng nhíu mày, nghe thấy âm thanh đàn ông nói chuyện. Cửa mở ra đã nhìn thấy Chu Thanh Nghiên và chú nhỏ Chu Truyền Anh của cô ấy. Vẻ mặt Chu Truyền Anh u ám, như đã bị thương nặng. Thấy Ngô Bình quay về, Chu Thanh Nghiên vội nói, Ngô Bình, chú nhỏ em bị người ta đánh trọng thương, anh có thể chữa được không? Ngô Bình gật đầu, có thể. Chu Truyền Anh muốn đứng dậy, Ngô Bình giữ anh ta lại, chú nhỏ không cần đứng dậy. Anh bắt mạch, nhíu mày nói, bị đả thương tâm mạch, công phu của đối phương không yếu. Chu Truyền Anh thở dài, nói ra thật mất mặt, tôi đại diện cho Đại Thiện Tự phỏng vấn một võ quán đến từ Mễ, kết quả lại bị một thiếu niên không có danh tiếng gì đánh bị thương. Tu vi Chu Truyền Anh cũng không yếu, đã là cao thủ luyện thần cảnh rồi, mà lại bị một thiếu niên đánh bị thương. Anh nói, nhân ngoại hữu nhân, vậy cũng không có gì. Nói rồi, anh dùng kim châm đả thông kim mạch cho Chu Truyền Anh, cũng cho anh ta uống một viên đan dược trị thương. Dưới y thuật trị liệu cao siêu của anh, chưa đến một giờ đồng hồ, sắc mặt Chu Triều Anh đã khôi phục hồng hào. Anh ta rất cảm kích, Ngô Bình, cậu lại cứu tôi một lần nữa. Đại ân không nói lời cảm tạ, sau này có gì cần tôi, chỉ cần mở lời là được. Ngô Bình nói, chú nhỏ khách sao rồi? Chu Truyền Anh lập tức đứng dậy, nói, vậy tôi không làm phiền mọi người nữa. Đúng rồi Thanh Nghiên, cháu có thời gian thì quay về nhà một chuyến, ông nội rất nhớ cháu đấy. Chu Thanh Nghiên bận việc làm ăn, sau khi quay về thì vẫn chưa về nhà, vội nói, biết rồi chú nhỏ. Ngô Bình, chú nhỏ, ăn bữa tối rồi hẵng đi. Chu Truyền Anh vội xua tay, không đâu, để ngày khác tôi mời cậu ăn cơm. Tiễn Chu Truyền Anh đi, Chu Thanh Nghiên nói, anh Bình, cũng may có anh ở đây, nếu không chú nhỏ em sẽ gặp nguy hiểm rồi. Ngô Bình, chuyện nhỏ. Đúng rồi, lần trước nói hợp tác với nhà họ Lãnh, mọi người đã nói chuyện với nhau chưa? Chu Thanh Nghiên gật đầu, đã nói chuyện rồi, bước đầu đã đạt được mục đích hợp tác. Nhà họ Chu có thể bán nhà máy nhôm điện phân cho nhà họ Lãnh, hai bên liên kết chặt chẽ, tương lai sản lượng nhôm điện giải hàng năm của chúng ta sẽ vượt hơn 1.600 tấn. Sau khi sáp nhập, chúng ta sẽ giữ 35% cổ phần, đối phương giữ 65%. Xí nghiệp mới sau khi sáp nhập chủ yếu nhập khẩu từ mỏ quặng ở Guinea của chúng ta. Ngô Bình gật đầu, không tệ. Hiện tại chúng ta có mỏ, có quặng, cộng thêm quy mô rộng lớn, xí nghiệp khác chắc chắn không vượt được chúng ta. Chu Thanh Nghiên, đúng vậy. Lúc trước em đã thương lượng với Lãnh Như Yên, quyết định tiếp tục mở rộng quy mô, thu mua mấy xí nghiệp nhỏ, đưa sản lượng lên 2.000 vạn tấn. Sản lượng nhôm điện phân trên toàn cầu ước chừng 7.000 vạn tấn. Nếu sản lượng có thể lên đến 2.000 vạn, vậy chúng ta sẽ là bá chủ trong ngành rồi. Ngô Bình không quá hứng thú với chuyện làm ăn, nhưng đây là sự nghiệp của Chu Thanh Nghiên, đương nhiên là anh ủng hộ, lập tức gật đầu, được, nếu em cần tiền, thì trong tay anh có. Chu Thanh Nghiên cười nói, được thôi, em để anh làm cổ đông lớn. Nói chuyện vài câu, Chu Thanh Nghiên gọi điện gọi cơm, vừa gọi điện xong thì lại nhận tiếp một cuộc điện thoại. Alo. Cô là người nhà của Chu Truyền Anh sao? Đối phương hỏi. Chu Thanh Nghiên vội nói, đúng, chú ấy là chú nhỏ của tôi, có chuyện gì vậy? Một người đàn ông trung niên bị tai nạn xe, tôi tìm được số của cô trong điện thoại anh ta. Cô mau qua đây đi. Chu Thanh Nghiên sợ hãi, chú nhỏ tôi không sao chứ? Xin lỗi, người đã chết rồi. Lời phía sau, Chu Thanh Nghiên hoàn toàn không thấy, nước mắt cô ấy tuôn rơi. Ngô Bình vội cầm lấy điện thoại. Hỏi rõ địa điểm, anh trầm giọng nói, Thanh Nghiên, đừng khóc, chúng ta qua đó xem trước đã. Chú nhỏ tu hành không thấp, không thể bị xe đụng chết được. Chu Thanh Nghiên cố sức gật đầu, Ngô Bình ôm lấy cô, hai người bay lên trời, hai phút sau đã đến nơi xảy ra sự cố. Bên đường quốc lộ, lính cứu hỏa đang dùng cưa máy cưa cửa xe này chính là xe của Chu Truyền Anh, lúc này thân xe đã hoàn toàn biến dạng, Chu Truyền Anh ở bên trong bị chèn ép nghiêm trọng, sớm đã không còn hơi thở. Ngô Bình liếc nhìn, đã 10 phút mà nhân viên cứu hỏa vẫn chưa mở được cửa xe, anh nói, xin nhường chút. Nhân viên cứu hỏa lùi xuống vài bước, nói, tôi phải mở cửa xe, như vậy mới có thể cứu được người. Nói được một nửa, lời phía sau anh ta còn chưa kịp nói ra, bởi vì Ngô Bình vươn một tay thì đã kéo được cửa xa.
Sau đó anh đưa cánh tay vào trong chống đỡ, chỉnh lại thân xe đã biến dạng, sau đó ôm lấy Chu Truyền Anh ra. Anh nhanh nhóng liếc nhìn, phát hiện huyệt thái dương của Chu Truyền Anh bị đâm kim châm. Đây có lẽ là nguyên do anh ta bị tai nạn xe. Anh bình tĩnh, ôm Chu Truyền Anh đi, Chu Thanh Nghiên vội đi theo. Hai người đến một nơi yên tĩnh, Ngô Bình vươn người nhảy lên mái nhà, sau đó vung tay, kim châm chỗ huyệt thái dương đã bay ra. Chu Thanh Nghiên cũng lên theo, cô ấy khóc nói, anh Bình, chú nhỏ của em có phải không cứu được rồi không? Ngô Bình trầm giọng nói, có anh ở đây, chú ấy không chết được. Nói rồi, anh lấy ra 81 kim châm, gần như cùng lúc đâm vào 81 huyệt vị quan trọng toàn thân Chu Truyền Anh. Chương 954, Trấn Bắc Phương. Ngô Bình vừa châm cứu vừa niệm chú, âm thanh đó vọng đi làm lưu truyền khí huyết trong cơ thể khiến tim Chu Truyền Anh bắt đầu đập trở lại, khí huyết cũng bắt đầu lưu thông và hồi phục hô hấp. Ngô Bình tiếp tục châm cứu, đồng thời kích thích năng lượng bên trong cơ thể để chữa vết thương bên trong cho anh ta. Mấy phút sau, Chu Truyền Anh từ từ mở mắt, nghi hoặc hỏi, tôi vừa bị tai nạn xe sao? Ngô Bình, đừng nói chuyện, tôi còn đang trị thương cho anh. Đúng lúc này từ phía sau lưng anh vọng tới tiếng vỗ tay, y thuật khá lắm. Chu Thanh Nghiên quay đầu lại thì nhìn thấy một gã thanh niên, đằng sau có hai thuộc hạ mặc áo đỏ đi theo xuất hiện cách đó không xa. Người thanh niên đeo một chiếc mặt nạ cười bằng bạc, ăn mặc vô cùng tùy tiện. Có điều cái mặt nạ cười kia trông vô cùng quỷ dị, khiến người ta lạnh sống lưng. Ngô Bình không quay lưng lại, tiếp tục chữa thương cho Chu Truyền Anh nhưng trong mắt anh đã thoáng hiện sự lạnh lẽo. Gã thanh niên mới đến nói, nếu tôi không nhìn nhầm thì tuyệt kỹ cậu vừa thi triển chính là cửu chuyển Diêm Vương châm trong truyền thuyết. Nghe nói phương pháp châm cứu này có thể khiến người sống chết đi, người chết sống lại. Người nắm được phương pháp này trong tay thì chẳng khác nào Diêm Vương, có thể định đoạt sự sống chết của kẻ khác. Ngô Bình lạnh lùng hỏi, anh đã trầu trực nhìn lén ở đây rất lâu rồi. Lẽ nào anh chính là kẻ ra tay? Thanh niên đeo mặt nạ cười ha hả, người này hai tiếng trước tôi đã gặp, lúc đó anh ta đã bị thương nặng. Ban nãy lại gặp lần nữa, vậy mà vết thương của anh ta đã lành lại. Tôi rất kinh ngạc, lẽ nào trên đời còn có thần y cao tay đến vậy? Cho nên, tôi đã tác động vật lý để anh ta bị thương thêm một chút nhằm dụ cậu ra. Cậu quả nhiên không làm tôi thất vọng, xuất hiện đúng như dự kiến của tôi. Chu Thanh Nghiên giận dữ quát, anh suýt giết chú trẻ của tôi chỉ vì muốn dụ anh ấy ra. Thanh niên đeo mặt nạ, đúng vậy, lẽ nào cô nghĩ còn có lý do khác? Chu Thanh Nghiên, anh không phải con người. Thanh niên đeo mặt nạ bật cười lớn, tôi vốn đã không phải con người rồi. Chu Thanh Nghiên sững người còn Ngô Bình lúc này đã chữa thương xong. Anh dìu Chu Truyền Anh dậy, nói với Long Vệ, đưa họ rời khỏi đây. Giây tiếp theo, hai Long Vệ xuất hiện đưa Chu Thanh Nghiên và Chu Truyền Anh đi khỏi đó. 10 Long Vệ còn lại thì bao vây ba kẻ mới đến. Gã thanh niên đeo mặt nạ không hề hoảng hốt, hắn cười nói, Long Vệ. Hóa ra cậu là thủ lĩnh của Thiên Long, Ngô Bình. Chậc chậc, sớm đã nghe nói Long Chủ mới rất lợi hại, ai ngờ còn là một vị thần y nữa. Ngô Bình, bớt màu mè sôi chè đi, anh dụ tôi tới đây có mục đích gì? Gã thanh niên đeo mặt nạ cười đáp, chủ nhân của tôi mắc bệnh, cần nhờ thần y như cậu ra tay. Không chữa, Ngô Bình lạnh lùng nói tiếp, cho nên chỉ cần để lại một cánh tay ở đây rồi anh có thể cút. Gã thanh niên đeo mặt nạ sững lại, cậu bảo tôi để lại một cánh tay. Còn dám bảo tôi cút. Ngô Bình, một kẻ vô cớ hại người như anh, tôi tuyệt đối không ra tay cứu chữa. Hơn nữa, đã làm việc ác thì ắt phải bị trừng phạt. Gã thanh niên như thể đang nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời. Hắn cười phá lên, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Ngô Bình lạnh lùng nói, cố mà cười đi không lát nữa lại không cười được nữa. Gã thanh niên không cười nữa. Hắn nhìn Ngô Bình chòng chọc, nói có lẽ cậu chưa biết thân phận của tôi. Ngô Bình, anh là đệ tử của Tiên Vực Vĩnh Hằng hay là thiên tài của thần Thổ Thông Thiên? Nếu không phải thì khỏi xưng danh đi. Gã thanh niên đeo mặt nạ lại sững người ra. Đệ tử của Tiên Vực Vĩnh Hằng hay là thiên tài của thần Thổ Thông Thiên đều là những sự tồn tại tối cao. Hắn ta còn chưa từng được đến đó, sao người trước mặt lại biết được cơ chứ? Gã đeo mặt nạ hình như cảm thấy rất mất mặt, đáp chủ nhân của tôi là Trấn Bắc Phương. Ngô Bình cau mày, Trấn Bắc Phương. Gã đeo mặt nạ hừ một cái, không sai. Ở biên giới phía Bắc Viêm Long có một vùng đất xung quanh có kết giới, người phàm không thể nào tìm thấy. Đó là vùng đất mà chủ nhân của tôi được phong. Sau khi lập quốc, chủ nhân của tôi lập công lớn nên được phong làm Trấn Bắc Phương,
vĩnh viễn trấn thủ biên cương phía Bắc. Ngô Bình cảm thấy rất kinh ngạc, thời đại nào rồi mà còn phong vương phong hầu. Gã đeo mặt nạ nói tiếp, cậu không biết cũng bình thường thôi. Sau khi được phong vương, họ yêu cầu chúng tôi phải đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài, cho nên hiện giờ không còn nhiều người biết tới trấn Bắc Phương nữa. Ngô Bình, vùng đất trấn Bắc Phương được phong cho rộng bao nhiêu? Gã đeo mặt nạ, khoảng 150 km vuông. Long chủ, hiện giờ cậu còn muốn đòi một cánh tay của tôi không? Ngô Bình, tôi đổi ý rồi. Gã đeo mặt nạ mỉm cười, Long chủ quả là người khôn khéo. Ngô Bình nói tiếp, giờ tôi muốn anh để lại cả hai cánh tay. Gã đeo mặt nạ điên tiết, Long chủ, cậu muốn trở thành kẻ thù của Trấn Bắc Phương sao? Ngô Bình cười lạnh, Trấn Bắc Phương gì chứ, chẳng qua là một lão già bị giam lỏng ở nơi khỉ ho cò gáy. Có vậy mà cũng đòi làm vương làm tướng. Gã đeo mặt nạ giờ đã giận điên người, lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ, bắt hắn lại. Hai người đàn ông áo đỏ bên cạnh hắn đột nhiên biến thành hai ngọn gió âm lao về phía Ngô Bình. Ngô Bình sớm đã nhận ra ba kẻ này đều không phải người mà chỉ là con rối bị tà ma nhập vào điều khiển cơ thể. Người thực sự đang hành động và nói chuyện chính là tà ma. Ngô Bình hừ lạnh, thi triển thần nhạc trấn yêu thức. Hư ảnh của núi thần đè xuống hai ngọn gió âm kia. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tà ma kia biến thành cho bụi. Gã đeo mặt nạ kinh ngạc, chiêu thức quái quỷ gì vậy? Ngô Bình lạnh lùng ra lệnh, quỳ xuống. Gã đeo mặt nạ đã hoảng, bất giác muốn quỳ sụp xuống. Hắn thất kinh, nói, Long chủ, trước khi động tới tôi thì tốt nhất hay nghĩ đến hậu quả. Ngô Bình đưa tay lột mặt nạ của hắn, bên dưới mặt nạ là một khoảng không đen ngòm, kẻ này chỉ là một bộ da người, bên dưới không có gì cả. Gã thanh niên kêu to một tiếng, từ mặt bốc lên một làn khói xanh, định bay lên không trung chạy trốn. Ngô Bình đưa tay giữ hắn lại rồi ném luôn vào lò luyện minh thần. Một giây sau, tà ma này đã bị luyện hóa, lò luyện minh thần nhả ra mấy chục viên đan sinh mệnh. Sau khi tiêu diệt ba kẻ này, Ngô Bình gọi điện cho Kim Huyền Bạch. Thần tướng, chú có biết Trấn Bắc Phương không? Kim Huyền Bạch trầm ngâm vài giây rồi hỏi, cậu đã gặp người của phủ Trấn Bắc Phương sao? Ngô Bình, đúng vậy. Kim Huyền Bạch, nếu có thời gian, cậu hãy đi một chuyến đến đảo Thanh Long. Ngô Bình, được, cháu sẽ đến ngay. Ngô Bình nói với Chu Thanh Nhiên một tiếng rồi bay về phía đảo Thanh Long. Hiện giờ anh bay rất nhanh, chưa tới một tiếng đã lên đến đảo. Anh vừa hạ cánh thì binh sĩ của Kim Huyền Bạch đã vây lấy anh. Bái kiến tả thần tướng. Sau đó có người vội vã chạy vào trong bẩm báo với Kim Huyền Bạch. Khi Ngô Bình vào tới nơi, Kim Huyền Bạch đang cầm bút vẽ tranh. Ông ấy chẳng ngẩng đầu lên mà nói luôn, khoảng cách xa như vậy mà chưa tới 45 phút đã tới. Xem ra tu vi của cậu đã tăng lên rất nhiều. Ngô Bình, là do cháu vừa luyện thành một loại pháp thuật mà thôi. Kim Huyền Bạch sáng mắt lên, ngẩng đầu nhìn Ngô Bình, không tệ. Ở cảnh giới nhân tiên mà tu luyện được pháp thuật thì cậu là người đầu tiên. Ngô Bình đi chuyến này, mục đích chủ yếu là để nghe ngóng thông tin về Trấn Bắc Phương. Anh hỏi, thần tướng, Trấn Bắc Phương này rốt cuộc là ai? Kim Huyền Bạch trầm ngâm một lát rồi đáp. Tà ma nói trắng ra chính là âm linh bị dị hóa. Âm linh hút được năng lượng trong trời đất sẽ dẫn tới quá trình dị hóa. Có một số thành tà ma, một số chọn con đường khác, ví dụ như Trấn Bắc Phương này. Chương 955, tả thần tướng hung hãn nhất lịch sử. Ông ấy nói với Ngô Bình, năm đó Trấn Bắc Phương là một âm linh vô cùng mạnh. Sau khi ông ta được người đời thờ phụng, hương hỏa thì còn mạnh hơn nữa, trở thành công thần lập quốc và được phong là vương gia trấn thủ biên ải phía Bắc. Trấn Bắc Phương này vô cùng thủ đoạn, trong thời kỳ nội chiến, ông ta đã thu nhận và nuôi dưỡng mấy triệu âm linh trở thành binh lính cho mình. Đương nhiên, thế lực lớn như vậy sẽ khiến bên trên phải e sợ. Cho nên, Trấn Bắc Phương ngoài mặt thì được tiếng là trấn thủ biên cương phía Bắc nhưng thực ra chẳng khác nào bị lưu đày đến nơi khỉ ho cỏ gáy đó. Hơn nữa, ông ta còn không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngô Bình, thì ra là vậy. Kim Huyền Bạch, năm xưa Trấn Bắc Phương nghe lệnh triều đình là bởi trong triều có một người giữ lá bùa bản mệnh của ông ta. Nếu như ông ta dám làm phản thì người đó chỉ cần niệm chú là đủ khiến ông ta tan thành cho bụi. Ngô Bình nói, cháu vừa gặp một kẻ đeo mặt nạ. Hắn là tà ma, hắn còn yêu cầu cháu tới chữa bệnh cho Trấn Bắc Phương. Kim Huyền Bạch cười đáp, chữa bệnh cho Trấn Bắc Phương. Bọn chúng đến tìm cậu vốn là để trừ khử cậu, theo như tôi được biết. Người giữ lá bùa trấn áp Trấn Bắc Phương đã yếu rồi, không còn sống được bao lâu.
Một khi người đó chết đi thì trên thế gian này không ai ngăn được ông ta. Ngô Bình nheo mắt lại, cho nên thực ra ông ta muốn giết cháu. Kim Huyền Bạch, 80% là vậy. Ngô Bình, thần tướng, người giữ lá bùa đó là ai? Cháu có nên cứu người đó không? Kim Huyền Bạch, có cứu hay không do cậu quyết định. Nhưng tôi nhắc nhở cậu một câu, người này có mệnh cách đặc biệt. Phàm là người thân thiết với ông ấy thì kết cục sẽ rất bi thảm. Cho nên, giờ ông ấy đang sống cô độc những năm cuối đời. Ngô Bình, ồ, là mệnh thiên sát cô tinh sao? Kim Huyền Bạch, không sai, có điều năm xưa ông ấy là danh tướng thời đánh Đông Doanh, chiến công lừng lẫy. Ngô Bình hỏi, phải làm thế nào để liên lạc với ông ấy? Kim Huyền Bạch nhìn anh, hỏi, vậy là cậu quyết định sẽ cứu ông ấy? Ngô Bình, một anh hùng như vậy, cháu đương nhiên phải giúp. Kim Huyền Bạch gật đầu, vậy được. Kim Huyền Bạch viết địa chỉ lên một tờ giấy rồi đưa cho Ngô Bình, nói, ông ấy sống một mình, xung quanh có vài người âm thầm bảo vệ. Sau khi cậu đi, không được gây sự với những người bảo vệ, phải nhanh chóng làm rõ thân phận của cậu. Ngô Bình, cháu đã hiểu. Kim Huyền Bạch nói chuyện với anh thêm một lát rồi Ngô Bình đi gặp các tướng sĩ. Anh đem rượu ngon ra uống cùng họ. Mọi người uống đến tận đêm khuya. Trời tang tảng sáng, đột nhiên có một vết nứt trong không gian, tà ma lại tới xâm lược. Ngô Bình trong người vẫn còn hơi men, anh gầm lên giận dữ rồi lao thẳng vào vết nứt trong không gian. Tất cả mọi người bao gồm cả Kim Huyền Bạch đều sững sờ. Nhưng khi họ kịp phản ứng lại thì Ngô Bình đã lao vào khe nứt rồi. Tả thần tướng lao vào địa bàn của tà ma ư, có người chưa hết bàng hoàng hỏi. Anh không nhìn nhầm đâu, tả thần tướng lao vào trong đó rồi. Ngô Bình không say, mắt thấu thị của anh có thể nhìn thấy tình hình đằng sau khe nứt. Đó là sa mạc Gobi hoang vu lạnh lẽo, một đám tà ma vũ trang đầy đủ đang chuẩn bị tấn công đảo Thanh Long. Sau khi lao vào trong khe nứt, anh liền ném lò luyện minh thần lên mặt đất. Ngô Bình gầm lên một tiếng, hai tay đã đầy thần lực, lao vào quân đội tà ma cũng đang sững sờ không kém kia. Tướng quân tiên phong của đám tà ma nổi giận, thét lên một tiếng rồi cũng lao về phía Ngô Bình. Thường thì quân tiên phong vô cùng mạnh, nhưng Ngô Bình chỉ một chưởng là đánh gục cao thủ tà ma này rồi ném hắn vào trong lò luyện minh thần. Đột nhiên, lò luyện minh thần khẽ rung rinh rồi phun ra hơn 200 viên đan sinh mệnh. Ngô Bình thu lấy đan dược, hai mắt sáng lên rồi tiếp tục tiêu diệt những tà ma ở lân cận. Hôm nay anh sẽ đổ sát đám đồ ma này để luyện thành đan dược. Trên người anh đầy lực thiên nguyên, đồng thời thi triển giảo hồn tiễn. Tất cả đám tà ma xung quanh anh từng tên một bị ném vào lò luyện minh thần, luyện thành đan sinh mệnh. Anh dùng toàn bộ sức lực, không hề giữ lại chút nào. Một khi tiêu hao hết toàn bộ sức lực thì anh sẽ dùng một lượng lớn đan sinh mệnh. Ngô Bình lúc này trông chẳng khác nào một con ác thú trong lớp vỏ da người, liên tục chém giết khiến đám tà ma vội vã lùi về sau. Tướng sĩ bên dưới thấy Ngô Bình đi vào trong khe nứt hơn 10 phút vẫn chưa quay lại nên ai cũng lo lắng. Chu Thiên Cương bước lên phía trước, nói, thần tướng, chúng ta có cần vào đó cứu cậu ấy không? Kim Huyền Bạch mặt không cảm xúc, đáp, không cần, cậu ấy đã dám lao vào đó thì chắc chắn là có cách để tự ra được. Lúc này, Ngô Bình hung hãn đến mức lấy ra hai lá bùa băng bạo. Một khi lấy ra bùa này, tất cả sinh linh trong khoảng từ 10 đến 100 mét vuông đều phải bỏ mạng. Cho dù là chân quân thì trong thời gian ngắn cũng không thể nào thoát thân. Hai luồng khí lạnh ập tới, tạo thành thế hình cánh quạt trùm lên đám tà ma. Cùng với đó, một luồng ánh sáng trắng vụt qua, đại đa số tà ma đều chết cóng tại chỗ. Có một số tà ma mạnh hơn thì cũng tạm thời bị đóng băng, không thể cử động. Có điều, trong đám tà ma đó cũng có những con rất mạnh. Chúng gào thét liên hồi rồi lập tức lao về phía Ngô Bình. Ngô Bình giơ tay lên, hàng trăm cây châm băng phách thần quang bay ra, bắn vào đám tà ma. Bốn đám tà ma này đã bị đóng băng cục bộ rồi, giờ lại chúng phải thần châm nên đều đứng đơ ra tại chỗ không thể tiến lên. Ngô Bình lấy ra súng huyết liêm, khẩu súng lóe sáng, một vệt súng khí dài hàng chục mét quét qua đám tà ma khiến hàng chục tà ma đổ rạp xuống. Ngô Bình lập tức tóm lấy chúng, ném vào lò luyện minh thần. Lò luyện minh thần không ngừng nhả ra đan sinh mệnh. Sau đó Ngô Bình dùng thần niệm điều khiển để những viên đan này bay vào trong túi anh. Ngô Bình còn đang định tiếp tục luyện đan thì đột nhiên anh cảm nhận được một khí tức kinh hoàng có khả năng đe dọa tới tính mạng của mình đang tới gần. Anh lập tức nhặt lấy lò luyện minh thần, không nói hai lời chạy ra khỏi khe nứt. Lúc này, anh đã vào bên trong khe nứt được hơn 30 phút rồi. Thấy anh trở ra, binh sĩ ở bên dưới hò reo vang dội.
Lần đầu tiên họ thấy có người dám lao vào địa bàn của tà ma để tiêu diệt cả quân đội tà ma như vậy. Ngô Bình không những vào được bên trong mà còn sống sót trở ra. Quả đúng là dũng sĩ có 102 trong lịch sử. Ngô Bình đáp xuống mặt đất mà trong lòng không khỏi than thở vì tiếc. Anh nhìn qua một lượt, ban nãy anh thu thập được tổng 10.300 viên đan sinh mệnh. Nếu cho anh thêm chút thời gian thì ít nhất anh có thể luyện được tổng cộng 100.000 viên đan. Đúng lúc này, khe nứt khép lại, đám đông kinh ngạc hò reo. Tả thần tướng quá dữ, bọn tà ma sợ đến nỗi không dám chui ra. Kim Huyền Bạch cười nói, được lắm, lần này tôi sẽ ghi công lớn cho cậu. Ngô Bình mỉm cười đáp, thần tướng, tà ma đã rút lui rồi, cháu xin cáo từ trước. Kim Huyền Bạch gật đầu, đi đi. Ngô Bình tạm biệt mọi người rồi quay lại Thạch Thành. Khi anh về tới căn nhà trên phố Lệ Thủy, Chu Thanh Nhiên đã đi ngủ rồi. Ngô Bình không gọi cô dậy mà sang một phòng khác ngồi thiền. Sáng sớm hôm sau, Ngô Bình đi mua đồ ăn sáng rồi gọi Chu Thanh Nhiên dậy ăn. Lúc ăn sáng, anh nói, Thanh Nhiên, lát nữa anh sẽ tới nhà anh ba Từ Quý Phi để chúc thọ, em cũng đi cùng nhé. Chu Thanh Nhiên cũng quen biết Từ Quý Phi nên gật đầu, cười đáp được, có điều, em nên tặng quà gì bây giờ? Ngô Bình, không cần cầu kỳ như vậy, hai chúng ta tặng chung một món quà là được rồi. Ăn sáng xong, Ngô Bình lái chiếc xe của Chu Thanh Nhiên tới nhà họ Từ chúc thọ. Xe vừa tới thì đằng trước nhà họ Từ đã đỗ đầy xe, không còn chỗ đỗ xe nữa. Chu Thanh Nhiên định bảo Ngô Bình xuống xe trước để cô đi tìm chỗ đỗ xe. Ngô Bình cười đáp, không cần đâu, bên đó có một cái bục, anh đỗ xe lên đó là được. Chu Thanh Nhiên nghe lời Ngô Bình xuống xe trước, cô liếc nhìn cái bục mà Ngô Bình nói, nó cao hơn mặt đất khoảng nửa mét, vốn dĩ ban đầu để đặt máy biến áp. Sau này cái máy biến áp bị hỏng nên để lại cái bục không, vừa đẹp để đỗ một chiếc ô tô. Chu Thanh Nhiên cười nói, xe của em nặng 2 tấn, anh có vác nổi không đấy? Ngô Bình liếc trái liếc phải, thấy không có ai chú ý liền thò tay qua gầm xe. Chiếc xe bay lên, sau đó nhẹ nhàng hạ cánh trên bục thẳng tắp, không vặn vẹo một ly. Chương 956, tiệc mừng thọ nhà họ Từ. Chu Thanh Nhiên vỗ tay hoan hô, quá đỉnh. Ngô Bình cười đáp, chúng ta vào trong đi, buổi tiệc hôm nay chắc sẽ náo nhiệt lắm đây. Ở trước cửa nhà, Từ Quý Phi và cháu trai Từ Khắc Mẫn đang đứng tiếp khách. Nhìn thấy Ngô Bình, Từ Quý Phi nhanh chóng rảo bước tới đón anh. Ông ấy cười nói, em trai, cuối cùng chú cũng tới rồi. Ngô Bình cười đáp, anh ba, có chuyện gì lát nữa chúng ta nói. Giờ em vào chào ông cụ nhà anh đã. Từ Quý Phi gật đầu, được. Từ Quý Phi đi trước dẫn Ngô Bình vào thẳng trong phòng khách. Ông cụ Từ ngồi ở giữa phòng khách nhận lời chúc từ khách khứa. Bố Từ Quý Phi đương nhiên vẫn còn nhớ Ngô Bình bởi trước đây từng được anh cứu mạng. Ông cụ nắm chặt lấy tay anh, cười nói, Ngô Bình, cháu đến được thế này tốt quá. Ngô Bình cười đáp, bác Từ, cháu cũng không có món quà quý giá nào, chỉ có đan dược cháu tự luyện này, mong bác nhận lấy. Ông cụ Từ nhận lấy hộp đan dược rồi mở ra xem, bên trong có 3 viên đan, mùi thơm bay vào mũi. Ông ấy cười nói, tiểu Ngô, đây là đan dược gì vậy? Ngô Bình đáp, đây là đan sinh mệnh, uống vào có thể sống lâu trăm tuổi, cũng sẽ giúp con người trẻ ra. Ha ha, đúng là có tài bốc phét không chớp mắt, đột nhiên một giọng nữ vang lên châm chọc. Ngô Bình quay đầu sang thì nhìn thấy một cô gái chừng 20 tuổi vẻ mặt giễu cợt, rõ ràng là đang nói đều anh. Chu Thanh Nhiên biết viên đan dược này rất quý giá, cô cau mày lại, nói, người thiếu hiểu biết còn đáng sợ hơn cả người khoác lác. Cô gái kia nghe Chu Thanh Nhiên đả kích mình lập tức nhướng mày lên, hỏi cô nói tôi thiếu hiểu biết. Chu Thanh Nhiên, lẽ nào không đúng? Đối với việc mình không hiểu rõ mà lại buông lời bình luận vô căn cứ không phải thiếu hiểu biết thì là gì? Cô gái kia tức điên lên, dám nói tôi như vậy, cô biết tôi là ai không? Thanh Nhiên đứng bên cạnh cô gái này hừ một cái, nói cô Hàn Thu là cố vấn cao cấp của Viện Nghiên cứu Lai tại nước Mễ, cũng là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu vòng đời của con người. Cô ấy nói các người đang khoác lác thì đương nhiên là đúng. Ngô Bình không có hứng thú cãi nhau với người không quen biết tự nhiên nhảy ra gây sự với anh thế này. Anh ra hiệu bảo Chu Thanh Nhiên không cần để ý, mỉm cười nói với ông cụ Từ, bác Từ, thuốc này trước khi đi ngủ uống một viên. Còn nữa, cứ cách 2 năm bác hãy uống một viên. Ông cụ Từ đương nhiên biết thuốc của Ngô Bình vô cùng lợi hại. Ông ấy ha ha cười đáp, tiểu Ngô, ông già này cảm ơn cháu nhé. Sau đó, Từ Quý Phi mời Ngô Bình vào trong một gian phòng nhỏ ngồi chơi. Có nhiều kiểu khách khứa khác nhau,
có những người chỉ tới tặng quà xong là lập tức rời đi ngay vì họ không đủ tầm cỡ để được vào gặp ông cụ Từ. Có một số người chỉ vào trong chúc một câu, nói thêm đôi câu chuyện phiếm rồi đi. Còn một số người khác khá có địa vị xã hội thì mới được ở lại dùng tiệc, nhưng những người này cũng chỉ được ngồi bên ngoài phòng khách chung. Còn gian phòng riêng như thế này được Từ Quý Phi chuẩn bị để tiếp đón khách quý. Cả tỉnh này không tới 10 người được ngồi trong căn phòng đó. Khi Ngô Bình và Chu Thanh Nhiên đi vào căn phòng thì bên trong đã có 5 người đang ngồi. Một trẻ em và 4 người lớn. Ngô Bình không quen những người này, anh chỉ khẽ gật đầu chào họ rồi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa. Có người phục vụ bưng trà và điểm tâm lên, Ngô Bình lấy từ trong người ra một loại quả đưa cho Chu Thanh Nhiên. Đó chính là quả của cây hòe, ăn vào vô cùng bổ dưỡng. Chu Thanh Nhiên cắn một miếng, mùi hương thơm của quả đưa vào mũi. Một cô bé hơn 4 tuổi trông rất đáng yêu ngửi thấy mùi thơm, lập tức đi tới trước mặt Ngô Bình, tò mò nhìn loại quả kỳ lạ này. Chú ơi, đây là quả gì vậy? Mùi thơm quá, cháu chưa được thấy bao giờ. Ngô Bình cười đáp, là quả dại nhà chú trồng. Ngô Bình thấy cô bé ngày ngoan ngoãn đáng yêu nên cũng lấy ra một quả đưa cho cô bé. Anh cười nói, cho cháu này. Hai người lớn trong căn phòng đó đang nói chuyện, nhìn thấy Ngô Bình đưa quả cho cô bé thì một người phụ nữ trông có vẻ giàu có khoảng 30 tuổi mặt lạnh như băng, quát Linh Nhi, ra đây ngay. Cô bé hình như rất sợ người phụ nữ này, lập tức cúi đầu đi về phía đó. Người phụ nữ kia trách mắng, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, không được ăn đồ người lạ đưa cho. Nói rồi chị ta giật lấy quả trên tay đứa bé ném xuống đất. Quả hòe rơi xuống đất, lăn vài vòng tới chỗ chân của một ông cụ. Cô bé vẻ mặt vô cùng buồn bã, hai mắt ngấn ngấn nước nhưng không dám khóc to lên. Bên cạnh ông cụ ban nãy có một cậu thanh niên. Cậu thanh niên nhìn thấy quả hòe liền lập tức nhặt lên ngửi thử sau đó mắt sáng lên. Cậu ta đưa quả hòe cho ông cụ rồi nói, ông nội, dược tính của loại quả này rất kỳ diệu, là linh quả sao? Ông cụ kia đón lấy quả hòe quan sát một lát rồi đáp, ông cũng không rõ, nhưng chắc chắn đây là dược liệu vô giá. Ông cụ đứng lên, đi tới trước mặt Ngô Bình rồi chắp tay chào, chàng trai trẻ, hân hạnh được gặp cậu. Ngô Bình cũng đứng dậy đáp lễ, ông khách sáo rồi. Ông cụ cười nói, chàng trai trẻ, quả này của cậu từ đâu mà có vậy? Loại quả này thực ra cũng chưa có tên chính thức, có điều vì có người hỏi nên Ngô Bình không thể đáp rằng không biết. Anh liền đáp, đây là quả thần hình, có tác dụng luyện hình, luyện thần. Công dụng của nó còn tốt hơn cả long hổ luyện hình đan và nguyên thần đan. Ông cụ kinh ngạc, còn tốt hơn cả đan dược sao? Quả đúng là báu vật. Nói rồi, ông ấy vội dùng hai tay đưa lại quả hòe cho Ngô Bình. Ngô Bình nhận lấy quả hòe, đáp, ông cụ, nếu ông đã nhặt được nó thì quả này tôi xin tặng lại cho ông. Giờ ông dùng luôn cũng được. Ông cụ mừng rỡ đáp, cậu tặng cho tôi thật sao? Món quà này quá quý giá. Ngô Bình, không sao cả, vốn tôi đã định tặng nó cho người khác rồi. Người phụ nữ ban nãy và người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh chị ta sững người. Sau đó, người đàn ông này đứng dậy hỏi ông cụ, ông ơi, đây là bảo vật sao? Ông cụ gật đầu, là báu vật hiếm thấy, nếu người bình thường ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, không ốm đau bệnh tật. Người đàn ông kia lườm người phụ nữ ban nãy một cái như thể trách mắng chị ta ném quả quý xuống đất. Sau đó ông ta đi tới trước mặt Ngô Bình, chắp tay cười nói, xin hỏi tiên sinh có còn loại quả thần hình này không? Ngô Bình khá bực mình vì hành động của người phụ nữ, quá bất lịch sự. Không có ấn tượng tốt với người phụ nữ nên đương nhiên cũng không nể nang gì chồng chị ta. Anh thản nhiên đáp, không còn. Người đàn ông trung niên sững lại mốt nhịp, sau đó lại chắp tay nói, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lưu Kính Đường, hiện đang kinh doanh dược phẩm. Ban nãy là vợ tôi bất lịch sự. Mong tiên sinh lượng thứ. Ngô Bình chỉ một cái rồi không nói gì nữa. Thấy Ngô Bình không thèm đếm xỉa đến mình, Lưu Kính Đường cũng chán chường lắc đầu đi về chỗ. Ông cụ ban nãy ngồi xuống đối diện trò chuyện với Ngô Bình. Nói chuyện vài câu mới biết ông cụ này họ Hàn, là một chuyên gia dưỡng sinh. Dòng họ nhà ông ấy trước nay cũng có không ít danh y. Ông cụ Hàn rất có danh tiếng, chuyên giúp giới nhà giàu và các chính trị gia chăm sóc sức khỏe. Lúc này, có một nam một nữ bước vào phòng, chính là đôi nam nữ Ngô Bình đã gặp ở phòng khách ban nãy. Cô gái kia vừa bước vào, ông cụ Hàn đã mỉm cười nói, Thu Nhi, cháu đến đúng lúc lắm. Để ông giới thiệu một chút, vị này là Ngô Thần Y. Hàn Thu nhìn thấy Ngô Bình thì sững lại, sau đó lập tức cười lạnh nói, anh lừa bác Từ thì cũng thôi đi, giờ còn dám lừa cả ông nội tôi. Anh to gan thật đấy.
Chương 957, cứu vật, vật trả ơn. Ông cụ Hàn nghe Hàn Thu nói vậy thì vội vã mắng, im miệng. Ngô thần y là tông sư y đạo đích thực, cháu không được hốn. Hàn Thu nghe ông mắng thì dậm chân, nói, ông nội, ông có biết ban nãy anh ta tặng gì cho bác tử không? Anh ta tặng đan dược, còn nói sau khi dùng thứ đó thì có thể trẻ ra. Ha ha, đúng là nực cười, nếu trên đời có loại đan dược như vậy thì không phải người có tiền sẽ bất tử hết hay sao? Ông cụ Hàn nghe xong thì cũng sững lại, sau đó nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt nghi hoặc. Chu Thanh Nhiên lạnh lùng nói, ếch ngồi đáy giếng, cô không hiểu cũng là bình thường thôi. Hàn Thu giận dữ, cô nói ai là ếch ngồi đáy giếng. Lúc này, một con chó già lảo đảo đi vào. Đó là một con chó lai sói màu đen, da và lông nó không còn bóng mượt, bước đi không vững, đôi mắt mở đục. Chú chó này đã sống 16 năm rồi. Từ khi nó còn là một chú cún con bú sữa mẹ thì đã ở nhà họ Từ. Hồi nhỏ Từ Khắc Mẫn rơi xuống ao, chính chú chó này đã cứu anh ta lên. Có một lần có hỏa hoạn, chú chó này đã phát hiện ra và đánh thức những người trong nhà đang ngủ dậy. Vì vậy, người nhà họ Từ ai cũng yêu quý, coi nó như một thành viên trong gia đình. Nhưng tuổi thọ của chó có hạn, nó sống 16 năm cũng chẳng khác gì một người sống tới 90 tuổi gần đất xa trời. Chú chó này lúc đi qua, đột nhiên quay sang, khẽ gật đầu chào Ngô Bình. Lúc trước khi ông chủ của nó bị bệnh nặng, chú chó này đã túc trực bên cạnh. Nó rất thông minh, biết Ngô Bình đã cứu sống chủ nhân mình nên rất biết ơn anh. Ngô Bình từ nhỏ đã yêu quý loài động vật trung thành này. Chú chó nhà họ Từ thực ra thuộc dòng khuyển khác với chó nhà thông thường, bởi chân nó có tới 20 vuốt, khác với chó nhà thông thường chỉ có 18 vuốt ở chân. Thấy được tình cảm giống như con người trong mắt chú chó này, Ngô Bình không khỏi động lòng. Anh vẫy tay gọi, hổ đen. Chú chó này tên là hổ đen. Nó chậm rãi đi tới chỗ Ngô Bình rồi ngẩng đầu lên. Ngô Bình mỉm cười, lấy ra một viên đan sinh mệnh, đặt vào trong miệng nó rồi nói, nuốt đi. Hổ đen ngửi thấy mùi thơm của đan dược nên không hề do dự mà nuốt luôn. Đan sinh mệnh vừa đi vào dạ dày thì bắt đầu tỏa ra khí tức của sự sống rồi khí tức này tản ra, đi vào từng tế bào trên người hổ đen. Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào hổ đen. Hàn Thu cười lạnh, không phải anh nói đó là đan dược thần kỳ sao? Thế mà lại cho chó ăn, đúng là nực cười. Chu Thanh Nhiên vô cùng ghét người phụ nữ này. Cô không cho phép người khác khinh miệt người đàn ông của mình. Cô lạnh lùng nói, người thầy thuốc không có tâm thì sẽ không nhìn thấy nỗi đau của vạn vật. Hàn Thu định lên tiếng phản bác nhưng chợt nhìn thấy hổ đen ban nãy yếu ớt như sắp chút hơi thở cuối cùng giờ dần dần đứng thẳng lên. Da và lông của nó dần trở nên bóng mượt, đôi mắt cũng không còn mở đục. Hai cái tai vểnh lên, di chuyển linh hoạt nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Gâu, hổ đen sủa lên một tiếng, cọ cọ vào chân Ngô Bình vô cùng gần gũi. Ngô Bình xoa đầu nó, cười nói, đi chơi đi. Hổ đen nhìn Ngô Bình bằng đôi mắt biết ơn, sau đó lao ra phòng khách như tên bắn. Hiện giờ nó đã khôi phục thể lực, cần đem tin tốt này báo với chủ nhân ngay lập tức. Mọi người đều kinh ngạc, một chú chó sắp chết ăn đan dược xong lại chạy nhảy như thường. Quả là quá thần kỳ. Hàn Thu cũng vô cùng sửng sốt, vội vã nói, Ngô tiên sinh, anh còn loại đan dược này không? Chu Thanh Nhiên lạnh lùng đáp, không còn. Ông cụ Hàn nhận ra Chu Thanh Nhiên đang giận cháu gái mình nên vội vã trách mắng, Hàn Thu, xin lỗi Ngô thần y ngay. Pha đảo ngược tình thế này đến quá nhanh khiến Hàn Thu có chút sững sờ, nhưng cô ta lập tức nói, ông nội, đó chắc chắn là một loại thuốc kích thích. Có điều rồi đâu lại vào đấy thôi, đây chỉ là thủ đoạn lừa đảo. Cô ta nói xong, cặp vợ chồng ban nãy thấy cũng có lý. Người đàn ông trung niên gật đầu nói, đúng vậy, tôi nghe nói có một số loại thuốc có thể giúp sinh lực dồi dào trong thời gian ngắn. Nhưng một khi hết dược lực thì người sử dụng thuốc đó cũng coi như tới số. Chu Thanh Nhiên thấy đám người này vẫn cố chấp như vậy thì cũng cạn lời. Cô cũng chẳng muốn cãi nhau với họ, chỉ quay sang Ngô Bình hỏi, chồng à, anh còn loại quả nào nữa không? Ngô Bình lấy ra một quả đào tiên. Đào tiên không chỉ có dược lực thần kỳ mà hương vị cũng thơm ngon tuyệt hảo. Chu Thanh Nhiên đón lấy, cắn một miếng rồi cười nói, ngon quá. Ngô Bình vừa lấy đào ra thì mùi thơm đã tỏa ra tứ phía khiến những người xung quanh đều trợn tròn mắt. Ông cụ Hàn ngồi gần đó chỉ ngửi mùi thơm cũng cảm thấy tinh thần vô cùng thư thái. Mắt ông ấy sáng lên rồi kinh ngạc hỏi, Ngô tiên sinh, đây là giống đào gì vậy? Ngô Bình đáp, đào tiên. Hàn Thu bĩu môi, đào tiên. Thật nực cười. Ông cụ Hàn tức quá, quát lên, đi ra ngoài ngay.
Hàn Thu chưa bao giờ thấy ông nội giận dữ như vậy nên vô cùng sợ hãi, mắt đỏ hoe rơm rớm nước mắt bỏ ra ngoài. Đúng lúc này, hổ đen lại chạy vào, có thể nhận ra nó đang rất vui. Miệng nó ngậm một khúc xương màu vàng, bên trên còn đang giỏ nước xuống rồi dâng lên cho Ngô Bình như dâng một báu vật. Ngô Bình nhận lấy khúc xương, cảm thấy nó nặng hơn xương bình thường rất nhiều, bên trên còn có phù văn tiên thiên. Vừa cầm lên Ngô Bình đã biết không phải thứ tầm thường. Mắt anh sáng lên, hỏi, hổ đen, mày lấy đâu ra thứ này vậy? Hổ đen vẫy vẫy đuôi, sủa một tiếng rồi chạy ra ngoài. Ngô Bình vội vã đuổi theo, Chu Thanh Nhiên cũng theo sát đằng sau. Những người còn lại sững ra vài giây rồi cũng chạy theo sau hóng hớt. Hổ đen chạy tới bên một chiếc hồ nhân tạo, sau đó quay về phía hồ sủa vài tiếng. Ngô Bình hiểu ý, biết hổ đen vớt được khúc xương từ cái hồ này. Cả đoàn người chạy tới chỗ cái hồ này đã khiến người nhà họ Từ để ý. Từ Khắc Mẫn vội vã bước tới, cười hỏi, chú nhỏ, sao chú không vào trong nhà ngồi chơi? Ngô Bình hỏi, Khắc Mẫn, cái hồ này được đào từ khi nào vậy? Từ Khắc Mẫn cười đáp, khu vườn này là do một viên quan từ thời Nguyên xây dựng nên. Sau đó đã qua nhiều lần đổi chủ, các chủ nhân sau đó đều là những thương gia giàu có thời Minh, Thanh. Sau này, ông nội cháu đã mua lại nơi này và sử dụng đến tận bây giờ. Cái hồ này trước nay vẫn ở đó, hình như nó được đào từ thời nhà Minh. Ngô Bình, ồ, vậy chủ nhân của nơi này dưới thời nhà Minh tên là gì vậy? Từ Khắc Mẫn nghĩ ngợi một lát rồi đáp, hình như là Trương Ngọc. Nghe nói người này từng được phong làm vương gia, về sau chết trên chiến trường. Ngô Bình gật đầu, sau đó mở mắt thấu thị nhìn xuống lòng hồ. Anh phát hiện ra ở đáy hồ có một cái dương lớn. Trải qua bao nhiêu năm tháng, cái dương đã bị bùn đất làm han rỉ, hoen ố phần nắp, để lộ ra vật bên trong là những khúc xương màu vàng. Khúc xương hổ đen đưa cho anh chắc chắn từ cái dương này mà ra. Loại xương này gọi là xương thần, có thể cho vào thuốc, bên trong có thần lực. Có điều xương thần này cực quý hiếm nên không nhiều người biết đến nó. Còn số người biết dùng nó để luyện thành thuốc thì càng hiếm hơn nữa. Xem xong, Ngô Bình nói, Khắc Mẫn, giúp tôi gọi anh ba tới đây. Từ Khắc Mẫn gật đầu rồi lập tức đi gọi Từ Quý Phi đến. Ông cụ Hàn lúc này cũng đang đứng hóng chuyện. Ông ấy nhìn khúc xương màu vàng trong tay Ngô Bình rồi hỏi, Ngô tiên sinh, xin được thỉnh giáo một chút. Đây là xương của loài động vật nào vậy? Ngô Bình, tôi chưa rõ. Có điều tôi cảm thấy nó không hề tầm thường. Ngô Bình đương nhiên không nói thật tất cả những gì mình biết vì anh không cần thiết phải làm vậy. Từ Quý Phi nhanh chóng đi tới nơi, cười hỏi, em trai, có chuyện gì vậy? Chương 958, dương đựng xương thần. Ngô Bình, ở dưới đáy hồ này có một chiếc dương đựng đầy xương. Xương này có thể dùng làm thuốc, em muốn vớt nó lên. Từ Quý Phi cười đáp, không vấn đề gì, để anh đi gọi người. Ngô Bình xua tay, không cần đâu. Anh vươn tay ra rồi nắm lại, mặt nước đột nhiên xoay chuyển. Dòng nước cuốn cho chiếc dương nổi dần lên rồi bay lên khỏi mặt nước. Ngô Bình đón lấy chiếc dương, những người xung quanh giờ đã nhìn thấy bên trong dương toàn là những khúc xương màu vàng, to có nhỏ có. Từ Quý Phi tò mò cầm lên một khúc xương, đong đếm trọng lượng rồi cảm thấy rất kỳ lạ, đây là xương sao? Sao lại nặng thế nhỉ? Ngô Bình đáp, anh ba. Có thể tặng em chỗ xương này được không? Từ Quý Phi cười đáp, em cần dùng tới thì cứ mang đi đi. Ngô Bình nhìn Từ Quý Phi rồi hỏi, anh ba, anh vẫn chưa tới giai đoạn sinh niệm sao? Từ Quý Phi, anh mới trở thành cao thủ tiên thiên chưa đầy một năm, còn lâu mới tới giai đoạn đó. Ngô Bình lấy ra một cái lọ nhỏ, nói, đây là tiên thiên hồn lực đan, khi nào tới giai đoạn sinh niệm anh hãy uống nó vào, như vậy là đã thành công một nửa. Từ Quý Phi mắt sáng rỡ. Đáp em trai, cảm ơn chú nhé. Ngô Bình cười đáp, anh ba khách sáo với em làm gì cơ chứ? Lưu Kính Đường kia đã làm nghề buôn bán dược liệu lâu năm nên hiểu nhiều biết rộng. Nhìn thấy chỗ xương màu vàng, ông ta như thể nghĩ ra gì đó. Ông ta bước lên mấy bước, cười nói, Ngô tiên sinh, chỗ xương này có thể bán lại cho tôi được không? Ngô Bình đáp, được thôi, ông cần bao nhiêu? Lưu Kính Đường mừng rỡ đáp, tôi muốn mua 10 khúc. Ngô Bình gật đầu, 10 tỷ đô một khúc, của ông Tổng là 100 tỷ. Tiền mặt hay chuyển khoản đây? Cái giá Ngô Bình đưa ra quá cao khiến Lưu Kính Đường sững người, 100 tỷ. Ngô Bình, đó là giá hữu nghị rồi, nếu ở chỗ khác thì có tiền ông cũng không mua được. Vợ Lưu Kính Đường hừ lạnh, nói, một đống xương nát mà làm phách. Kính Đường, chúng ta không thèm mua thứ bỏ đi này.
Lưu Kính Đường lườm vợ mình, nói cô thì biết cái gì. Trong sách cổ có viết, đây có khả năng là xương thần. Ngô Bình khá ngạc nhiên, không ngờ người đàn ông này còn biết tới xương thần. Anh không khỏi đưa mắt quan sát Lưu Kính Đường kỹ hơn. Vừa nhìn, anh đột nhiên phát hiện cơ thể người này có vấn đề. Ở một vị trí khuất bên trong não có một khối u. Hơn nữa, còn là u ác tính. Ngô Bình nói, khối u trong não ông rất nguy hiểm, cần phải làm phẫu thuật gấp. Nhiều lắm là một tuần nữa, khối u này sẽ xâm lấn vào thành mạch máu. Đến lúc đó, sẽ dẫn đến hiện tượng chảy máu não, lúc đó đến thần tiên cũng không cứu được ông. Anh nói dứt lời, cả Lưu Kính Đường và ông cụ Hàn đều sững sờ. Ông cụ Hàn nói, y thuật của Ngô tiên sinh quả thực khiến người khác bội phục. Lưu Kính Đường mặt trắng bệch ra, Ngô tiên sinh, anh nói không sai nửa câu. Tôi đã đi kiểm tra rồi, trong não tôi quả thực có khối u. Ông Hàn nói anh là thần y, liệu bệnh của tôi còn chữa được không? Ngô Bình, đương nhiên là cứu được, ông đi làm phẫu thuật mở hộp sọ rồi cắt bỏ khối u là được. Có điều khối u đó của ông vị trí ở gần hệ thần kinh trung ương, trong lúc phẫu thuật rất dễ làm tổn hại những dây thần kinh này dẫn tới đột tử. Phẫu thuật là rất mạo hiểm, nhưng nếu xét mọi mặt thì tôi vẫn kiến nghị ông nên đi phẫu thuật. Mặt Lưu Kính Đường càng trắng bệch ra như tờ giấy. Ông ta cúi người nói với Ngô Bình, Ngô thần y, liệu thần y có thể chữa bệnh giúp tôi được không? Chu Thanh Nghiên cũng chẳng ưa gì vợ Lưu Kính Đường và thái độ của chị ta nên cướp lời, chồng tôi sẽ không chữa bệnh cho ba loại người, kẻ gian ác, kẻ thô lỗ và kẻ coi thường người khác. Ba phẩm chất này các người có đủ cả, cho nên là bỏ ý định đó đi. Chu Thanh Nghiên nói câu này chính là đang mắng vốn đám người kia. Người phụ nữ giàu có thô lỗ kia nghe xong thì tức lắm, trừng mắt lên lườm cô. Lưu Kính Đường trong lòng đã vô cùng hoang mang lo sợ. Bác sĩ cũng đã nói ca phẫu thuật này rất nguy hiểm, khả năng rất cao sẽ không thể xuống khỏi bàn mổ. Ông ta giờ có trong tay bao nhiêu tiền của, còn có biết bao nhiêu người đẹp vây quanh. Ông ta không muốn chết, ông ta muốn sống tới trăm tuổi. Lưu Kính Đường cắn răng, nói, Ngô tiên sinh, nếu anh bằng lòng chữa trị cho tôi thì tôi sẽ tặng cho anh một món bảo vật gia truyền. Ngô Bình bắt đầu hứng thú, ồ. Lưu Kính Đường nói tiếp, Ngô tiên sinh, nếu anh có thời gian thì xin đợi một lát, tôi đi một lát sẽ quay lại. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đáp, được, tôi sẽ đợi ông. Lưu Kính Đường nhanh chóng rảo bước ra ngoài, vợ ông ta cũng chạy theo mà quên luôn bế theo cô con gái. Cô bé không đi theo bố mẹ mà đi tới trước mặt Ngô Bình, lễ phép cúi người nói, chú bác sĩ ơi, chú chữa được cho bố cháu đúng không ạ? Ngô Bình cười đáp, đương nhiên là được. Vậy, chú giúp bố cháu có được không? Đôi mắt to của cô bé chớp chớp trông đáng yêu vô cùng. Ngô Bình, ừ, chú sẽ giúp bố cháu khỏe mạnh trở lại. Cô bé vui lắm, lại cúi gập người nói, cháu cảm ơn chú bác sĩ. Ngô Bình mỉm cười, lại móc trong túi ra một quả nữa đưa cho cô bé, lần này thì cháu được ăn rồi nhé. Cô bé vui lắm, cắn một miếng thật to, mùi thơm của quả lan trong miệng, hương vị cũng vô cùng tươi ngon. Thấy Ngô Bình đem quả quý cho một đứa trẻ, ông cụ Hàn trong lòng không khỏi kêu trời vì tiếc rẻ. Hàn Thu ban đầu khăng khăng Ngô Bình là kẻ lừa đảo. Nhưng sau khi chứng kiến nhiều việc liên tiếp xảy ra như vậy, cô ta vô cùng kinh ngạc. Ban nãy Hàn Thu còn chứng kiến Ngô Bình khiến chiếc dương tự động bay lên. Nghĩ đi nghĩ lại, cô ta vẫn không biết tại sao anh làm được như vậy. Anh rốt cuộc là ai? Hàn Thu nhìn Ngô Bình, biểu cảm trên mặt biến đổi trông vô cùng đặc sắc. Chu Thanh Nghiên đáp, cô đừng hỏi thì hơn, với địa vị của cô thì có nói ra danh tiếng của anh ấy, cô cũng chẳng biết đâu. Hàn Thu tức đến nỗi mặt trắng bệch ra, bụng nghĩ người đàn bà này thật đáng ghét. Đúng lúc này, một long vệ đột nhiên xuất hiện, cúi gập người nói, long chủ, ở Thạch Thành có việc gấp. Một cao thủ người Mễ đánh bị thương rất nhiều người ở một võ quán của dân thường. Cảnh sát địa phương tới giải quyết cũng bị đánh chết mất ba người, hai người bị thương nặng. Hiện tại, tên người Mễ đã chiếm võ quán, khống chế toàn bộ người ở bên trong. Vì có thành phần tội phạm ngoại quốc nên việc này sẽ do Thiên Long xử lý. Ngô Bình hỏi, người của ta tới đó rồi chứ? Long vệ, người của chúng ta đã tới, nhưng người chết, người bị thương. Vừa hay Long chủ đang ở Thạch Thành nên tôi cảm thấy báo cáo lại với anh là tốt nhất. Ngô Bình, vậy đã điều tra được thân phận của kẻ đó chưa? Long vệ, hiện vẫn chưa rõ. Ngô Bình, dẫn đường. Sau đó anh nói với Chu Thanh Nghiên, Thanh Nghiên, anh phải đi giải quyết chút việc. Chu Thanh Nghiên gật đầu, được, đi sớm về sớm nhé. Sau khi Ngô Bình đi khỏi, mặt Hàn Thu càng trắng bệch ra.
Nhà họ Hàn là thế gia nổi tiếng về y thuật nên có không ít mối quan hệ với tầng lớp thượng lưu. Vì vậy, cô ta đương nhiên biết tới sự tồn tại của Thiên Long. Mà Ngô Bình ban nãy lại là long chủ của Thiên Long. Không chỉ Hàn Thu mà cả ông cụ Hàn cũng kinh ngạc không kém. Ông ấy nhìn cô cháu gái, không khỏi thở dài thườn thượt. Hôm nay vốn là cơ hội vô cùng tốt để kết giao với thủ lĩnh Thiên Long, thế mà lại bị Hàn Thu làm cho ra nông nỗi này. Cậu thanh niên bên cạnh Hàn Thu hỏi, chị họ, long chủ là cái gì vậy? Hàn Thu bất lực đáp, long chủ chính là thủ lĩnh của Thiên Long. Thôi bỏ đi, có nói em cũng không biết. Chu thanh niên không thèm đếm xỉa đến đám người kia nữa. Cô ấy dắt tay cô bé đáng yêu quay lại phòng khách ban nãy. Nửa tiếng sau, Ngô Bình đã có mặt tại võ quán thiên địa. Chu Nhược Tuyết, Chu Nhan và 7 thành viên Thiên Long lúc này đã ở bên ngoài võ quán. 3 thi thể đã được đưa đi, ở hiện trường còn 2 người bị thương nằm trên chiếc xe cứu thương cách đó không xa. Họ đang được các bác sĩ chữa trị. Ngô Bình tới rồi lập tức giúp ổn định lại tình trạng cho những người bị thương. Có một người nội tạng bị dập, sắp không qua khỏi nhưng đã được Ngô Bình cho uống đan sinh mệnh. Người bị thương nhanh chóng hồi lại, nói, long chủ, tôi xin lỗi đã làm long chủ thất vọng. Ngô Bình, phí lời, người không sao là tốt rồi. Còn nữa, gặp kẻ mình đánh không lại thì đầu tiên phải tìm cách bảo vệ an toàn tính mạng. 10 phút sau 2 người bị thương đã qua cơn nguy kịch. Lúc này, Ngô Bình mới đi tới trước cửa võ quán. Tình hình bên trong thế nào rồi, chẳng kịp hàn huyên với Chu Nhược Tuyết, Ngô Bình lập tức hỏi chuyện chính. Chương 959, mắt của tà thần. Chu Nhược Tuyết, ở bên trong có gần 100 đệ tử của võ quán, 4 huấn luyện viên. Những người kịp chạy ra nói bên trong đã có hơn chục người chết. Tên người mễ hung bạo đó hình như đang tìm thứ gì đó. Ngô Bình gật đầu, mọi người đợi bên ngoài, để anh vào xem sao. Chu Nhược Tuyết gật đầu, được, anh cẩn thận nhé. Thấy Ngô Bình đi vào võ quán, Chu Nhan lo lắng nói, chị à, chuyên gia Ngô vào đó không sao chứ. Chu Nhược Tuyết đáp, có muốn xem náo nhiệt không? Chu Nhan gật đầu như bổ củi, muốn. Chu Nhược Tuyết, đi theo chị. Hai người họ đi vào trong một chiếc xe, bên trong xe có màn hình theo dõi camera giám sát bên trong võ quán. Qua màn hình, hai người họ có thể biết được tình hình bên trong. Đi vào tới bên trong, Ngô Bình kéo cửa ra. Anh nhìn thấy bên trong võ đường rộng lớn có 10 mấy xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Một người đàn ông tóc đỏ rậm, cao tới hơn 2 mét đang bóp cổ một võ sinh. Hắn ta dùng tiếng Viêm Long địa phương, hỏi bằng giọng hung ác, chủ nhân võ quán của chúng mày đâu? Nói ngay, thả cậu ấy xuống, tôi sẽ nói cho anh biết chủ võ quán đang ở đâu, nhìn cảnh tượng trước mắt, Ngô Bình lạnh lùng nói. Gã đàn ông tóc đỏ quay người lại, lạnh lùng nhìn Ngô Bình, mày biết sao? Ngô Bình rảo bước nhanh về phía đó. Một người cao lớn như Ngô Bình đứng trước mặt kẻ này cũng trở nên nhỏ con. Nhưng nếu luận về phong độ và khí chất thì gã tóc đỏ còn thua xa anh. Gã tóc đỏ cau mày lại, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm của người thanh niên trước mặt. Hắn hỏi, mày không phải người của võ quán, mày là ai? Ngô Bình, thủ lĩnh của Thiên Long nước Viêm Long, Ngô Bình. Giờ anh có 2 lựa chọn. Thứ nhất, anh quỳ xuống đầu hàng. Thứ hai, tôi đánh chết anh. Gã tóc đỏ cười lạnh, chỉ dựa vào sức mày. Ngô Bình phất tay, một bàn tay to màu đen huyền xuất hiện trên không trung. Bàn tay này tấn công gã tóc đỏ. Đoàng! Một cú nổ vang lên, gã tóc đỏ bay xa 10 mấy mét. Sau khi hắn rơi xuống đất thì bàn chân Ngô Bình đã đặt trên ngực hắn. Rắc! Gã tóc đỏ to con bị Ngô Bình giẫm cho bẹp cả lồng ngực. Hắn thổ huyết, vẻ mặt giờ đã chuyển sang kinh sợ. Hắn nhìn Ngô Bình cầu xin đừng giết tôi. Chu Nhan ở trên xe nhìn thấy cảnh này thì sững sờ như trời trồng. Cô ấy thốt lên, cái bàn tay đó là gì vậy? Pháp thuật sao? Chu Nhược Tuyết cũng ngạc nhiên lắm nhưng không thể hiện ra ngoài, đáp đương nhiên là pháp thuật của Ngô Bình. Chu Nhan ôm miệng, trời ơi, chuyên gia Ngô mạnh thật đấy. Chu Nhược Tuyết, giờ nói với em cũng không sao, anh ấy không phải là chuyên gia gì cả. Anh ấy là thủ lĩnh của Thiên Long. Thiên Long là cái gì vậy? Chu Nhan hỏi. Chu Nhược Tuyết giải thích cho Chu Nhan. Chu Nhan nghe xong thì mắt sáng lên, lẩm bẩm, đẹp trai quá. Ngô Bình lúc này đang lạnh lùng nhìn tên tóc đỏ, nói, một bán thần như anh chạy tới Viêm Long làm gì? Tại sao lại muốn tìm chủ võ quán này? Gã tóc đỏ, tôi là lính của tổ chức Heaven tại nước Mễ. Chúng tôi nhận được tin tình báo mật rằng chủ nhân võ quán này đang giữ một con mắt của tà thần từ thời thượng cổ.
Chúng tôi muốn tìm con mắt đó rồi trích xuất ADN từ đó. Ngô Bình đạp một cái, tên tóc đỏ bất tỉnh nhân sự. Xong xuôi anh hỏi một võ sinh ở gần đó, chủ nhân võ quán của các cậu đâu? Một người đứng lên nói, chủ nhân võ quán của chúng tôi đã 3 ngày nay không thấy xuất hiện rồi. Ngô Bình, người đó không nói mình đi đâu sao? Võ sinh kia lắc đầu, không nói. Ngô Bình, cậu có thể giúp tôi liên lạc với người đó không? Võ sinh đáp, để tôi thử. Nói rồi võ sinh nọ bấm số gọi điện thoại, nhưng rất nhanh sau đó trong điện thoại vọng tới giọng cô tổng đài viên báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Ngô Bình, cậu có biết chỗ ở của chủ võ quán không? Võ sinh vội đáp, tôi có biết. Ngô Bình, đưa tôi tới đó. Sau khi ra khỏi võ quán, Ngô Bình dặn Chu Nhược Tuyết và những người khác giải quyết nốt việc ở võ quán. Còn anh ngồi lên xe cảnh sát với võ sinh kia, tới nhà chủ võ quán. Trên đường, võ sinh này nói cho Ngô Bình biết chủ võ quán tên là Lưu Trường Hưng, là một quyền sư có tiếng ở Thạch Thành. Người này 13 tuổi đã bắt đầu luyện võ, năm nay đã 53 tuổi, vậy là đã theo nghiệp võ 40 năm. Lưu Trường Hưng mở võ quán làm kế sinh nhai. Vào lúc đông nhất, võ quán có tới hơn 300 học viên, học phí mỗi năm vào khoảng 5.000 đến 10.500 tệ. Hơn nữa, Lưu Trường Hưng thường xuyên tham gia một số hoạt động và trong số những đệ tử của võ quán cũng có không ít người giàu có. Vì thế, Lưu Trường Hưng thường xuyên được tặng tiền tặng quà. Nhìn chung, thu nhập của ông ấy rất ổn, mỗi năm đều kiếm được khoảng mấy triệu tệ. Lưu Trường Hưng có một người con trai, nhưng vợ ông ấy đã mất từ 3 năm trước. Giờ cậu con trai đã 20 tuổi, đang học tại Học viện Thể dục Thể thao của Thạch Thành. Năm ngoái cậu ấy còn được giải nhất trong cuộc thi võ thuật cổ truyền. Nghe tới con trai Lưu Trường Hưng, Ngô Bình đổi ý ra lệnh, đi tới Học viện Thể dục Thể thao. Đây là ngôi trường đào tạo vận động viên chuyên nghiệp lớn nhất Thạch Thành. Nơi đây là cái nôi sinh ra nhiều vận động viên hàng đầu, giành được huy chương vàng cấp quốc tế. Xe của họ vừa đến nơi thì hiệu trưởng ngôi trường đã đứng đón ở cổng. Là do trước đó cấp trên đã đích thân gọi điện nói có một nhân vật cực quan trọng sắp tới, đồng thời yêu cầu ông ta toàn lực hỗ trợ. Hiệu trưởng không biết người sắp tới là ai, nhưng vẫn vô cùng cung kính cúi gập người chào hỏi, xin chào, tôi là hiệu trưởng trường này, tôi tên là Lỗ Trực Quân. Ngô Bình cười đáp, hiệu trưởng Lỗ, xin nhờ ông giúp một việc này. Tôi muốn gặp một sinh viên của trường ta, cậu ấy tên là Lưu Đạt Khai. Lưu Đạt Khai là tên con trai Lưu Trường Hưng. Hiệu trưởng vội đáp, vâng vâng, tôi lập tức đưa tiên sinh đi gặp. Hiệu trưởng Lỗ không dám hỏi nhiều, Ngô Bình bảo làm gì thì ông ta làm đó. Ba người nhanh chóng đi tới sân vận động, ở đó có một đám học sinh đang tập luyện. Hiệu trưởng gọi giáo viên phụ trách ra, dặn dò vài câu xong giáo viên kia vội vã đi tìm Lưu Đạt Khai. Chưa tới 5 phút sau, một cậu sinh viên đi tới. Cậu ấy rất cao, chừng 1m93, cơ thể vô cùng săn chắc. Vừa nhìn là biết vô cùng chăm chỉ tập luyện. Nhìn thấy hiệu trưởng, cậu ấy gật đầu hỏi, hiệu trưởng, thầy tìm em sao? Hiệu trưởng gật đầu đáp, Lưu Đạt Khai. Vị lãnh đạo cấp cao này có chuyện muốn hỏi em hãy hết sức hợp tác. Lưu Đạt Khai cảm thấy rất kỳ lạ, lãnh đạo cấp cao. Cậu ấy nhìn Ngô Bình rồi gật đầu chào. Ngô Bình cười nói, cậu đừng lo lắng, tôi tới là muốn hỏi cậu vài chuyện thôi. Lưu Đạt Khai, anh hỏi đi ạ. Ngô Bình, cậu luyện võ từ nhỏ đúng không? Vậy đã luyện tới cảnh giới nào rồi? Lưu Đạt Khai vừa nghe là biết Ngô Bình là người tu luyện. Cậu ấy gãi đầu đáp, tôi vừa luyện tới cảnh giới lực được hơn 1 năm, nhưng vẫn chưa tìm được phương pháp phù hợp. Thế nên lực phát ra không chuẩn. Bố tôi nói, là do tôi không chăm chỉ tập luyện. Ngô Bình, cũng không phải là do không chăm chỉ tập luyện, tư chất của cậu không tồi. Cái cậu thiếu là một người thầy chỉ dạy. Tới đây. Lưu Đạt Khai bước tới gần một bước, Ngô Bình vỗ nhẹ lên đầu cậu ấy. Một luồng lực đạo truyền vào rồi lưu chuyển trong cơ thể cậu ấy. Lưu Đạt Khai sáng mắt lên, vội vã nhắm mắt cảm nhận kỹ luồng năng lượng này. Nửa phút sau, cậu ấy đột nhiên múa quyền, các chiêu thức càng lúc càng nhanh. Ngô Bình mỉm cười nhìn cậu ấy tập, cũng không nói gì thêm. Hiệu trưởng đứng bên cạnh xem mà ù ù cà cà không hiểu. Hai người này đang làm cái gì vậy? Lưu Đạt Khai tập hơn 10 phút thì một làn hơi nóng bốc lên từ đỉnh đầu. Cậu ấy thu quyền lại. Đột nhiên quỳ xuống trước mặt Ngô Bình nói, đa tạ tiên sinh đã khai sáng cho tôi. Ban nãy Ngô Bình đã dùng pháp thuật khai sáng cho Lưu Đạt Khai biết thế nào là lực đạo cao minh. Có được kinh nghiệm đó, Lưu Đạt Khai có cơ hội trở thành cao thủ đỉnh cao, cảnh giới luyện khí tiếp theo cũng sẽ rất dễ dàng.
Ngô Bình, đứng lên đi. Lưu Đạt Khai đứng dậy, trên gương mặt vẫn vô cùng hưng phấn. Cậu ấy hỏi, tiên sinh, có thể cho tôi biết tu vi của anh không? Bố tôi nói người có tu vi đỉnh cao có thể đả thương đối thủ chỉ bằng lá cây ngọn cỏ. Chắc chắn anh đã đạt tới trình độ đó từ lâu rồi đúng không? Ngô Bình, tu vi của tôi là cảnh giới thứ 5 của nhân tiên. Chương 960, Ngọc Huyễn Tượng. Lưu Đạt Khai ngẩn ra, cảnh giới 5 nhân tiên là cảnh giới gì? Trong ấn tượng của cậu ấy chỉ có nhân tiên, biết cả võ vương và võ thần, nhưng lại chẳng có khái niệm gì về nhân tiên cảnh giới 5. Có điều, cậu ấy biết cảnh giới 5 nhân tiên chắc chắn là một cảnh giới mạnh hơn võ thần. Cậu ấy vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ, có thể gặp được anh là phúc của tôi. Ngô Bình hỏi, Lưu Đạt Khai, có biết bố cậu đang ở đâu không? Lưu Đạt Khai đáp, bố sống cùng tôi, ngày nào cũng nấu cơm cho tôi cả. Ngô Bình cười bảo, tôi cần gặp bố cậu, có chút việc. Cậu đưa tôi đến đó được chứ? Lưu Đạt Khai gật đầu, được, thưa anh, tôi đi thay quần áo trước. Ngô Bình kiên nhẫn chờ. 10 phút sau, Lưu Đạt Khai ngồi trên ô tô của Ngô Bình, đi đến nhà mình ở Thạch Thành. Xe chạy đến trước cửa, Lưu Đạt Khai bèn lấy chìa khóa mở cửa ra, gọi to, bố ơi, có khách đến tìm bố ạ. Một người đàn ông trung niên mặt vuông từ trong bếp bước ra, với chiếc tạp dề buộc ngang hông. Nhìn thấy Ngô Bình đứng sau Lưu Đạt Khai, vẻ u ám lóe lên trong mắt Lưu Trường Hưng. Ông ấy nói, Đạt Khai à, đi mua bao thuốc cho bố đi. Lưu Đạt Khai vâng dạ, con đi ngay ạ, mời anh ngồi. Sau khi Lưu Đạt Khai đi khỏi, người đàn ông trung niên bèn cởi tạp dề, lạnh lùng nói, các người hành động nhanh thật, đã tìm đến nơi này rồi. Có điều, các người sẽ không được như ý. Tôi sẽ không giao vật đó cho bất cứ ai. Ngô Bình nói, quyền sư Lưu đừng hiểu lầm. Tôi là Long chủ của Thiên Long. Ban nãy có một bán thần nước mễ vào võ quán của ông và tra hỏi tung tích của ông. Kẻ đó đã đánh chết 10 mấy người. Sau khi khống chế được kẻ đó, tôi mới đến tìm ông, muốn biết vì sao người mễ truy tìm ông. Lưu Trường Hưng ngẩn ra, anh không đến đây vì vật đó ư. Ngô Bình đáp, tôi không biết vật mà ông vừa nói. Lưu Trường Hưng trầm ngâm giây lát. Đoạn bảo, mời Long chủ ngồi. Ông ấy rót trà cho anh, tôi nghe nói Thiên Long là tổ chức rất mạnh trong nước, nên tôi tin anh. Ngô Bình đáp, ông thật sự có thể tin tôi. Xin hãy nói thật. Lưu Trường Hưng im lặng vài giây mới mở lời, tổ tiên tôi từng là quan tổng đốc Triều Thanh. Khi đó, quan viên địa phương thường nịnh nọt ông ấy và tặng đủ loại quà cáp. Có năm, một chi phủ đã tặng một viên tinh thạch cho ông ấy. Trong tinh thạch có phong ấn một nhãn châu. Sau khi nhìn thấy nhãn châu này, tổ tiên tôi cảm thấy nó đang gửi gắm thông điệp gì đó cho mình nên giữ lại, thường lấy ra chơi. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chưa đầy một tháng sau khi có được nhãn châu, tổ tiên tôi đã phát điên, cũng chẳng tiếp tục làm quan được nữa. Đối thủ của ông ấy thừa cơ hãm hại, gia đình tôi sa sút rất nhanh. Sau đó nhãn châu này được truyền lại trong tộc, nhưng dặn rằng con cháu đời sau không được lấy vật này ra chơi nữa, mà phải chôn nó xuống đất. Ngô Bình hỏi, sao người mễ lại biết nhà ông có nhãn châu? Lưu Trường Hưng đáp, trong ghi chép của huyện có tư liệu về gia tộc tôi, nhắc đến nhãn châu. Có lẽ họ biết nhờ ghi chép đó. Ngô Bình ngừng lại một rồi nói, bây giờ thông tin bị dò dỉ, ông không đủ khả năng bảo vệ nhãn châu này. Nếu ông bằng lòng, tôi có thể mua nó, hoặc ông có thể trao đổi thứ khác. Lưu Trường Hưng nhìn Ngô Bình, Long chủ, tôi có thể giao nhãn châu cho anh, nhưng có một điều kiện. Ngô Bình bảo, ông nói đi. Lưu Trường Hưng đáp, tôi hy vọng con trai tôi có thể gia nhập Thiên Long, làm việc cho Long chủ. Ngô Bình cười nói, dễ thôi. Có điều tu vi của cậu ấy không cao, làm việc bên ngoài quá nguy hiểm. Tôi chỉ có thể để cậu ấy làm việc văn phòng. Về đãi ngộ thì ông yên tâm, nhận được ít nhất 1 triệu tiền lương năm. Lưu Trường Hưng thở phào, cảm ơn anh. Ngoài ra, tôi muốn có 100 triệu. Con trai tôi còn nhỏ, nó phải lấy vợ, sinh con. Sau này sẽ tốn rất nhiều tiền. Ngô Bình hào sảng đồng ý ngay, được, tôi sẽ cho ông 100 triệu. Nếu sau này có người hỏi về Nhãn Châu, ông cứ bảo là bị tôi lấy đi rồi. Như thế sẽ không ai gây phiền phức cho ông nữa. Lưu Trường Hưng gật mạnh, được, Long chủ, bây giờ tôi sẽ đưa anh đến nhà cũ. Sau đó Ngô Bình cùng Lưu Trường Hưng đến nhà cũ của nhà họ Lưu. Căn nhà đã được cho thuê, cửa mở, người thuê không có ở đây. Trong sân có trồng một cây hồ đào, rất cứng cáp, lá sáng bóng. Lưu Trường Hưng nói, nhãn châu ở dưới cây hồ đào này, được đậy kín trong hũ. Ngô Bình gật đầu, khi nhìn xuống,
ở vị trí cách mặt đất hơn 5 mét quả thật có một chiếc hũ. Anh vươn tay ra bắt lấy, chiếc hũ ấy liền chui từ dưới đất lên rồi bay vào tay anh. Đây là hũ gốm sứ. Anh nhìn kỹ hơn, không ngờ đó còn là sứ thanh minh hoa. Mở hũ, anh lấy ra một viên đá màu lam nhạt. Viên đá nửa trong suốt, có thể lờ mờ nhìn thấy một viên nhãn châu khá to ở bên trong. Anh cất đá vào, đoạn đưa hũ cho Lưu Trường Hưng, hũ này bán được vài triệu, ông giữ lấy đi. Lưu Trường Hưng cười đáp, được. Ngô Bình đưa chi phiếu 100 triệu cho ông ấy, đoạn nói chi phiếu này có thể rút tiền mặt ở tất cả ngân hàng lớn. Lưu Trường Hưng cười ha ha, cất chi phiếu vào, Long chủ, khi nào con trai tôi sẽ đến Thiên Long? Ngô Bình đáp, hãy để lại số điện thoại, tôi sẽ bảo thư ký liên hệ với ông sau. Thế là Lưu Trường Hưng để lại số điện thoại của mình. Ngô Bình lấy đồ xong thì về nhà họ từ ngay lập tức. Lưu Kính Đường đã trở lại, tay ôm một chiếc hộp vuông. Thấy Ngô Bình, Lưu Kính Đường vội dâng hộp lên, thưa anh, tôi đã mang đồ đến rồi. Mở hộp ra, bên trong là một viên ngọc quý với ánh sáng rực rỡ đang lưu chuyển. Trong viên ngọc có quang ảnh lờ mờ ẩn hiện. Anh nhìn qua, nhận ra đây là pháp khí, bên trong có khắc cấm chế cực kỳ cao minh. Dùng viên ngọc này sẽ dễ dàng bài bố được huyễn trận cực mạnh. Ngô Bình hỏi, viên ngọc này từ đâu ra vậy? Lưu Kính Đường đáp, 3 năm trước, tôi đang lấy thuốc ở nơi khác thì bất ngờ thấy nó. Khi ấy, tôi đã mua nó với giá 7 triệu rưỡi. Ngô Bình nói, được, tôi lấy thứ này. Lưu Kính Đường cảm mừng, vừa đưa hộp cho Ngô Bình vừa hỏi, thưa anh, vậy khi nào anh có thời gian đến chữa trị cho tôi? Ngô Bình trả lời, ngay bây giờ. Anh gọi Lưu Kính Đường đến thư phòng nhà họ Từ, nhẹ nhàng loại bỏ khối u, rồi lại cho Lưu Kính Đường uống một ít trường sinh tán. Uống trường sinh tán xong, Lưu Kính Đường cảm thấy mình trẻ ra 10 tuổi, bước đi mạnh mẽ hơn. Ông ấy vừa vui mừng vừa bội phục anh, rối rít cảm ơn. Ngô Bình nói, viên ngọc ông đưa tôi rất có giá trị. Tôi sẽ tặng cho ông một viên sinh mệnh đan. Lưu Kính Đường mừng rỡ nói, cảm ơn anh. Ít lâu sau, tiệc mừng nhà họ Từ đã bắt đầu. Ngô Bình uống mấy ly rượu, nói vài câu chúc phúc rồi rời đi. Vừa ra khỏi cửa, ông cụ Hàn và cháu gái Hàn Thu đã vội vàng đuổi theo. Ông cụ Hàn vội hô lên, xin Long chủ dừng bước. Ngô Bình đứng lại hỏi, chuyện gì vậy? Ông cụ Hàn nói, Long chủ, tôi có chuyện muốn khẩn cầu. Ngô Bình đáp nhẹ, nói nghe thử xem. Ông cụ Hàn bày tỏ, lão đây thời trẻ đã từng bị thương, thể chất rất yếu. Tôi tự thấy mình không thể sống qua 90 tuổi, mà năm nay tôi đã 87 tuổi rồi. Vậy nên tôi đánh bạo xin Long chủ một viên sinh mệnh đan. Ông cụ đã chính mắt nhìn thấy công dụng của sinh mệnh đan, vô cùng khao khát nó. Ngô Bình không lên tiếng, anh biết ông cụ này phải có lý do gì đó mới mở miệng xin thuốc. Quả nhiên, ông cụ nói tiếp, Hàn Thu, cháu gái tôi, từng làm việc ở viện nghiên cứu sinh mệnh. Con bé từng tiếp xúc với một số thứ đặc biệt ở đó. Nói xong, ông cụ bèn nhìn Hàn Thu. Hàn Thu vội vã lấy một bản ghi chép ra, đưa Ngô Bình bằng cả hai tay rồi kính cẩn nói, Long chủ, trước đó tôi đã có phần mạo phạm. Mong Long chủ không chấp nhất, đừng trách tội tôi. Đây là số liệu nghiên cứu khoa học ở viện nghiên cứu sinh mệnh mà tôi ghi ghép lại theo trí nhớ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.